Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 104. Đám người ánh mắt nhao nhao tập trung ở Tiêu Phàm một người trên người, hắn trên người cổ động lấy vô cùng bá đạo khí thế, hư không đều biến vặn vẹo. Lại đột phá, có người kinh hãi lên tiếng, bọn họ mặc dù nhìn không ra Tiêu Phàm tu vi cảnh giới, nhưng là có thể nhìn ra Tiêu Phàm vừa mới đó là đột phá tạo thành dị động. Nơi xa, Bác lão thật sâu nhìn xem Tiêu Phàm, trên mặt đều là vẻ hài lòng. Không có người nào phát hiện, Bác lão trên mặt chung quanh càng ngày càng nhiều, làn da bên trên cũng chậm chậm xuất hiện một chút màu nâu xanh điểm lấm tấm, cả người nhìn qua càng thêm già. Thậm chí, liền cái kia nguyên bản coi như con ngươi trong suốt cũng bắt đầu biến đục ngầu lên. Bố trí như thế siêu cấp đại trận rút ra thiên mộ thần hoa lực lượng, đối với hắn tiêu hao có thể không phải bình thường lớn, có thể nói, Bác lão là dùng tính mạng mình kiên trì. Hắn bây giờ vẻn vẹn chỉ là chiến thần cảnh đỉnh phong, nhưng có thể bố trí ra như thế siêu cấp đại trận, phóng nhãn thái cổ thần giới, đồng giai tu sĩ trận pháp nhất đạo, đoán chừng cũng khó so sánh. Thiên thần cảnh hậu kỳ, Tiêu Phàm cảm thụ được tự thân biến hóa, hít sâu miệng mấy khẩu khí. Hắn sợ bản thân nhường Bác lão thất vọng, một mực dậm chân tại chỗ. Nhưng mà hiện tại, hắn rốt cục lại bước ra một bước này, Tiêu Phàm trong lòng cũng đưa một hơi, Bác lão bỏ ra cùng cố gắng không có uổng phí. Bất quá Tiêu Phàm lại cao không giấy lên được, nhất là hắn nhìn thấy nơi xa Bác lão hình dạng lúc, Tiêu Phàm tâm 10 phần khó chịu, dường như kim đâm đồng dạng đau nhức. Lão sư, người bỏ ra, nhất định sẽ lấy được hồi báo. Tiêu Phàm nắm chặt lại nắm đấm, sau đó tiếp tục hấp thu thiên mộ thần hoa lực lượng. Không lâu sau đó, Tiêu Phàm linh hồn cũng rốt cục bước vào thiên thần cảnh hậu kỳ, thậm chí ngay cả phệ hồn cùng thí thần hai cái, cũng đạt đến thiên thần cảnh hậu kỳ cấp độ. Không hề nghi ngờ, Bác lão bỏ ra tất cả, to lớn nhất người được lợi vẫn là Tiêu Phàm. Đương nhiên, nếu như Tiêu Phàm muốn độc hưởng thiên mộ thần hoa, có lẽ đã sớm đột phá đến cao hơn cảnh giới. Chỉ ít sẽ không chỉ là đột phá thiên thần cảnh hậu kỳ mà thôi. Lóa mắt lại qua 7 ngày thời gian, mảnh thứ 8 thiên mộ thần hoa cánh hoa cũng bắt đầu khô héo lên. Đến hàng vạn mà tính người hấp thu, nếu như không phải Bác lão bố trí trận pháp, nhưng chiến hồn đại lục lực lượng liên tục không ngừng bổ sung thiên mộ thần hoa, đoán chừng thiên mộ thần hoa đã sớm khô héo. Chỉ có thể ổn định tại thiên thần cảnh hậu kỳ, cự ly thiên thần cảnh đỉnh phong chỉ có cách xa một bước. Bất quá muốn đột phá đến thiên thần cảnh đỉnh phong, vẫn là quá khó khăn. Tiêu Phàm hít khẩu khí, lại nói thiên thần cảnh hậu kỳ, nhục thân đệ tam trọng thuế biến bất hủ cảnh, dù là nhục thân tách rời, cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đột phá thiên thần cảnh hậu kỳ đằng sau, hắn hấp thu thiên mộ thần hoa năng lượng tốc độ cũng chậm lại, tối đa cũng liền hấp thu 1/10 mà thôi. Hắn rất rõ ràng, nếu như đem cuối cùng 4 cánh hoa năng lượng toàn bộ đều hấp thu, cố nhiên có khả năng đột phá thiên thần cảnh đỉnh phong. Nhưng là, Tu La Điện tu sĩ đâu? Hiện tại, Tiêu Phàm tự thân thực lực, cũng đầy đủ quét ngang thiên thần cảnh, thậm chí cùng cổ thần cảnh tiền kỳ cũng có khả năng giao phong, quản hạt Tu La Điện không có vấn đề gì cả. Nhưng mà, Tu La Điện nội tình quá yếu, tu sĩ thực lực quá kém, Tu La Điện muốn chân chính cường đại, có thể không chỉ có chỉ là hắn Tiêu Phàm một người cường đại, mà là tất cả mọi người cường đại lên. Cái này 7 ngày bên trong, Tiêu Phàm nhìn thấy Tu La Điện tu sĩ nhao nhao đột phá, trên mặt hắn cũng lộ ra an ủi thiếu dung. Tiểu Kim cái thứ nhất đột phá đến thiên thần cảnh, cuối cùng ổn định tại thiên thần cảnh trung kỳ, Lăng Phong, Quan Tiểu Thất, hai người cũng giống như thế. Thứ nhì, liền là Tu La Điện cửu điện Diêm La, đám người lại tu luyện Tiêu Phàm đưa cho bọn họ thiên thư đằng sau, thành công bước vào thiên thần cảnh cấp độ. Mặc dù chỉ là thiên thần cảnh tiền kỳ, nhưng cái này đặt ở trước kia, đó là nghĩ đều không dám nghĩ sự tình. Thiên thần cảnh A, chiến hồn đại lục vài vạn năm cũng chưa từng có người đột phá đến như vậy cảnh giới, bây giờ ngắn ngủi một tháng không đến thời gian bên trong, vậy mà liền có hơn 10 người đột phá. Về phần chiến thần cảnh, đó là nhiều vô số kể, thiên mộ thần hoa bên trong ẩn chứa loại kia kỳ lạ năng lượng, không chỉ có thể làm cho đám người đột phá. Còn nhường đám người các phương diện đều xảy ra chất bay vọt, thậm chí ngay cả thiên phú đều có thể cải biến, lần này, đối với Tu La Điện tới nói, tuyệt đối là vô cùng thu hoạch. Thật lâu, Tiêu Phàm ánh mắt cuối cùng rơi vào cách đó không xa Diệp Thi Vũ phía trên, lúc này, Diệp Thi Vũ ánh mắt cũng vừa lúc trông lại,
trên mặt tràn đầy mỉm cười. Tiêu Phàm thân hình lóe lên, xuất hiện ở Diệp Thi Vũ bên người, nhu tình nói, Thi Vũ. Phu quân, Diệp Thi Vũ làm một cái im lặng thủ thế, sau đó lắc đầu nói, yên tâm, ta không sao, ta tin tưởng phu quân luôn có một ngày sẽ để cho ta đột phá thiên thần cảnh. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Diệp Thi Vũ đạp không mà lên, hướng về không trung bay đi, xuất hiện ở Bác Lão bên người. Lão sư, Tiêu Phàm nhìn thấy Bác Lão giờ phút này trạng thái, trong mắt không tự chủ được chảy ra nước mắt. Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ vì chưa tới thâm tình chỗ. Giờ phút này Bác Lão, da rẻ khô quắt giống như khô cạn lão thụ, nếp nhăn bò đầy khuôn mặt, con mắt cũng đã có chút không mở ra được. Phàm Nhi, người cuối cùng vẫn là không có phóng ra thiên thần cảnh một bước cuối cùng. Bác Lão chậm rãi mở ra hai mắt, mở lỗ hổng nói, thanh âm mười phần khàn khàn, lộ ra hữu khí vô lực. Tiêu Phàm hai tay nắm lấy Bác Lão tay, cuồn cuộn thần lực không muốn sống đồng dạng đưa vào Bác Lão thể nội, nhưng mà nhường Tiêu Phàm kinh hãi là, hắn đưa vào thần lực, chỉ là từ Bác Lão trên người chảy qua, một chút còn sót lại đều không có. Vô dụng, thân làm thần dược sư, người khó coi còn nhìn không minh bạch sao. Bác Lão khẽ gật đầu một cái, tựa như nhìn thấu sinh tử đồng dạng, vi sư một cái mạng, có thể cho Tu La Điện mang đến như thế đại đột phá, chết cũng đáng giá. Lão sư đại nghĩa, Tiêu Phàm thanh âm nghẹn ngào, nắm lấy Bác Lão tay có chút run rẩy. Thân làm thần dược sư hắn, tự nhiên biết rõ Bác Lão giờ phút này tình huống, không chỉ là thân thể, thậm chí ngay cả linh hồn đều tại chậm rãi tiêu tán, loại tình huống này, so lúc trước túy ông tình huống còn bết bát hơn lấy Tiêu Phàm bây giờ lực lượng, muốn cứu sống Bác Lão, cơ hồ là không thể nào. Vi sư có thể có người dạng này đệ tử, chết cũng đáng giá. Bác Lão đột nhiên khẽ mỉm cười nói, cười mười phần hòa ái. Tiêu Phàm trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, hắn chỉ muốn cứu sống Bác Lão, bất quá hiển nhiên là rất không có khả năng. Phàm Nhi, vi sư không cầu gì khác, chỉ có hai cái nho nhỏ nguyện vọng. Bác Lão đột nhiên lại nói, thần sắc biến vô cùng mê mang, dường như lâm vào vô hạn hồi ức bên trong. Lão sư mời nói, Tiêu Phàm không chút do dự nói. Hắn cứu không được Bác Lão, chỉ có thể thay Bác Lão làm tốt thân hậu sự, đừng nói hai cái nguyện vọng, liền là 200, Tiêu Phàm cũng sẽ không chút do dự đáp ứng. Tiểu Phong đứa nhỏ này, vì sư thật xin lỗi hắn cha mẹ, hy vọng người cái này làm sư thúc, về sau hảo hảo quản giáo một cái hắn. Bác Lão đục ngầu con người đột nhiên nhìn về phía nơi xa Bác Thần Phong nói. Ai muốn đối Tiểu Phong bất lợi, trừ phi từ ta thi thể bên trên bước qua đi. Tiêu Phàm gật gật đầu nói, chuyện này không cần Bác Lão nói, hắn cũng sẽ không chút do dự bản thân đi làm. Bác Thần Phong thế nhưng là Bác Lão duy nhất hậu đại, Tiêu Phàm tự nhiên không thể để cho hắn có bất kỳ sơ thất nào. Bác Lão nhẹ gật đầu, lại nói, mặt khác, sau khi ta chết, nhớ kỹ đem ta chôn ở vô ngần hư vô bên trong. Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ đều có chút không hiểu nhìn xem Bác Lão, không chờ bọn họ phản ứng, Bác Lão thanh âm lại tiếp tục vang lên. Lão hủ khi còn sống câu thúc quá nhiều, hy vọng chết rồi có thể tự do tự tại, rốt cục có thể cùng Gia Cát lão quỷ đoàn tụ. Tiêu Phàm mũi có chút mỏi như, túy ông đã chết đến mấy năm, Bác Lão vẫn còn đang nhớ thương lấy hắn. Tốt, Tiêu Phàm mới vừa chuẩn bị mở miệng đáp ứng, đột nhiên, chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, trong nháy mắt cắt đứt Tiêu Phàm lời nói. Oanh, một tiếng nổ vang chấn động hư không, toàn bộ chiến hồn đại lục đều run lẩy bẩy. Một cỗ kiềm chế lực lượng bao phủ ở đây mỗi cái trong lòng người. Tiêu Phàm đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc băng lãnh nhìn về chân trời. Hắn con người trực tiếp xem thấu đại trận, vực ngoại tinh không tất cả toàn bộ đều in vào hắn tầm mắt bên trong. Nơi đó, một chiếc to lớn thần chu bong thuyền, đứng đấy từng đạo lít nha lít nhít thân ảnh, cầm đầu là một cái hắc bào trung niên nam tử. Nam tử trung niên song mi như kiếm. Lộ ra một cỗ lăng lệ sắc bén chi khí, quanh người hắn càng là kiếm khí nộ khiếu, tại hắn phía sau còn đeo một chuôi lóe ra kim sắc huỳnh quang trường kiếm. Tại hắn trước người cách đó không xa, bốn đạo thân ảnh song song mà đứng, cuồng bạo khí thức từ bọn họ trên người bao phủ mà ra, điên cuồng công sát lấy bạch sắc cự võng. Hiển nhiên, vừa mới chiến hồn đại lục rung động, liền là những người này tạo thành. Bốn người này bên trong đó một người không phải kẻ khác. Chính là Hàn Lê, cũng liền là phi kiếm môn tứ trưởng lão,
mặt khác ba người thân phận cũng liền không cần nói cũng biết, đều là phi kiếm môn trưởng lão. Về phần cái kia hắc bào trung niên nam tử, thì là phi kiếm môn môn chủ Hàn Kiếm, sắc bén con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm bạch sắc cự võng, không, nói cho đúng, là nhìn chằm chằm bạch sắc cự võng bên trong thiên mộ thần hoa. Hừ, nhìn thấy bốn vị trưởng lão liên thủ đều không cách nào đánh vỡ đại trận, Hàn Kiếm lạnh rên một tiếng, đột nhiên tay phải hướng về phía sau trường kiếm rút đi, ngay sau đó, chỉ thấy một đạo long hình kiếm quang tại hư không lấp lóe, xông thẳng bạch sắc cự võng mà đi. Long hình kiếm quang tốc độ rất nhanh, dường như chớp lóe, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, cho dù Tiêu Phàm đều lờ mờ chỉ có thể bắt được một cái bóng. Không thể địch, đây là Tiêu Phàm trong đầu trước tiên toát ra ý nghĩ, nếu như vẻn vẹn cổ thần tiền kỳ, hắn có tự tin một trận chiến, nhưng ở Hàn Kiếm trước mặt, Tiêu Phàm tự biết không thấp. Cổ thần trung kỳ trở lên tu vi, Tiêu Phàm con người hơi hơi ngưng tụ, hắn không nghĩ đến, vậy mà thật có cổ thần cảnh cường giả đi tới nơi này. Mà lại còn xa xa không chỉ cổ thần cảnh tiền kỳ. Chỉ là bán bộ cổ thần cảnh trung kỳ mà thôi. Bác lão đột nhiên nhàn nhạt mở miệng, dường như tất cả những thứ này, đều tại hắn dự kiến bên trong. Chỉ là bán bộ cổ thần cảnh trung kỳ mà thôi. Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ hai người một trận xấu hổ, cái này đã là nhường chiến hồn đại lục tuyệt vọng lực lượng, có thể tại bác lão trong miệng lại không ngoài như vậy. Nếu như là đổi lại một người khác, Tiêu Phàm đoán chừng đã sớm cho rằng hắn khẩu suất cuồng ngôn. Nhưng là bác lão, thế nhưng là sáng tạo ra vô số kỳ thích người, khả năng đủ bố trí ra bậc này đại trận, bảo vệ toàn bộ chiến hồn đại lục, cũng chiếm lấy thiên mộ thần hoa lực lượng, liền không phải người bình thường có thể làm được. Cho dù là Tiêu Phàm, trong thời gian ngắn cũng không thể nào làm được bác lão dễ dàng như vậy thoải mái. Cho nên... cho dù bác lão hiện tại đem cái kia bán bộ cổ thần cảnh trung kỳ cường giả cho chém giết, Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ cũng sẽ không cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn. Phàm Nhi, vi sư cuối cùng sẽ dạy ngươi một câu, bất cứ lúc nào, đều không thể hành động theo cảm tính, nếu như ngươi chết, ngươi muốn làm sự tình, vĩnh viễn cũng không cách nào hoàn thành. Bác lão thanh âm vang lên lần nữa. Bất quá quỷ dị là, bác lão giờ phút này thanh âm lại là trung khí 10 phần. Tản ra một cỗ không cho phép phủ định uy nghiêm. Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ kinh ngạc nhìn xem bác lão, chỉ thấy bác lão đột nhiên chậm rãi đứng dậy, trên người cổ động lấy cường đại khí thế. Giờ phút này bác lão, chỗ nào còn giống như là chậm chạp tuổi già, gần đất xa trời bộ dáng, nghiễm nhiên liền là một tôn thiên địa cự nhân. Hắn dù là gầy yếu vô cùng, nhưng lưng thẳng tắp như tùng, cũng không rộng dày bả vai lại cho người cảm giác được bản thân nhỏ bé. Lão sư, Tiêu Phàm còn coi là mắt mình hoa, trước mắt thật sự là sư phụ của mình bác lão. Vừa mới bác lão không phải sinh cơ hoàn toàn không có sao. Làm sao hiện tại lại hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước mặt đâu. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không khỏi vuốt vuốt hai mắt, Diệp Thi Vũ cũng lộ ra vẻ khó tin, bất quá Tiêu Phàm trong lòng càng nhiều là không hiểu, trong đầu trở về chỗ bác lão vừa mới nói câu nói kia. Bác lão dạy bản thân không muốn hành động theo cảm tính. Có thể chính hắn không phải một mực đều là để ý tức giận nắm quyền sao? Nhớ kỹ, sống sót, mới là trọng yếu nhất. Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, bác lão thanh âm tiếp tục vang lên, lại là nhìn thấy bác lão đột nhiên tại chỗ biến mất, hóa thành một vệt sáng kích xạ hướng không trung. Vực ngoại tinh không, phi kiếm môn Hàn Kiếm xuất lĩnh Hàn Lê chờ tứ đại trưởng lão điên cuồng công kích tới đại trận, thiên mộ thần hoa chín mảnh cánh hoa, bây giờ chỉ còn lại một mảnh. Bọn họ tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Một khi bỏ qua lần này, lần tiếp theo chỉ ít đều muốn chờ 10 vạn năm. Hàn Kiếm bọn họ công kích 10 phần tấn mãnh, nhưng mà, màu trắng kia quang trận lại là vượt qua tưởng tượng cường đại, dù là bọn họ điên cuồng công kích, cũng vẫn như cũ chĩa vào. Ai cũng đừng tiếp tục cho ta che giấu, vốn môn chủ lấy được thiên mộ thần hoa, không thể thiếu các ngươi chỗ tốt. Hàn Kiếm trước đó còn khinh thường tiểu thế giới đại trận phòng ngự. Nhưng là hiện tại, hắn cũng không dám lại khinh thường. Hắn đường đường bán bộ cổ thần cảnh trung kỳ, vậy mà công không phá được một cái tiểu thế giới trận pháp, nếu là cái khác tiểu thế giới, vẻn vẹn nở rộ khí thế, cũng đủ để cho tiểu thế giới hỏng mất. Tứ đại trưởng lão nhìn nhau, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, bọn họ trong lòng mặc dù khó chịu, nhất là Hàn Lê, thiên mộ thần hoa thế nhưng là hắn trước tiên phát hiện. Nhưng là, bọn họ cũng không có biện pháp. Bây giờ thiên mộ thần hoa chỉ còn lại một mảnh,
chỉ có thể nhường một người lấy được, tương lai mới có cơ hội đột phá thần vương cảnh. Nghĩ vậy, bốn người nhao nhao toàn lực ứng phó, cùng hàn kiếm cùng nhau công kích đại trận. Bạch sắc cự võng rung động càng ngày càng lợi hại, tựa như tùy thời có thể nổ tung đồng dạng, hàn kiếm tức khắc càng ngày càng kích động lên, nhanh, nhanh lên một chút. Chỉ cần phá vỡ bạch sắc cự võng, hắn lấy được thiên mộ thần hoa khả năng to lớn nhất, nghĩ đến bản thân tương lai có thể trở thành thần vương cảnh cường giả, hàn kiếm liền khó mà áp chế kích động trong lòng. Hô, đang lúc năm người chuẩn bị lần nữa động thủ thời khắc, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bạch sắc cự võng bên ngoài, đó là một cái bạch bào lão giả, ngoại trừ bác lão còn có thể là ai đâu. Bác lão đưa tay vung lên, bốn phía không gian tức khắc biến vặn vẹo, hư vô chi lực đều tại cực tốc biến mất, hàn kiếm bọn họ thân hình bỗng nhiên ngưng một cái. Lão đồ vật, là ngươi bố trí trận pháp, hàn kiếm đằng đằng sát khí nhìn xem bác lão, cái này trận pháp trở ngại bọn họ thời gian dài như vậy, hàn kiếm đã sớm phẫn nộ rồi. Bác lão chưa từng mở miệng, bóp tay đánh ra từng đạo thủ ấn, một luồng sức mạnh kỳ lạ giống như gợn sóng đồng dạng từ hắn trên người tỏa ra. Thời không chi lực, hàn kiếm thấy thế, sắc mặt hơi đổi một chút, nhấc lên kiếm trong tay liền giết đi lên, chết. Lời còn chưa dứt, long hình kiếm khí liền từ hắn trên người bạo trán phóng nhi mở, sáng chói quang mang đoạt người đôi mắt, đem hư vô bên trong đều chiếu sáng vô cùng, dường như muốn đem toàn bộ thế giới nuốt hết một dạng. Chiến hồn đại lục tu sĩ thấy thế, không khỏi hít một hơi lạnh, một kiếm này xuống tới, chiến hồn đại lục đoán chừng đều sẽ hủy diệt, bác lão lại làm sao có thể ngăn cản được đâu. Đại bộ phận người chỉ có thể gửi hy vọng ở cái kia bạch sắc cự võng, hy vọng đại trận này có thể ngăn cản cổ thần cảnh cường giả công kích. Phốc phốc, hư không một tiếng vang giòn, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là, hàn kiếm một kiếm, lại bị một đám lực lượng quỷ dị tan rã, khí thế kia cường thịnh một kiếm. Vậy mà trong nháy mắt biến mất không thấy. Thật quỷ dị thời không chi lực, vậy mà lĩnh ngộ ẩn chứa thời không chi lực thần thông. Hàn Lê đám người thấy thế, nhìn về phía bác lão ánh mắt lộ ra một tia rung động. Thời không chi lực, đây chính là quỷ dị nhất lực lượng, dù là thái cổ thần giới, cũng có rất ít người có thể lĩnh ngộ a. Cái này bên trong tiểu thế giới, lại có người lĩnh ngộ. Một cái nho nhỏ chiến thần cảnh đỉnh phong mà thôi. Coi là lĩnh ngộ thời không chi lực liền có thể cùng cổ thần cảnh đối kháng. Người quá nhỏ dò xét cổ thần cảnh, hàn kiếm lạnh rên một tiếng, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Cũng khó trách hàn kiếm như thế phẫn nộ và khinh thường, một cái chiến thần cảnh đỉnh phong tu sĩ, vậy mà muốn vượt qua hai cái đại cảnh giới ngăn cản hắn, đơn giản liền là cười nhạo. Đừng nói bác lão chỉ là chiến thần cảnh đỉnh phong, liền là thiên thần cảnh đỉnh phong, hắn cũng đồng dạng giết không tha. Chiến thần cảnh đỉnh phong, xác thực còn chưa đủ. Bác lão nhàn nhạt gật gật đầu. Đột nhiên, hắn trong nháy mắt điểm ra tại bản thân mi tâm. Sau một khắc, quỷ dị sự tình xảy ra, hàn kiếm đám người con ngươi mãnh liệt run rẩy, tựa như gặp quỷ một dạng. Không chỉ đám bọn hắn, liền là chiến hồn đại lục tu sĩ, đều kinh hãi không thôi. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm bác lão, trong mắt đều là vẻ khó tin, hắn đột nhiên phát hiện. Bản thân chưa bao giờ nhìn thấu qua bản thân cái này lão sư. Chỉ thấy bác lão trên người khí thế không ngừng kéo lên, vẻn vẹn một cái hô hấp không đến thời gian, liền vượt qua thiên thần cảnh cùng chiến thần cảnh ở giữa giới hạn, bước vào thiên thần cảnh tiền kỳ. Nhưng mà, cái này vẫn như cũ không có đình chỉ. Thiên thần cảnh trung kỳ, thiên thần cảnh hậu kỳ, thiên thần cảnh đỉnh phong, vẻn vẹn không đến 10 cái hô hấp thời gian. Bác lão trên người khí thế liền nhảy lên tới thiên thần cảnh đỉnh phong, ẩn ẩn có loại muốn vượt qua thiên thần cảnh xu thế. Hàn kiếm mí mắt một trận cuồng loạn, thân hình không khỏi lùi lại mấy bước, hắn vừa mới chuẩn bị xuất thủ, nhưng mà lại bị trước mắt một màn làm cho sợ choáng váng. Hàn Lê chờ tứ đại trưởng lão cũng là khóe miệng giật một cái, bọn họ có thấy người liên tục đột phá hai cái tiểu cảnh giới, có thể giống bác lão như vậy, trong nháy mắt đột phá một cái đại cảnh giới. Bốn cái tiểu cảnh giới, còn từ chưa thấy qua. Dù là những cái kia nhất lưu tông môn siêu cấp thế lực thiên tài, cũng không thể nào làm được. Thế này sao lại là tại đột phá, rõ ràng liền là đang dùng cơm uống nước a, đơn giản không thể lại đơn giản. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ra rồi, muốn vượt qua cổ thần cảnh, nhìn đến vẫn là không làm được. Bác lão thán một hơi. Khí thế của hắn cuối cùng tại thiên thần cảnh đỉnh phong ngừng lại.
Nghe nói như thế, Hàn Kiếm đám người mặt sạm lại, liên tục đột phá một cái đại cảnh giới, bốn cái tiểu cảnh giới vậy mà còn ngại không đầy đủ, còn muốn đột phá hai cái đại cảnh giới. Bất quá, đối phó các ngươi, cũng đủ rồi. Bác lão thản nhiên nói, dứt lời, bác lão đột nhiên hai tay kết ấn, đánh ra một đạo thủ ấn. Một thoáng thời gian, một đạo bạch sắc quang mang từ hắn trên người nở rộ mà ra, trong nháy mắt chui vào Hàn Kiếm cùng tứ đại trưởng lão thể nội, căn bản không cho phép mấy người né tránh. Năm người sắc mặt đại biến, cực tốc rút lui, nhưng mà mới vừa rời khỏi mấy bước, lại là phát hiện, bản thân tu vi vậy mà cực tốc rút lui, vẻn vẹn mấy cái trong nháy mắt, liền từ cổ thần cảnh thối lui đến thiên thần cảnh. Hàn Lê bọn họ còn tốt, bọn họ lúc đầu chỉ là cổ thần cảnh tiền kỳ, ngã rơi xuống thiên thần cảnh, cũng vẻn vẹn chỉ là rớt xuống một cái tiểu cảnh giới mà thôi. Nhưng phi kiếm môn môn chủ Hàn Kiếm lại khác, hắn nguyên bản thế nhưng là bán bộ cổ thần cảnh trung kỳ, hiện tại ngã rơi xuống thiên thần cảnh đỉnh phong, thế nhưng là hai cái tiểu cảnh giới. Hiện tại không sai biệt lắm, bác lão mỉm cười, sắc mặt bình thản nhìn xem đối diện năm người nói. Oanh, cũng đúng lúc này, hắn sau lưng bạch sắc cự võ oanh một tiếng nổ tung, hóa thành vô số quang vũ tiêu tán trên không trung, ẩn ẩn còn có một đạo năng lượng màu trắng quang trào biến mất. Cùng biến mất, còn có thiên mộ thần hoa mảnh thứ 9 cánh hoa sinh cơ cùng năng lượng, cái kia rộng lớn mà thánh khiết thiên mộ thần hoa, rốt cục khô héo xuống dưới, biến ảm đạm vô quang. Lúc này, thiên thần phong vị trí, cái kia minh mông xương trắng bỗng nhiên biến mất, đường vân thần liên cũng nhao nhao bạo tán ra, bộc lộ ra thiên thần phong dưới tất cả. Ha ha, ta rốt cục đột phá chiến thần, điện chủ vô địch, nếu như không có điện chủ, ta đời này đoán chừng cũng chỉ có thể ở chiến thánh cảnh bồi hồi, không nghĩ đến vậy mà cũng có trở thành chiến thần một ngày. Trước kia nói xấu tu la điện chủ, ta thực sự là mắt bị mù, từ nay về sau, ta vương lão tam, liền là tu la điện người. Theo lấy trận pháp biến mất, một đám tu sĩ nhao nhao tỉnh lại, cảm thụ được tự thân biến hóa, toàn bộ đều kinh hỉ không thôi. Những cái kia chiến thần điện tu sĩ, càng là may mắn mình có thể kịp thời tỉnh ngộ, gia nhập tu la điện, nếu không nói, tuyệt đối không thể lấy được phần này cơ duyên lớn. Thiên thần phong bên ngoài tu sĩ, lại là thất lạc không thôi, bọn họ không có gia nhập tu la điện, tương đương với mất đi một lần cơ duyên. Cùng lúc đó, một cái nào đó chỗ sơn mạch vị trí, mấy chiếc thần chu phía trên tu sĩ cũng nhanh chóng thanh tỉnh, bọn họ nhao nhao lấy ra số lớn thần thạch, bắt đầu khôi phục thể lực. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy những người này, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, bởi vì những người này cũng không phải là cái người khác, chính là La Thông cùng Thanh Nham lĩnh chúa bọn họ. Mấy người đến nơi này, vốn là vì đại triển quyền cước tranh đoạt thiên mộ thần hoa, nhưng đến đầu lại bị người rút lấy toàn bộ lực lượng trở thành thiên mộ thần hoa chất dinh dưỡng. Giờ phút này bọn họ suy yếu đến cực điểm, cho dù thấp giai tu sĩ, đoán chừng cũng có thể tùy tiện làm thịt giết bọn hắn. Dám tính toán vốn lĩnh chúa, đợi chiếm lấy thiên mộ thần hoa đằng sau, vốn lĩnh chúa nhất định hủy giới này không thể. Thanh Nham lĩnh chúa tức giận, phẫn nộ vô cùng nói. Thiên mộ thần hoa đâu? Lúc này, La Thông đột nhiên bỗng nhiên kêu một tiếng sợ hãi, đám người ánh mắt nhao nhao nhìn về phía không trung phía trên. Đáng tiếc, hiện tại chỗ nào còn có thiên mộ thần hoa, cái kia chín mảnh cánh hoa cũng đã biến mất, chỉ có một đạo yếu ớt quang mang tại lấp lóe, chỉ là mọi người cũng không để ý cái này quang mang. Tất cả mọi người không tiếc đại giới khôi phục thực lực, ta cũng phải nhìn xem, là ai tính toán chúng ta, một mình chiếm lấy thiên mộ thần hoa. Hắc Giao bộ lạc lĩnh chúa Hắc Long Giáp lạnh giọng nói. Thoại âm rơi xuống, hắn liền bắt đầu vận chuyển công pháp, bắt đầu điên cuồng khôi phục thực lực. Chín mảnh thiên mộ thần hoa, bọn họ vô luận như thế nào đều muốn lấy được một mảnh, cái này thế nhưng là vạn năm khó gặp cơ hội tốt, bọn họ tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ lỡ. Tại bọn họ nhìn đến, cổ thần cảnh không cách nào tiến vào giới này, có thể chiếm lấy thiên mộ thần hoa người, khẳng định chỉ có thể là thiên thần cảnh. Bọn họ những cái này thế lực chủ có thể đều là thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả, tự nhiên cũng sẽ không cần cố kỵ cái gì. Coi như bọn họ khôi phục nhanh chóng thực lực thời điểm, vực ngoại tinh không, bác lão cười khẽ nhìn trước mắt Hàn Kiếm đám người nói, ra tay đi. Coi như chỉ là thiên thần cảnh đỉnh phong, chúng ta năm người, giết người cũng như giết chó. Hàn Kiếm đằng đằng sát khí nói,
hắn trong lòng kìm nén vô tận lửa giận cùng sát ý không chỗ phát tiết. Dừng một chút, Hàn Kiếm lại cười lạnh nói, ta nhớ kỹ Thiên Mộ thần hoa khô héo đằng sau, còn sẽ có một mai trùng tử, chỉ cần bồi dưỡng 10 vạn năm, còn có thể nở rộ. Thoại âm rơi xuống, Hàn Kiếm liền phất phất tay, Hàn Lê bọn bốn người nghe được Hàn Kiếm nói, nguyên bản u ám hai mắt, đột nhiên lại chán phóng dị dạng thần thái, không chút do dự lần nữa thẳng hướng Bắc Lão. Vậy cũng chưa chắc, Bắc Lão tự tin cười một tiếng, hắn liền đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, tùy ý đối diện mấy người đánh tới. Nhân quả luân hồi, cũng đúng lúc này, một tiếng quát như sấm đột nhiên từ Bắc Lão sau lưng truyền đến, hư vô bên trong, đột nhiên toát ra một đạo áo bào tím thân ảnh. Cái kia áo bào tím thân ảnh một tay nắm chặt một bức họa quyển, trong bức họa bay vụt ra một đạo huyết sắc lưu quang, trong nháy mắt đem Bắc Lão bao phủ ở bên trong, căn bản không có thời gian phản ứng. Tại cái kia huyết sắc quang mang bao phủ xuống, Bắc Lão trên người khí thế đang nhanh chóng biến yếu, rất nhanh liền ngã rơi xuống thiên thần cảnh hậu kỳ, mà lại còn đang tiếp tục ngã xuống. Ha ha, Bắc thần Thiên Nam, lần này ngươi rốt cục có thể chết. Hư không một đạo điên cuồng gào thét vang lên, tựa như mưu kế được như ý một dạng. Tử vô danh, ta chờ ngươi đã lâu. Gần như đồng thời, Bắc Lão chậm rãi quay người, nhàn nhạt nhìn về phía sau lưng áo bào tím thân ảnh. Người vừa tới không phải là kẻ khác, chính là Tử Vô Danh, lúc trước bị Tiêu Phàm phế đi một cánh tay, đến hiện tại đều không có phục hồi như cũ, vẫn như cũ chỉ là cụt một tay. Bất quá Tử Vô Danh trên người khí thế so với ngày xưa, lại là cường đại rất nhiều, chí ít cũng là chiến thần cảnh hậu kỳ. Hiển nhiên, những năm này Tử Vô Danh cũng bỏ ra giá rất lớn, nếu không nói, lấy hắn thiên phú, trong thời gian ngắn muốn đi đến bây giờ thành tựu, đó là không có khả năng. Đương nhiên, Tử Vô Danh tại hồn văn cùng trận pháp tạo nghệ phía trên, xác thực thập phần cường đại, chỉ ít so với hắn thiên phú tu luyện muốn cường đại nhiều lắm, thậm chí có thể nói hoàn toàn không còn cùng một cấp độ. Tử Vô Danh trong tay bức tranh, đúng là hắn sáng tạo ra nhân quả đồ, lúc trước hắn dùng nhân quả đồ công kích Tiêu Phàm, liền Tiêu Phàm đều kém chút trúng chiêu. Cũng may Tiêu Phàm đồng thuật có thể điều khiển nghiệp hỏa, nếu không nói, trận chiến kia Tiêu Phàm coi như thật phiền toái. Căn bản không có cách nào phá giải Tử Vô Danh trong tay nhân quả đồ. Hỗn trướng, đúng lúc này, một tiếng quát như sấm từ đằng xa truyền đến, lại là Tiêu Phàm cực tốc chạy tới, tại Tiêu Phàm sau lưng, còn có lấy lít nha lít nhít thân ảnh, chính là Tu La Điện tu sĩ. Trận pháp biến mất, Tu La Điện đám người không chút do dự mà tới trợ giúp Bắc Lão, dù là bọn họ biết rõ bản thân không phải một đám cổ thần cảnh cùng thiên thần cảnh đối thủ. Cùng lúc đó, Hàn Kiếm cùng Hàn Lê chờ tứ đại trưởng lão công kích vừa lúc rơi vào Bắc Lão trên người, bất quá cho người kinh ngạc là, năm người công kích vậy mà xuyên qua Bắc Lão thân thể, hắn tựa như hoàn toàn không tồn tại một dạng. Nơi xa bay vụt mà tới Tiêu Phàm, cũng không nhịn được chừng lớn hai mắt, đều là vẻ khó tin. Đây chính là ngũ đại thiên thần cường giả công kích a, Bắc Lão giờ phút này đang bị Tử Vô Danh vây khốn, chỗ nào có thể là bọn họ đối thủ. Nhưng mà... một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ thấy Tử Vô Danh trong tay nhân quả đồ bỗng nhiên nổ tung, thân thể càng là bay ngược mà ra, máu thịt be bét. Cái này, Tiêu Phàm bỗng nhiên ngừng thân hình, một mặt kinh ngạc nhìn xem cách đó không xa một màn. Một kích này, không phải tất sát một kích hà, làm sao đánh vào Tử Vô Danh trên người, Bắc Lão lại là một chút sự tình đều không có. Không có khả năng, Tử Vô Danh rút lui quá trình bên trong, kinh hãi nhìn xem Bắc Lão. Hét lớn, ngươi tại sao sẽ không sao? Thời không chuyển di, ngươi đem chúng ta công kích chuyển tới hắn trên người. Hàn Kiếm không hổ là thái cổ thần giới tu sĩ, bỗng nhiên hiểu cái gì, gắt gao nhìn chằm chằm Bắc Lão nói. Bắc Lão thần sắc đạm mạc nhìn xem Tử Vô Danh, nói, năm đó ngươi thiên phú không kém gì ta, đáng tiếc, ngươi tầm mắt quá mức nhỏ hẹp, vì một bức thủy tổ cấp hồn văn đồ, liền huynh đệ đều giết, ngươi nói ngươi nên không đáng chết. Giờ phút này Bác Lão nhìn về phía Tử Vô Danh ánh mắt, liền tựa như lại nhìn một cái không chút liên hệ nào người, căn bản không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Nếu là trước kia, Bác Lão đoán chừng còn sẽ đau lòng nhức óc, Tử Vô Danh dù sao cũng là hắn đường huynh đệ, nhưng là hiện tại, Bác Lão chỉ đem hắn xem như người qua đường. Giết hắn, không có bất luận cái gì kích động, thậm chí căn bản liền không có báo thù khoái cảm. Tử Vô Danh cảm nhận được Bắc Lão trên người hờ hững,
mí mắt một trận cuồng loạn, thậm chí lộ ra một tia hoảng sợ, cái kia ánh mắt, quá lạnh như băng. Xem ở người ta trên người tốt xấu cũng giữ lại giống nhau huyết mạch phân thượng, người tự sát a. Bác lão nhàn nhạt phun ra một câu, hắn hiện tại, liên sát tử vô danh dục vọng đều không có, lại càng không cần phải nói báo thù khoái cảm. Tử vô danh bị ngũ đại thiên thần cường giả còn sót lại công kích đánh trúng, người bị trọng thương, cơ hồ chỉ còn lại một ngụm khí lực, muốn chạy trốn đều không có khả năng. Thật lâu, tử vô danh cắn răng nói, ngươi, ngươi biết rõ ta muốn đến giết ngươi. Đối với một cái người chết tới nói, cái này cũng không trọng yếu. Bác lão thần sắc đạm mạc nói, ngươi tội ác ngập trời, vẫn còn vẽ nhân quả đồ, hiện tại rốt cục gặp báo ứng. Bác lão tự nhiên biết rõ tử vô danh sẽ đến giết bản thân, hơn nữa, hắn cũng không nghĩ tự tay giết chết tử vô danh, mà là mượn nhờ hàn kiếm bọn họ tay. Nếu không nói, bác lão muốn tránh thoát tử vô danh công kích, vẫn là rất dễ dàng làm được. Dù sao hai người hiện tại thực lực chênh lệch cách xa, bác lão tạm thời đã là thiên thần cảnh đỉnh phong, mà tử vô danh lại chỉ là chiến thần cảnh hậu kỳ mà thôi. Bác lão giết chết tử vô danh, tuyệt đối không thể so với bóp chết một con kiến muốn khó khăn. Ha ha, tử vô danh ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, hắn rất nhanh cũng hiểu trong đó mấu chốt, bác lão lĩnh ngộ thời không áo nghĩa, nắm trong tay thời không chi lực. Mặc dù không cách nào làm đến lúc đó không nghịch lưu, nhưng tính một cái tương lai sắp phát sinh một chút sự tình, hắn còn có thể làm được dễ dàng. Bác lão chính là bởi vì biết rõ hắn tử vô danh sẽ xuất hiện, mới có thể cố ý nhường tử vô danh đánh lén, sau đó hàn kiếm chờ 5 người công kích thông qua nhân quả đồ toàn bộ đều chuyển di hướng tử vô danh. Kể từ đó, bác lão căn bản không cần tự mình động thủ, liền có thể tùy tiện giết chết tử vô danh. Tử vô danh là mạnh, cũng rất giảo hoạt, nhưng là tại tuyệt đối thực lực trước mặt, giảo hoạt cùng hắn thực lực căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Ha ha, ta vậy mà bại. Tử vô danh mắt lộ ra không cam lòng nhìn xem bác lão, lạnh giọng nói, là bởi vì nhân quả đồ. Ha ha, ta coi là vẽ ra nhân quả đồ, liền có thể nhẹ nhõm nắm giữ kẻ khác nhân quả, nhìn thấu luân hồi bản chất. Nhưng ta không nghĩ đến, ta mình cũng đồng dạng thân ở trong đó không cách nào tự kiềm chế, có nhân liền có quả, ta ngay cả bản thân bởi vì đều không nhận rõ ràng, có cái này kết quả, cũng bình thường. Oanh, thoại âm rơi xuống, hàn kiếm đám người công kích lần nữa rơi tại hắn trên người, trước đó có nhân quả đồ ngăn cản, hắn còn có thể kiên trì một cái. Bất quá lần này, ngũ đại thiên thần đỉnh phong uy lực toàn bộ đều cực kỳ chặt chẽ rơi vào tử vô danh trên người, tử vô danh cố nhiên phẫn nộ vô cùng, nhưng cuối cùng vẫn là bao phủ tại ngũ đại thiên thần cường giả công kích phía dưới. Đến bước này, tử vô danh chết, ta đây xem như báo thù sao? Bác lão tự giễu cười một tiếng, từ khi đột phá chiến thần cảnh đằng sau, bác lão cũng đã nhìn thấu tất cả, dù là đối với tử vô danh chết, hắn đều không có thực tình đặt ở trong lòng. Bỗng nhiên, bác lão con người nhìn về phía sau lưng ngũ đại thiên thần cảnh cường giả, thần sắc lần nữa khôi phục lăng lệ. Lão gia hỏa, có gan chớ né, đi ra giết chết chúng ta a. Hàn kiếm nhìn thấy bản thân công kích không làm gì được bác lão, trong lòng càng phẫn nộ. Hắn không thể lấy được 9 mảnh thiên mộ thần hoa cánh hoa, nhưng tuyệt đối không muốn bỏ qua thiên mộ thần hoa chủng tử. Nhưng là hắn biết rõ, muốn chiếm lấy thiên mộ thần hoa chủng tử, đầu tiên muốn làm, liền là giải quyết hết bác lão bọn họ. Bác lão cố nhiên tạm thời nhường hàn kiếm bọn họ thực lực ngã rơi xuống thiên thần cảnh, nhưng cái này quá trình cũng không phải là lâu dài, bác lão chỉ là mượn nhờ thần thông lực lượng mà thôi. Không cần bao lâu, hàn kiếm bọn họ liền sẽ khôi phục thực lực. Mà một khi khôi phục, cho dù bác lão cũng không có khả năng tiếp tục áp chế bọn họ. Chết, nhìn thấy bác lão bất phi sở động, hàn kiếm lần nữa quát như sấm một tiếng, trong tay trường kiếm giận đâm mà ra, phốc suy một tiếng, trường kiếm trực tiếp chui vào bác lão mi tâm bên trong. Lão sư, cách đó không xa Tiêu Phàm kêu to, nhanh chóng giết tới. Hắn không nghĩ đến, bác lão vậy mà không tránh không tránh, lấy tốc độ của hắn, một kiếm này rõ ràng có thể tránh thoát đi a. Vi sư để ngươi đừng hành động theo cảm tính, nhìn đến ngươi còn không có học được. Bác lão một tay nắm lấy trong tay trường kiếm, cười nhìn xem cách đó không xa Tiêu Phàm nói. Hắn thân thể liền tựa như một cái nhụt chí bóng ra đồng dạng, nhanh chóng làm xẹp xuống dưới, tu vi cũng ở đây không ngừng ngã xuống. Tử vong, cũng không phải là kết thúc, có
có lẽ chỉ là một cái mới bắt đầu. Bác lão thanh âm tiếp tục vang lên, thân ảnh cũng biến thành bắt đầu mơ hồ. Thời không thay đổi, ngay sau đó, bác lão một tiếng quát như sấm, bốn phía không gian trong nháy mắt biến vặn vẹo, một cái bạch sắc vòng xoáy bỗng nhiên đem hàn kiếm cùng mặt khác hai cái cách nhau khá gần trưởng lão hút vào. Sau một lát, hư không liền quy về bình tĩnh, bác lão, hàn kiếm cùng mặt khác hai đại trưởng lão, biến thành thi thể phiêu phù ở hư không, cũng không còn bất luận cái gì sinh cơ. Lão sư, Tiêu Phàm kêu to, bỗng nhiên lắc mình một cái, tốc độ nhanh như tia chớp xuất hiện ở bác lão bên người, hắn hai mắt song hồng, quỳ sát tại hư không, gắt gao ôm lấy bác lão thi thể. Đồng thời xuất hiện còn có bác thần phong, hắn hai mắt như máu, thân thể kịch liệt run rẩy. Trong thời gian ngắn không muốn tiếp nhận bác lão tử vong cái này sự thật. Những người khác cũng là trợn to hai mắt nhìn xem một màn này, bọn họ không nghĩ đến, bác lão vậy mà thực giết chết tam đại cổ thần cảnh cường giả. Mặt khác hai cái sống sót hai đại cổ thần cường giả, cũng là con người bỗng nhiên co rụt lại, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Bọn họ hiển nhiên cũng không nghĩ đến, bác lão lại có thực lực chém giết hàn kiếm cùng mặt khác hai đại trưởng lão, cho dù là hiện tại. Bọn họ vẫn như cũ còn có chút không tin. Trong đó một người, chính là phi kiếm môn tứ trưởng lão, hắn trong lòng 10 phần may mắn bản thân cự ly hàn kiếm có khoảng cách nhất định, nếu không vừa mới chết chính là hắn. Nghĩ vậy, hắn không khỏi hít một hơi lạnh, may mắn là, bác lão cũng đồng quy vu tận, sau đó hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, quan sát phía dưới một đoàn ảm đạm quang mang. Thiên mộ thần hoa trùng tử. Một cái khác phi kiếm môn trưởng lão cũng lấy lại tinh thần đến, cực tốc hướng về phía dưới lao đi. Lan, cũng đúng lúc này, một tiếng quát lớn đột nhiên truyền ra, lại là Tiêu Phàm lách mình ngăn khuất cái kia trưởng lão trước người, một quyền giận oanh mà ra. Oanh một tiếng nổ vang, trong hư vô khí lãng quay cuồng không ngớt, cuồng bạo năng lượng ba động bao phủ tứ phía bát phương, bốn phía tu sĩ vừa lui lại lui, kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm. Phi kiếm môn cái kia trưởng lão cũng là trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Phàm, hắn không nghĩ đến bản thân lại bị một cái thiên thần cảnh hậu kỳ tu sĩ một quyền đẩy lui, cánh tay xương càng là nứt ra đến. Phải biết, dù là hắn hiện tại chỉ là thiên thần cảnh đỉnh phong, vậy cũng đã từng là cổ thần cảnh cường giả, nhục thân vô cùng cường hãn, làm sao có thể bị một cái thiên thần cảnh tu sĩ đẩy lui đâu. Tiểu tử, người tự tìm cái chết. Phi kiếm môn trưởng lão hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, như nhìn run rế đồng dạng nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn hoàn toàn quên bản thân tu vi rơi xuống sự tình, còn coi là mình là cổ thần cảnh cường giả đâu. Tự tìm cái chết, Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, lời còn chưa dứt, hắn thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, lần nữa lúc xuất hiện, đã là phi kiếm môn trưởng lão trước người. Hắn một cái tay gắt gao nắm lấy phi kiếm môn trưởng lão cổ. Giống như dẫn theo một cái con gà con đồng dạng, cái kia phi kiếm môn trưởng lão căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Ngươi, phi kiếm môn trưởng lão cổ trở lên kìm nén đến đỏ bừng, phẫn nộ đến cực điểm, bản thân vậy mà tại một cái thiên thần cảnh hậu kỳ trong tay không có sức hoàn thủ. Chết, nhưng mà, Tiêu Phàm căn bản không cùng hắn nói nhảm dự định, tay phải một đạo kiếm chỉ nhô ra, trực tiếp xuyên thủng hắn mi tâm, đồng thời, vô số kiếm khí bộc phát. Đem phi kiếm môn trưởng lão cho quấy đến vỡ nát. Tê nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lạnh, đây chính là cổ thần cảnh cường giả, lại bị hắn tùy tiện mạt sát. Nhất là phi kiếm môn tu sĩ, bọn họ càng là dọa cho phát sợ, Tiêu Phàm thủ đoạn triệt để khiếp sợ đến bọn họ. Đi, không biết là người nào hét lớn một tiếng, phi kiếm môn thần chu đột nhiên khởi động, hóa thành một vệt sáng hướng về chân trời bay lượn mà đi. Chốc lát liền không thấy bóng dáng. Hàn Lê thấy thế, bỗng nhiên sợ run cả người, trước tiên nghĩ ngược lại cũng đúng chạy trốn. Có gan ngươi trốn một cái thử xem. Đột nhiên, Tiêu Phàm thanh âm tiếp tục vang lên, dọa đến Hàn Lê dùng mình một cái, kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm. Ngươi muốn như thế nào? Hàn Lê có chút kiêng kỵ nhìn xem Tiêu Phàm, một tay diệt sát cùng hắn đồng cấp bậc phi kiếm môn trưởng lão còn rõ mồn một trước mắt đâu. Tiêu Phàm nếu quả thật nghĩ thầm giết hắn, tuyệt đối phí không được bao nhiêu lực khí, cho dù chạy trốn đều không có khả năng. Chủ phó khế ước, hoặc là chết, Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc nói. Kỳ thật, hắn ngược lại là nghĩ thi triển chủng ma chi thuật, kể từ đó, có thể hoàn toàn khống chế đối phương sinh tử. Nhưng Tiêu Phàm biết rõ,
Hàn Lê chính là cổ thần cảnh cường giả, hắn linh hồn có thể so sánh hắn muốn cường đại hơn nhiều, trùng ma chi thuật rất có thể là sẽ không thành công, thậm chí còn có thể gặp phản phệ, đến lúc đó khả năng liền hối hận không kịp. Hơn nữa, hắn cũng rất rõ ràng, Hàn Lê hiện tại mặc dù chỉ là thiên thần cảnh đỉnh phong, nhưng không cần bao lâu, thì sẽ khôi phục thực lực, lần nữa trở thành cổ thần cảnh cường giả, đến lúc đó hắn Tiêu Phàm khả năng liền chưa chắc là đối thủ. Đồng dạng, những cái kia chạy trốn phi kiếm môn tu sĩ đến lúc đó cũng sẽ lấy lại tinh thần, một khi bọn họ biết rõ mình bị lừa, cũng nhất định sẽ lần nữa giết trở về. Cho nên, Tiêu Phàm vừa mới dùng hết toàn lực giết chết cái kia phi kiếm môn trưởng lão, cũng chỉ là vì chấn nhiếp bọn họ mà thôi, hắn hiện tại muốn làm, liền là hù sợ bọn họ, nhưng mà hàng phục cái này Hàn Lê lại nói. Một khi nắm trong tay một cái cổ thần cảnh tu sĩ sinh tử, coi như đối mặt phi kiếm môn những này thiên thần cảnh, Tiêu Phàm cũng liền không sợ hãi. Cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát ý lạnh như băng, Hàn Lê sắc mặt một trận biến hóa, con người nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, muốn xem thấu Tiêu Phàm trên người hư thực. Nhìn đến, người lựa chọn chết rồi. Tiêu Phàm cũng không dám cùng hắn kéo dài thời gian, toàn lực ứng phó nói, đối phó một cái thiên thần cảnh đỉnh phong, hắn vẫn là có thể làm được. Một khi Hàn Lê khôi phục thực lực, bọn họ những người này đoán chừng đều chỉ có tử vong phần. Phi kiếm môn Hàn Lê, bái kiến chủ nhân, cũng ngay tại Tiêu Phàm lo lắng bản thân, Hàn Lê đột nhiên khẽ cắn môi, nhẹ gật đầu nói. Hắn quan sát thật lâu, Tiêu Phàm thần sắc không hề bận tâm, căn bản nhìn không thấu mảy may, Hàn Lê rất muốn liều một phen, nhưng hắn cuối cùng vẫn là không dám đánh cược. Vạn nhất tiểu tử này thực còn có giết chết bản thân thực lực, vậy mình hạ chàng so với trước bị Tiêu Phàm giết chết cái kia cổ thần cảnh trưởng lão tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì. Thế nhân ai cũng sợ chết, cổ thần cảnh cảnh cũng đồng dạng không ngoại lệ. Thoại âm rơi xuống, Hàn Lê liền đánh ra lại từng đạo đường vân, ngưng kết thành một đạo rườm rà phù văn, chính là chủ phó khế ước. Hàn Lê đem một sợi mệnh cách lực lượng đánh vào trong đó, phù văn tức khắc một phân thành hai, phân biệt xuất vào Tiêu Phàm cùng hắn mi tâm. Hoàn thành tất cả những thứ này, Tiêu Phàm lúc này mới lỏng một hơi, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt tiếu dung, đồng thời, hắn sắc mặt trong nháy mắt trắng bạch rất nhiều. Vừa mới miểu sát một cái thiên thần cảnh đỉnh phong, đối với hắn tiêu hao có thể không phải bình thường lớn, huống chi đối phương trước đó vẫn là cổ thần cảnh cường giả. Phu quân, ngươi thế nào? Diệp Thi Vũ quan tâm nói. Ngươi gạt ta, chưa kịp Tiêu Phàm mở miệng. Hàn Lê nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Tiêu Phàm, phẫn nộ nói. Lừa ngươi, Tiêu Phàm cười lạnh nhìn xem Hàn Lê, khinh thường nói, lừa ngươi lại như thế nào? Ta vừa mới nghĩ giết ngươi, tối đa cũng lại nhiều hao chút thủ đoạn mà thôi. Cũng không phải Tiêu Phàm phát ngôn bừa bãi, Hàn Lê thời kỳ đỉnh phong đúng là cổ thần cảnh tiền kỳ, nhưng vừa mới hắn cũng đồng dạng chỉ là chân thật thiên thần cảnh đỉnh phong. Tiêu Phàm bây giờ đã cách thiên thần cảnh đỉnh phong chỉ có cách xa một bước, giết chết một cái thiên thần cảnh đỉnh phong cũng không phải nhiều khó khăn sự tình. Hàn Lê trong lúc nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể không cam lòng nhìn xem Tiêu Phàm, hiện tại Tiêu Phàm có thể tùy tiện quyết định hắn sinh tử, hắn cũng không dám cùng Tiêu Phàm phản bác. Diệp Thi Vũ cùng Lăng Phong bọn họ lại là kinh ngạc vô cùng, những người khác nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng tràn đầy vẻ kính sợ. Cái này thế nhưng là cổ thần cảnh cường giả, vậy mà cũng bị Tiêu Phàm khuất phục. Tiêu Phàm lại không tại để ý tới tất cả những thứ này, thâm thúy ánh mắt nhìn chằm chằm hư không chỗ sâu, hắn biết rõ, việc này cũng không có như thế đi qua. Oanh, Tiêu Phàm mới vừa chuẩn bị khôi phục một cái thần lực, đột nhiên nơi xa truyền đến từng đợt ầm vang bạo hưởng thanh âm, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Điện chủ, là trước đó xâm nhập chiến hồn đại lục người. Thần Thiên Nghiêu thần sắc hơi hơi ngưng tụ, hắn nhận ra trong đó một người, chính là lần thứ nhất xâm nhập chiến hồn đại lục Lưu Vân Tông thiếu tông chủ La Tiêu. Giờ phút này, La Tiêu vị trí, mấy chục đạo thân ảnh đang tại kịch liệt chém giết, bọn họ không ngừng kéo lên, nhao nhao hướng về cái kia một đoàn bạch sắc quang mang tới gần. Thiên Mộ thần hoa trùng tử, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, không chút do dự vọt tới. Thiên Mộ thần hoa chín mảnh cánh hoa cũng đã biến mất, nhưng là hắn trùng tử thế nhưng là khó lường trí bảo a, chỉ cần dùng tâm thai nghén, có khả năng lần nữa nở rộ thiên mộ thần hoa. Hắn công hiệu cố nhiên không bằng thiên mộ thần hoa cánh hoa hiệu quả lớn, nhưng chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, một mai thiên mộ thần hoa trùng tử,
liền có thể không ngừng nở rộ. Mà mỗi một lần nở rộ, liền có thể nắm giữ 9 mảnh cánh hoa, tương đương với chỉ cần có đầy đủ thời gian, liền có thể sáng tạo 9 vị thần vương cảnh cường giả. Đương nhiên, muốn để thiên mộ thần hoa nở rộ, vậy cũng không phải người bình thường có thể làm được, dù sao, thiên mộ thần hoa thế nhưng là cần thế giới chi lực vì chất dinh dưỡng. Cho dù lấy thế giới chi lực vì chất dinh dưỡng, cũng là cần 10 vạn năm mới nở, người bình thường chỗ nào chờ đến thời gian dài như vậy, đồng dạng thiên thần cảnh cũng không sống nổi dài như vậy. Bất quá, cái này vẫn như cũ không cách nào gạt bỏ thiên mộ thần hoa chủng tử giá trị, bọn họ đợi không được, nhưng muốn thiên mộ thần hoa chủng tử có khối người. Thậm chí, chỉ cần lấy được thiên mộ thần hoa chủng tử, hoàn toàn có thể đem chủng tử bán cho những người khác, đổi lấy vô tận tài nguyên tu luyện. Những tư nguyên này coi như không cách nào đột phá thần vương cảnh, nhưng đột phá cổ thần cảnh tuyệt đối là không có vấn đề gì. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không chút do dự giết tới, 9 cánh hoa hắn có thể cùng chiến hồn đại lục tu sĩ cùng nhau chia sẻ, nhưng cái này thiên mộ thần hoa, tuyệt đối không thể rơi ở những người khác trong tay. Ân, Tiêu Phàm vừa mới phóng ra không mấy bước, thần sắc đột nhiên ngưng tụ, chỉ thấy chân trời đột nhiên phóng tới 2 đạo thân ảnh. Hóa thành một vệt sáng hướng về thiên mộ thần hoa chủng tử vị trí bay đi. 2 người tốc độ nhanh chóng, vậy mà đều không kém gì thiên thần cảnh, mấu chốt là, Tiêu Phàm còn nhận ra 2 người này là ai, đây cũng là hắn như thế kinh ngạc nguyên nhân. Đại nhân, Kiếm La đi tới Tiêu Phàm bên người, kinh ngạc nhìn xem cái kia 2 đạo lưu quang bên trong đó một người, thật sự là người kia quá cực kỳ quen thuộc. Có thể làm cho Kiếm La gọi là đại nhân người, trong thiên hạ. Cũng chỉ có đời trước Tu La Điện hữu hộ pháp hình thánh. Chỉ là hình thánh hiển lộ thực lực, lại là nhường Kiếm La coi là mắt mình hoa. Phải biết, hắn hấp thu thiên mộ thần hoa cánh hoa năng lượng, cũng đã đột phá đến thiên thần cảnh tiền kỳ cảnh giới, nhưng ở hình thánh trước mặt, lại có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Hình thánh không phải chiến thần cảnh đỉnh phong sao, lúc nào đột phá thiên thần cảnh, công tử, đại nhân, nhìn thấy Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm. Kiếm La vội vàng sửa lời nói, hình thánh cùng đồ thiên thương, bọn họ 2 người vì cái gì mạnh như vậy, mà lại còn đánh nhau. Hắn không phải hình thánh, người kia cũng không phải đồ thiên thương. Tiêu Phàm nhíu mày, lắc lắc đầu nói, thần sắc vô cùng băng lãnh, thân hình lóe lên, nhanh chóng hướng về thiên mộ thần hoa chủng tử chộp tới. Tiêu Phàm hồi tưởng lên đã từng nhìn thấy đồ thiên thương cùng hình thánh tình cảnh, 2 người khí thế lúc ấy quả thật làm cho hắn nhìn theo bóng lưng. Nhưng tuyệt đối không có cường đại đến như thế cấp độ, tối đa cũng liền chiến thần cảnh đỉnh phong mà thôi. Nhưng là hiện tại, đồ thiên thương cùng hình thánh 2 người thực lực lại là quá mạnh, cường đại đến Tiêu Phàm đều muốn cẩn thận đối đãi. 2 người này, sớm đã không còn là nguyên lai 2 người. Khó trách hình thánh cùng đồ thiên thương 2 người vẫn không có xuất hiện, đến hiện tại mới hiện thân, lại là vì thiên mộ thần hoa chủng tử. Nghĩ vậy. Tiêu Phàm tự nhiên là không chút do dự xuất thủ, vô luận hình thánh cùng đồ thiên thương 2 người là thân phận gì, thiên mộ thần hoa chủng tử, Tiêu Phàm đều không có khả năng cho bọn họ. Chỉ là Tiêu Phàm cũng không minh bạch, tại sao hình thánh cùng đồ thiên thương 2 người sẽ đánh lên, chẳng lẽ bọn họ đã sớm phát hiện đối phương quỷ dị? Ngươi dám, chưa kịp Tiêu Phàm tới gần, nơi xa từng tiếng quát như sấm vang lên, nguyên bản đối chiến Thanh Nham bộ lạc, Lưu Vân Tông, Hắc Giao lĩnh. Hoa Tình Cốc cùng Phi Kiếm Môn chờ ngũ đại thế lực cường giả toàn bộ đều hướng về không trung đánh tới. Bọn họ không thể chiếm lấy thiên mộ thần hoa cánh hoa, tự nhiên đều không có khả năng bỏ lỡ thiên mộ thần hoa chủng tử. Ầm ầm, hư không bạo hưởng liên tục, đồ thiên thương cùng hình thánh 2 người bị ngũ đại thế lực người bức lui, 2 người sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm ngũ đại thế lực, còn người thỉnh thoảng liếc nhìn lấy nơi xa thiên mộ thần hoa chủng tử. Hư, hình thánh, đều là ngươi. Ngươi nếu không xuất thủ, thiên mộ thần hoa chủng tử đã là chúng ta. Đồ thiên thương khuôn mặt băng lãnh nhìn xem hình thánh nói, sát cơ không thèm mảy may che giấu. Ta nếu không xuất thủ, vậy cũng hẳn là ngươi, mà không phải chúng ta a. Hình thánh cười lạnh không thôi. Thiên mộ thần hoa chủng tử giá trị hắn hình thánh như thế nào không rõ ràng. Lại có thể nhường đồ thiên thương một người chiếm lấy. Dù là đồ thiên thương đáp ứng cộng hưởng thiên mộ thần hoa chủng tử. Hình thánh cũng đồng dạng sẽ không đáp ứng. 2 người các ngươi là ai? Không đợi đồ thiên thương tiếp tục mở miệng, Tiêu Phàm xuất hiện ở cách đó không xa, khuôn mặt băng lãnh nhìn xem 2 người nói.
Hai người thanh âm cùng thần lực khí thức mặc dù một dạng, nhưng động tác cử chỉ lại cùng lần thứ nhất nhìn thấy có chút khác biệt, nhất là hình thánh, hắn cùng lúc kia biến hóa cực lớn. Hình thánh cùng Đồ Thiên Thương nghe vậy, hai người lườm Tiêu Phàm liếc mắt, Đồ Thiên Thương hí ngược nói đến cùng, ta còn phải cảm tạ ngươi, nếu như không có ngươi, ta còn không cách nào hoàn toàn khống chế cỗ này thân thể. Là ngươi đã khống chế Đồ Thiên Thương, Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Mặc dù cũng đã đoán được, nhưng chân chính nghe được, Tiêu Phàm trong lòng vẫn còn có chút chấn kinh. Hình thánh cùng Đồ Thiên Thương hai người ý chí cũng coi như cứng cỏi hạng người đi, dù sao hai người thân làm Tu La Điện hộ pháp, thực lực hẳn là bất phàm, dựa theo lẽ thường tới nói, không nên bị người khống chế mới đúng a. Tiểu tử, người quản sự tình quá rộng, hình thánh giận dữ mắng mỏ một tiếng, rất có loại thẳng hướng Tiêu Phàm tư thế. Quản quá rộng, hình thánh cùng Đồ Thiên Thương là ta Tu La Điện người, các ngươi khống chế bọn họ, còn nói ta quản quá rộng. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, khuôn mặt cực kỳ âm lãnh. Nếu như không phải kiêng kỵ cái kia ngũ đại thế lực người, Tiêu Phàm có lẽ đã sớm giết tới. Hắn chỉ là không muốn cùng hình thánh, Đồ Thiên Thương tàn sát lẫn nhau, nhưng cái này ngũ đại thế lực không duyên cớ được chỗ tốt. Cái kia ngũ đại thế lực nhìn thấy Tiêu Phàm cùng hình thánh cùng Đồ Thiên Thương thù địch bộ dáng, trong lúc nhất thời cũng không có nhúng tay ý tứ. Bất quá, bọn họ không nhúng tay vào Tiêu Phàm cùng hình thánh cùng Đồ Thiên Thương ở giữa ân oán, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ từ bỏ Thiên Mộ Thần Hoa, mấy người nhìn xem Thiên Mộ Thần Hoa trùng tử dục dịch ngóc đầu dậy. Tiểu tử, người tốt nhất chớ xen vào việc của người khác. Hình thánh cũng nổi giận nói, con người lại là nhìn chằm chằm phía trước quang đoàn, bên trong thai nghén chính là Thiên Mộ Thần Hoa trùng tử. Ta mặc kệ các ngươi là ai, tốt nhất từ bọn họ thân thể lăn ra ngoài. Tiêu Phàm ngữ khí lạnh lẽo nói. Tự tìm cái chết, khống chế hình thánh thân thể là một cái bạo tính tình, gầm thét một tiếng, cầm trong tay một chuôi long đao chém tới, tựa như so với tranh đoạt Thiên Mộ Thần Hoa chủng tử, hắn càng muốn giết Tiêu Phàm. Lan, Tiêu Phàm thét mắng một tiếng, trực tiếp một quyền nghênh đón. Hình thánh coi như bộc phát thực lực là thiên thần cảnh đỉnh phong, nhưng hắn thân thể vẻn vẹn chỉ là chiến thần cảnh cấp độ mà thôi, không có khả năng chịu được tất cả lực lượng. Tiêu Phàm bây giờ thực lực, chém giết chân chính thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả đều không nói chơi, huống chi cái này giả thiên thần cảnh đỉnh phong đâu. Đang đến gần long đao thời khắc, Tiêu Phàm chịu đựng nhẹ nhàng chấn động, đánh vào long đao khía cạnh, long đao đột nhiên trách đi phương hướng, vòng qua Tiêu Phàm thân thể. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm một quyền giận đánh vào long đao chuôi đao phía trên, hình thánh cầm long đao tay kịch liệt run rẩy, trong tay long đao kém chút thoát bay. Nếu luận mỗi về sức mạnh thân thể, người ở đây Tiêu Phàm nói đệ nhị không ai dám xưng đệ nhất. Bất quá Tiêu Phàm cũng không có dừng tay xu thế, hắn thân thể tiến lên, một quyền hung hăng đánh vào hình thánh ngực, hình thánh thân thể giống như đạn pháo bay ngược mà ra, bay ngược phương hướng, vừa lúc là Thiên Mộ Thần Hoa chủng tử vị trí địa phương. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, lần nữa xông tới, dường như không giết hình thánh thể không bỏ qua, cũng đúng lúc này, hắn khóe miệng lại là hơi hơi dương lên, tựa như âm mưu được như ý một dạng. Ngăn lại bọn họ, đột nhiên, Lưu Vân Tông Tông chủ La Thông hét lớn một tiếng, thân thể càng là không chút do dự bắn ra, một kiếm hướng về không trung Tiêu Phàm mấy người nổi giận chém đến. Cái khác tứ đại thế lực người cũng nhao nhao lấy lại tinh thần, bọn họ ẩn ẩn phát hiện một tia không thích hợp, nhưng là chỗ nào không thích hợp, bọn họ lại nghĩ không ra. Đã chậm, Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, ý niệm khẽ động, bao vây lấy Thiên Mộ Thần Hoa chủng tử, trực tiếp ném vào tiểu thiên địa bên trong. Cái này khẽ động làm, Tiêu Phàm giống như nước chảy mây trôi, sau đó mang theo hình thánh cùng Đồ Thiên Thương hai người trong nháy mắt bay đi. Nơi xa kiếm là đám người nhìn thấy tất cả những thứ này, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Hình thánh cùng Đồ Thiên Thương không phải vì cướp đoạt Thiên Mộ Thần Hoa chủng tử à, làm sao Tiêu Phàm còn sẽ bảo hộ hai người đâu. Bất quá khi bọn họ lần nữa nhìn thấy Đồ Thiên Thương cùng hình thánh hai người tu vi cảnh giới lúc, trong nháy mắt hiểu cái gì. Giờ phút này hai người thực lực vẫn như cũ chỉ là chiến thần cảnh đỉnh phong mà thôi, bọn họ hoàn toàn không minh bạch, tại sao vừa mới hai người bộc phát ra thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả khí thế. May mắn không làm nhục mệnh, hình thánh cùng Đồ Thiên Thương hai người mỉm cười, sắc mặt trong nháy mắt trắng bạch, liền đứng thẳng đều có chút bất ổn. Hai vị nghỉ ngơi cho tốt,
tiếp xuống tới liền giao cho ta. Tiêu Phàm gật gật đầu, đem Hình Thánh cùng Đồ Thiên Thương hai người đưa vào tiểu thiên địa bên trong, lập tức lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện ngũ đại thế lực cường giả. Hô hô, lúc này, nơi xa Quỷ Thiên Cừu, Thần Thiên Nghiêu, Lăng Phong đám người nhao nhao xuất hiện ở Tiêu Phàm bên người, thần sắc lạnh lùng nhìn xem đối diện ngũ đại thế lực cường giả, tùy thời làm xong liều mạng chuẩn bị. Tiểu tử, đem Thiên Mộ Thần Hoa trùng tử. La Thông sắc mặt băng hàn nhìn xem Tiêu Phàm, hận không thể lập tức giết cái này tiểu tử, đem Thiên Mộ Thần Hoa trùng tử cướp đoạt tới. Mặt khác tứ đại thế lực cường giả cũng nhìn chằm chằm, nhe răng trợn mắt, tùy thời làm xong xuất thủ chuẩn bị. Cũng khó trách bọn họ như thế phẫn nộ, vừa mới Tiêu Phàm cố ý cùng Đồ Thiên Thương cùng Hình Thánh diễn một tuồng kịch, tại bọn họ dưới mắt đem Thiên Mộ Thần Hoa cướp đi, đổi lại người nào trong lòng đều không tốt thụ. Các ngươi nhiều người như vậy, ta nên cho ai đây? Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn xem đối diện ngũ đại thế lực tu sĩ. Thiên Mộ Thần Hoa trùng tử bậc này thần vật, tự nhiên là có kẻ có đức nhận được. La Thông mặt lộ băng hàn nói. Có đúng không? Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Phốc phốc, vừa dứt lời, một đạo lợi mang đột nhiên từ La Thông hậu tâm đâm vào, từ trước ngực xông ra, máu tươi bay vụt, lực lượng kinh khủng điên cuồng rảo sát lấy La Thông ngũ tạng lục phủ. Chẳng biết lúc nào, La Thông phía sau đứng đấy một cái hôi bào lão giả, hôi bào lão giả trong mắt lộ ra một tia hung ác. Lục trưởng lão, ngươi, La Tiêu kinh hãi nhìn xem cái kia hôi bào lão giả, một mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Hôi bào lão giả không phải kẻ khác, đúng là hắn Lưu Vân Tông lục trưởng lão, chính là thiên thần cảnh trung kỳ cường giả. Trước đó La Tiêu nhìn thấy Tiêu Phàm còn sống, hắn liền cảm giác có chút không được bình thường, lần trước hắn nhường lục trưởng lão lưu lại đối phó Tiêu Phàm, về sau lục trưởng lão trở về đằng sau, nói cho hắn biết Tiêu Phàm đã chết, có thể hiện tại Tiêu Phàm vẫn còn sống sót. La Tiêu ngay từ đầu chỉ là coi là Tiêu Phàm may mắn sống sót mà thôi, thẳng đến hiện tại hắn mới biết được. Lục trưởng lão vậy mà phản bội Lưu Vân Tông, càng là liền tông chủ đều dám giết. Hắn chỗ nào biết rõ, lục trưởng lão cũng không phải phản bội Lưu Vân Tông, mà là bị Tiêu Phàm thi triển chủng ma chi thuật đã khống chế tâm thần. Đừng nói Tiêu Phàm nhường hắn giết một người, liền là nhường hắn đi chết, cũng đồng dạng không có bất cứ chút do dự nào. Tự tìm cái chết, La Thông nhìn xem bản thân trước ngực huyết kiếm, con người kịch liệt run rẩy, sau đó gầm thét. Đưa tay một trưởng hướng về hậu phương vỗ tới. Chết, lục trưởng lão chợt quát một tiếng, trong tay trường kiếm đang rung động, vô số kiếm khí gào thét hư không, căn bản không có bất luận cái gì tránh né ý tứ, chỉ muốn cùng La Thông đồng quy vu tận. A một tiếng kêu thảm truyền ra, La Thông một trưởng đem lục trưởng lão đánh thành thịt nát, đồng thời, lục trưởng lão kiếm khí đem hắn nhục thân quấy đến vỡ nát, chỉ có linh hồn chạy trốn đi ra. Chết, gần như đồng thời. Một tiếng quát nhẹ vang lên, chẳng biết lúc nào, Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện ở La Thông trước người, một chỉ bắn ra, La Thông linh hồn đột nhiên bị một cái vòng xoáy thôn phệ, cũng không còn bất luận cái gì âm thanh. Chết rồi, ngũ đại thế lực tu sĩ thấy thế, không khỏi hít một hơi lạnh. Đây chính là thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả, vậy mà cứ như vậy tùy tiện chết rồi. Ngươi, ngươi giết tông chủ, Lưu Vân Tông thiếu tông chủ La Tiêu con ngươi kịch liệt run rẩy. Kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm. Hiện tại tới phiên ngươi, Tiêu Phàm thanh âm đột nhiên tại La Tiêu bên người vang lên, không chờ hắn lấy lại tinh thần, một chuôi huyết kiếm xuyên thủng hắn mi tâm. La Tiêu không dám tin tưởng nhìn xem bản thân trước người thân ảnh, cả người tràn đầy hoảng hốt, hắn hoàn toàn không tin bản thân sẽ chết ở nơi này. Bản điện chủ tự mình ban thưởng ngươi chết, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Dứt lời. Tiêu Phàm trong tay trường kiếm run lên, La Tiêu thân thể hóa thành huyết vụ tràn ngập tại hư không, cái gì đều không lưu lại, thần hồn câu diệt. Trong đầu hắn cuối cùng lại là hồi tưởng lên lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Phàm lúc, bản thân cái kia cao cao tại thượng bộ dáng, hắn thẳng đến tử vong một khắc kia mới minh bạch, bản thân lúc ấy không nhìn Tiêu Phàm, là cỡ nào buồn cười. Giết chết La Tuyệt, Tiêu Phàm thân hình lần nữa tại chỗ biến mất. Ngũ đại thế lực người nhìn thấy Tiêu Phàm ánh mắt sốt cục trở nên có chút bất đồng. Thiên thần cảnh đỉnh phong muốn giết cứ giết, nếu như Tiêu Phàm châm đối là bọn họ, vậy bọn hắn chẳng phải là đã chết. Nghĩ vậy, tất cả mọi người đánh một cái lạnh run, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ ý. Ngay cả Hàn Lê,
Quỷ Thiên Cừu cùng Thần Thiên Nghiêu cũng bị Tiêu Phàm quyết đoán cùng tàn nhẫn cho khiếp sợ đến, cái này giết người căn bản không đợi cân nhắc, liền là bọn họ cũng làm không được a. Sát thần, tất cả từ bên ngoài đến tu sĩ trong đầu không khỏi toát ra hai chữ, tiểu tử này, ai cũng dám giết, không phải sát thần thì là cái gì chứ? Nơi xa sơn mạch bên trong, một đạo áo đen thân ảnh nhìn chằm chằm không trung, không, nói cho đúng là nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Thật mạnh sát tính, kẻ này nếu tại thái cổ thần giới, chính là cái thế kiêu hùng. Hắc y nhân từ đáy lòng cảm thán nói. Hắc y nhân không phải kẻ khác, chính là Quân Nhược Hoan, hắn lúc này mới phát hiện, Tiêu Phàm cũng không phải loại kia rất dễ nói chuyện người, chí ít, đối đãi địch nhân, hắn là cho tới bây giờ sẽ không lưu tình. Bất quá, sự tình đoán chừng xa xa không có giải quyết dễ dàng như vậy. Quân Nhược Hoan lại lắc đầu nói, sau đó chậm rãi hướng về không trung Tiêu Phàm vị trí bay đi. Người nào còn muốn thiên mộ thần hoa chủng tử? Tiêu Phàm đằng đằng sát khí liếc nhìn toàn trường nói. Toàn trường tu sĩ câm như hến, cây kim rơi cũng nghe tiếng, bọn họ cố nhiên muốn lấy được thiên mộ thần hoa chủng tử, nhưng là giờ phút này, không có người nào dám đi đắc tội cái này sát tinh. Lan, nhìn thấy không một người dám nói, Tiêu Phàm lạnh lùng vừa quát, giết chết La Thông chỉ là trấn nhiếp những người này mà thôi, nếu như đây một số người đoàn kết nhất trí thì cũng thôi đi, Tiêu Phàm cũng không biết như thế nào đối phó bọn hắn. Dù sao, những người này bên trong thiên thần cảnh đỉnh phong đều có mấy cái, thiên thần cảnh hậu kỳ tu sĩ càng là nhiều đến mười mấy người, bằng vào tu la điện lực lượng, chỉ là miễn cưỡng có thể đối phó. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thân làm cổ thần cảnh Hàn Lê có thể khôi phục đỉnh phong thực lực cũng xuất thủ. Nhưng là hiện tại nhìn đến, Hàn Lê trong thời gian ngắn đoán chừng là không thể nào khôi phục cổ thần cảnh, bác lão tại hắn trên người thi triển thần thông lực lượng còn không biến mất. Cho nên hiện tại nhiều nhất chỉ có thể trấn trụ bọn họ, nếu như muốn cùng bọn hắn liều mạng, Tu La Điện có thể chưa chắc là đối thủ. Tiêu Phàm hiện tại chỉ có thể hy vọng, tinh không cổ lộ nhập khẩu có thể mau chóng khép kín, khi đó bọn họ cũng ung dung rất nhiều, chí ít có thể giải quyết chiến hồn đại lục khẩn cấp. Nhưng mà, sự thật thường thường cũng sẽ không hướng về nơi xa phát triển, đang lúc ngũ đại thế lực do dự thời khắc, một đạo băng lãnh thanh âm quanh quẩn tại Tiêu Phàm bọn họ não hải. Lâu chủ, bọn họ ngay tại nơi đó. Một đạo băng lãnh thanh âm đột nhiên từ phía chân trời truyền đến, đám người ánh mắt bỗng nhiên hướng về chân trời nhìn lại. Đám người ánh mắt nhao nhao nhìn về phía vực ngoại tinh không, không chờ bọn hắn thấy rõ ràng người tới, một cỗ cường đại khí thế từ phía chân trời bay vụt mà xuống. Cổ thần, Quỷ Thiên Cừu cùng Thần Thiên Nghiêu hai người thân hình khẽ run. Lăng Phong mấy người cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi. Vừa mới bác lão hao hết tính mạng mình, lúc này mới đem phi kiếm môn năm đại cổ thần cường giả giải quyết hết, hiện tại lại có cổ thần cường giả đến đây. Chẳng lẽ là trời muốn diệt chiến hồn đại lục sao? Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu, không khỏi vặn thành một cái chữ xuyên, trong mắt chạy bắn ra hai đạo quang mang, trong lòng trầm ngâm nói, thật đúng là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại lên a. Chỉ thấy một chiếc thần chu dọc theo tinh không cổ lộ lối vào bay vụt mà tới, bác lão chết rồi. Chiến hồn đại lục cũng rốt cục đang đến gần thái cổ thần giới địa phương ngừng lại, nơi này cũng đã lờ mờ có thể nhìn thấy nhập khẩu chỗ. Tại tất cả mọi người ngưng trọng ánh mắt bên trong, thần chu chậm rãi tới gần, bong thuyền đứng đấy ba đạo thân ảnh, cầm đầu là một cái kim bào trung niên nam tử. Hắn song mi như đao, ánh mắt như điện, trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng, thâm thúy con ngươi liếc nhìn lấy tứ phương, tựa như đang tìm kiếm cái gì. Cuối cùng, hắn muốn tìm đồ vật không tìm tới, lúc này mới nhìn về phía Tiêu Phàm bọn họ vị trí. Tu La Điện người thấy thế, toàn bộ đều đứng ở Tiêu Phàm sau lưng, thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm không trung. Đồng thời, Thanh Nham lĩnh chúa trở tứ đại thế lực người, cũng toàn bộ đều tách ra đứng thẳng. Chỉ có phi kiếm môn người trong lúc nhất thời không biết làm sao, cuối cùng làm bọn họ nhìn thấy Hàn Lê thời khắc, do dự lúc này toàn bộ đều hướng về Hàn Lê đi tới. Bọn họ không biết Hàn Lê vì sao sẽ đứng ở Tiêu Phàm cách đó không xa, nhưng cái này không ảnh hưởng bọn họ đầu nhập vào Hàn Lê, ai bảo Hàn Lê là cổ thần cảnh cường giả đâu. Nếu như bọn họ biết rõ giờ phút này Hàn Lê, vẻn vẹn chỉ là thiên thần cảnh đỉnh phong, có lẽ liền sẽ không như thế suy nghĩ. Thiên mộ thần hoa tại người nào trong tay? Thật lâu, cái kia kim bào trung niên nam tử đột nhiên mở miệng nói,
trong giọng nói đều là chất vấn vẻ. Hắn như thế nào không biết, nơi này cũng đã trải qua một trận đại chiến, thiên mộ thần hoa không thấy, khẳng định có người chiếm được. Hồi bẩm tiền bối, thiên mộ thần hoa cũng đã không thấy. Lúc này, Hắc Giao bộ lạc Hắc Long giáp lĩnh chúa mở miệng nói, con người thỉnh thoảng đánh giá Tiêu Phàm một cái. Ân, kim bào trung niên nam tử lạnh rên một tiếng, một cỗ cường đại khí thế tản ra, ép Hắc Long giáp có chút không thở nổi. Hai người ở giữa mặc dù chỉ là thiên thần cảnh đỉnh phong cùng cổ thần cảnh tiền kỳ khác biệt, nhưng lại hoàn toàn không ở cùng một cấp độ. Thiên mộ thần hoa mặc dù không thấy, nhưng còn giữ một mai trùng tử, vừa mới mai này trùng tử, bị tiểu tử này cướp lấy. Hắc Long giáp lại bổ sung một câu, đáy mắt chỗ sâu đều là âm lãnh vẻ. Hắn rất rõ ràng nói ra câu nói này đối Tiêu Phàm tới nói đại biểu cho cái gì, nếu như hắn thức thời còn tốt, có lẽ có thể tránh cho chết. Nhưng nếu là không thức thời, kim bào trung niên nam tử khẳng định sẽ không đến đây dừng tay. Dù sao hắn là không thể nào lấy được thiên mộ thần hoa mầm móng, còn không bằng đem việc này nói cho kim bào trung niên nam tử nịnh nọt một cái đối phương. Tiêu Phàm cũng không có để ý tới Hắc Long giáp, mà là nhìn về phía không trung phía trên kim bào trung niên nam tử, hắn trong lòng lại là nhanh chóng rơi vào trầm tư, những người này bên trong, cổ thần cảnh ba vị, bằng vào khí tức đến xem, cùng Hàn Lê hẳn là không sai biệt lắm. Bất quá, thiên thần cảnh 20-30, bằng vào Tu La Điện tuyệt đối không phải đối thủ, nếu như mặt khác mấy đại thế lực người không nhúng tay vào thì cũng thôi đi, có lẽ còn có thể đánh cược một lần, một khi nhúng tay, Tu La Điện nguy rồi. Muốn giết chết những người này, là tuyệt đối không có khả năng, coi như Hàn Lê nguyện ý xuất thủ, cũng liền có thể ngăn cản một người. Còn lại hai cái cổ thần cảnh, coi như hắn Tiêu Phàm toàn lực phát huy, đoán chừng cũng liền có thể chiến đấu mà thôi, tuyệt đối không có khả năng trong thời gian ngắn đem hai người này đánh bại. Về phần những này thiên thần cảnh cường giả, nhiều đến 20-30 người, tăng thêm mặt khác mấy đại thế lực cũng vô cùng có khả năng gia nhập, cộng lại, chỉ là thiên thần cảnh cường giả liền nhiều đến 30-40 người. Cái này đơn giản liền là ngày đêm khác biệt a, còn thế nào đánh? Tiểu tử, nhìn đến ngươi rất không thức thời. Kim bào trung niên nam tử đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm, trong mắt sát ý không thèm mảy may che giấu, khinh miệt nói, cuối cùng hỏi ngươi một câu, thiên mộ thần hoa chủng tử, ngươi giao hay không giao? Thoại âm rơi xuống, cường đại khí thế lao thẳng tới Tiêu Phàm mà đến, Tiêu Phàm ngũ tạng lục phủ bắt đầu bốc lên không thôi, bên cạnh Lăng Phong cùng Quan Tiểu Thất đám người, càng là sắc mặt trắng bệch, trong miệng máu tươi phun ra. Bọn họ chỉ là vừa mới đột phá thiên thần cảnh trung kỳ mà thôi. Chỗ nào có thể chịu được cổ thần cảnh khí thế? Điện chủ, người này là lâu ngoại lâu U Vân Phủ phân bộ lâu chủ phó Tam Đao, cổ thần cảnh tiền kỳ thực lực, bên cạnh hắn hai người, cũng hẳn là cổ thần cảnh tiền kỳ, người muốn cẩn thận. Đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời điểm, bên tai đột nhiên truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm. Dư quang quét qua, Tiêu Phàm lại là nhìn thấy Quân Nhược Hoan chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cách đó không xa, cho hắn truyền âm nói. Theo lý thuyết lâu ngoại lâu cự ly tinh không cổ lộ nhập khẩu hẳn rất xa mới đúng, không biết bọn họ là như thế nào biết rõ nơi này. Hơn nữa, tinh không cổ lộ chung quanh thế lực tối cường cũng liền là nhị lưu thế lực phi kiếm môn mà thôi. Tiêu Phàm trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, ngưng trọng thời khắc, còn có một tia may mắn cái này kim bào trung niên nam tử phó Tam Đao chỉ là cổ thần tiền kỳ. Nếu như là cổ thần trung kỳ, thậm chí hậu kỳ, vậy hắn liền thật không có biện pháp. Bất quá nghe được Quân Nhược Hoan lời nói, Tiêu Phàm trong đầu lại nghĩ tới một cái khác danh tự, cho Quân Nhược Hoan truyền âm nói, ngươi có thể nhận biết Tiếu Thương Sinh. Tiếu Thương Sinh lúc sắp chết, thi triển thông thiên triệt địa thần phù, mặc dù nhục thân bị Tiêu Phàm chém giết, nhưng hắn linh hồn lại đào thoát, Tiêu Phàm luôn cảm giác có chút bất an. Bây giờ nhìn thấy lâu ngoại lâu người, Tiêu Phàm tự nhiên liên tưởng đến Tiếu Thương Sinh, hơn nữa hắn luôn cảm giác lâu ngoại lâu cái này mấy chữ có chút quen thuộc. Tựa như ở nơi đó nghe nói qua, nhưng là trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Tiếu Thương Sinh, Quân Nhược Hoan nghe vậy, lắc đầu. Tiêu Phàm thật cũng không nghĩ Quân Nhược Hoan nhận biết Tiếu Thương Sinh, dù sao, Tiếu Thương Sinh tại giới này ngây người vài vạn năm, lúc kia Quân Nhược Hoan đoán chừng đều không xuất sinh đâu. Bất quá rất nhanh, Tiêu Phàm linh quang lóe lên, tựa như nhớ ra cái gì đó, âm thầm trầm ngâm nói, đúng rồi, Cổ Nhược Trần đã từng đề cập với ta đầy miệng.
Thương Sinh Thần Quốc người phía sau có thể là Lâu Ngoại Lâu. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm nơi nào còn không minh bạch, trước mắt Lâu Ngoại Lâu người đến, rõ ràng liền là Tiếu Thương Sinh dẫn tới. Hắn trong lòng có chút ảo não, vẫn là bản thân quá thiện lương, nếu không nói, trực tiếp diệt Tiếu Thương Sinh, cũng sẽ không bại lộ Chiến Hồn Đại Lục vị trí. Quân Nhược Hoan, nghe ngươi khẩu khí, cái này Lâu Ngoại Lâu không đơn giản. Tiêu Phàm nghĩ đến, nếu như liều mạng giết cái này một số người, đến lúc đó có thể hay không có cái gì phiền phức. Lâu Ngoại Lâu, rất mạnh, Quân Nhược Hoan trầm tư lúc này, chỉ là đơn giản phun ra mấy chữ. Tiêu Phàm nghe vậy, cau mày, bất quá cái này ở Kim Bào Nam Tử Phó Tam Đao nhìn đến, Tiêu Phàm là khó chịu hắn nói câu nói kia. Nhìn đến ngươi là không nguyện ý đáp ứng rồi. Phó Tam Đao ngữ khí càng ngày càng băng lạnh, Tiêu Phàm nếu không nguyện ý giao ra đến, hắn cũng không để ý đổ giới này. Hắc Long Giáp đám người lộ ra cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, tựa như đem không đến Phó Tam Đao lập tức giết Tiêu Phàm một dạng. Ta nếu đem Thiên Mộ Thần Hoa giao cho ngươi, ngươi liền có thể rời đi. Tiêu Phàm híp híp hai mắt nói. Hắn cũng không phải lo lắng bản thân, mà là lo lắng người bên cạnh, hắn Tiêu Phàm nếu muốn đi, ai cũng lưu không được. Nhưng là, nếu Phó Tam Đao muốn đối phó Chiến Hồn Đại Lục tu sĩ, Tiêu Phàm nhưng không có đầy đủ thực lực bảo vệ tốt tất cả mọi người, đây mới là hắn một mực lo lắng vấn đề. Nếu không nói, Tiêu Phàm trực tiếp một bàn tay nghênh đón, chỗ nào cần phải cùng hắn nhiều như vậy nói nhảm. Ngươi không tư cách nói điều kiện với ta. Phó Tam Đao một đôi con mắt tựa như sinh trưởng ở đỉnh đầu đồng dạng, đối Tiêu Phàm là phát ra từ nội tâm khinh thường. Không tư cách sao? Tiêu Phàm hơi nhíu mày, hắn cũng không cho rằng bản thân không có tư cách cùng cổ thần cảnh bàn điều kiện, đơn đả độc đấu, Tiêu Phàm thật đúng là dám theo cổ thần cảnh tiền kỳ Phó Tam Đao liều mạng. Cổ thần cảnh tiền kỳ lại như thế nào, không đấu qua, ai cao ai thấp, hưu chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu. Phu quân, không thể đem Thiên Mộ Thần Hoa chủng tử giao cho bọn họ. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Diệp Thi Vũ đột nhiên đỉnh lấy vô cùng áp lực nói ra, ngữ khí kiên định lạ thường. Ân, Phó Tam Đao tựa như vô cùng khó chịu có người cắt ngang hắn lời nói, cổ thần cảnh khí tức mãnh liệt cuộn trào ra, xông thẳng Diệp Thi Vũ mà đi. Tiêu Phàm thấy thế, vội vàng tiến lên, vô tận chiến huyết sôi trào, đem Phó Tam Đao khí thế toàn bộ đều ngăn cản bên ngoài. Diệp Thi Vũ vẻn vẹn chỉ là chiến thần cảnh đỉnh phong, có thể chịu không được Phó Tam Đao khí thế áp bách. Thi Vũ, ngươi không sao chứ? Tiêu Phàm ân cần hỏi, sau đó mắt lộ ra hung chỉ nhìn Phó Tam Đao. Diệp Thi Vũ lắc đầu, con ngươi lại là kiên định vô cùng. Tiểu tử, ngươi có thể ngăn cản ta khí thế, quả thật không tệ, có thể ngươi có thể cứu được nàng, có thể cứu được nơi này tất cả mọi người sao? Phó Tam Đao nghiền ngẫm cười nói. Tựa như ăn chắc Tiêu Phàm một dạng. Sau đó phất phất tay, hắn sau lưng hai đại cổ thần cảnh cường giả xuất lĩnh lấy một loại tu sĩ nhao nhao đạp không mà lên, hướng về bốn phía Tu La Điện tu sĩ đánh giết mà đi. Phốc phốc, từng tiếng giòn vang tại hư không truyền đến, lại là mấy cái Tu La Điện tu sĩ liền kêu thảm cũng không kịp gọi ra, liền chết đến không thể lại chết. Dừng tay, Tiêu Phàm tức giận, phẫn nộ quát ầm lên, người động bọn họ. Cần phải ngẫm lại hậu quả. Hậu quả, Phó Tam Đao khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm, càn rỡ cười to nói, một cái nho nhỏ thiên thần cảnh, vậy mà cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, ta cũng phải nhìn xem, coi như đem giới này đổ, sẽ có cái gì hậu quả. Ngươi không phải rất kiên cường sao? Ta liền muốn nhìn xem, ngươi đến cùng có thể có bao nhiêu kiên cường, cho ta giết, giết tới hắn đem Thiên Mộ Thần Hoa giao ra đến mới thôi. Ha ha, càn rỡ lớn tiếng cười vang vọng thật lâu tại thiên địa bên trong, Tiêu Phàm nắm đấm nắm chặt, đều muốn bóp ra máu, hai mắt càng là che kín huyết sắc, giống như thị huyết giống như dã thú. Hắn linh hồn chi lực điên cuồng bao phủ mà ra, bao phủ chu vi hơn 10 dặm, đem Tu La Điện tu sĩ toàn bộ đều đưa vào tiểu thiên địa bên trong. Những người này thế nhưng là Bác lão tốn hao tính mệnh đại giới đổi lấy, chính là Tu La Điện tinh anh, có thể đi tới nơi này. Yếu nhất đều là chiến thần cảnh tu vi, Tiêu Phàm cũng không thể nhường bọn họ xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Mấy tức đằng sau, Tu La Điện đại bộ phận người đều bị Tiêu Phàm đưa vào tiểu thiên địa bên trong, chỉ có Diệp Thi Vũ, Thần Thiên Nghiêu cùng Quỷ Thiên Cửu còn tại Tiêu Phàm bên người. Tiêu Phàm cũng rất muốn đem Diệp Thi Vũ đưa vào tiểu thiên địa bên trong, nhưng là Diệp Thi Vũ vô luận như thế nào đều không đồng ý.
vậy mà còn nắm giữ không gian bí cảnh. Phó Tam Đao hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Tiêu Phàm, cũng không có quá nhiều kinh ngạc, lại nói, chỉ cần ngươi chết, những người kia cũng đồng dạng sẽ chết. Bất quá, ta hiện tại đột nhiên hứng thú, trước hết để cho các ngươi tạm sống chốc lát, trước tiên đem giới này người giết hết tất cả lại nói, ta cũng phải nhìn xem, ngươi có thể cứu được bao nhiêu. Lời còn chưa dứt, Phó Tam Đao ra tay nhóm nhao nhao hướng về tứ phía bát phương bay đi. Cho dù Tiêu Phàm nắm giữ đông đảo linh hồn phân thân, cũng cứu không được nhiều như vậy a. Tiêu Phàm nổ đom đóm mắt nhìn xem Phó Tam Đao, hắn không nghĩ đến thái cổ thần giới người vậy mà như thế âm tàn, coi mạng người như cỏ rác. Các ngươi cũng đừng ở đây đứng đấy, đem giới này người giết, coi như ta thiếu các ngươi một cái nhân tình. Phó Tam Đao lại nhìn về phía Hắc Long Giáp, Phụ Cơ cùng Thanh Nham lĩnh chúa nói. Là, tiền bối. Thanh Nham lĩnh chúa ba người thấy thế, chỗ nào còn sẽ do dự. Bọn họ dù sao cũng đã không chiếm được thiên mộ thần hoa mầm móng, còn không bằng bán đối phương một cái nhân tình, đối phương dù sao cũng là cổ thần cảnh, về sau hoặc nhiều hoặc ít có lẽ có thể dùng đến người này tình. Ta xem ai dám, Tiêu Phàm quát lớn, trên trán gân xanh giống như tiểu trùng ngọ nguậy. Tiểu tử, người cho rằng vừa mới hù dọa đến chúng ta, bây giờ còn có thể hù dọa được chúng ta sao? Hắc Long Giáp cực kỳ khinh thường nói. Chính là, ở tiền bối trước mặt, người nhảy nhót không được bao lâu. Thanh Nham lĩnh chúa cũng cười lạnh một tiếng. Hàn Lê, giết những người đó. Tiêu Phàm gầm thét một tiếng, dữ tợn con ngươi nhìn về phía cách đó không xa Hàn Lê nói. Hàn Lê sắc mặt âm tình bất định, hắn tự nhiên cũng nhận ra Phó Tam Đao thân phận, luận thực lực, hắn không kém gì Phó Tam Đao bao nhiêu, nhưng mấu chốt đối phương phía sau là Lâu Ngoại Lâu a. Lâu Ngoại Lâu một cái phân bộ liền không phải hắn một cái Tam Lưu Tông môn có thể so sánh, địa vị chênh lệch cách xa, cái này nếu là đắc tội Phó Tam Đao, cùng chết không khác. Hàn Lê, Phi Kiếm môn tứ trưởng lão, Phó Tam Đao cũng là hơi hơi ngoài ý muốn nhìn về phía Hàn Lê, người nghĩ giúp hắn, trừ phi Phi Kiếm môn không nghĩ tồn tại. Ngươi nếu không động thủ, lão tử hiện tại liền để ngươi chết. Tiêu Phàm cũng đã không quản được nhiều như vậy. Hắn cũng không muốn chiến hồn đại lục tu sĩ bởi vì hắn mà hủy diệt. Hàn Lê biến sắc, ngưng tiếng nói, ta hiện tại chỉ là thiên thần cảnh đỉnh phong, nhiều nhất chỉ có thể ngăn lại ba người. Hắn cố nhiên không nghĩ đắc tội Phó Tam Đao, nhưng là đồng dạng không nghĩ lập tức phải chết. Hắn cùng với Tiêu Phàm ký kết chủ phó khế ước, Tiêu Phàm nghĩ giết hắn, chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình mà thôi. Phó Tam Đao nghe vậy, lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn thế nhưng là nhớ kỹ Hàn Lê là cổ thần cảnh tiền kỳ a, làm sao hiện tại biến thành thiên thần cảnh đâu. Bất quá coi như Hàn Lê khôi phục cổ thần cảnh tu vi, Phó Tam Đao cũng đồng dạng không sợ, bọn họ thế nhưng là có ba cái cổ thần cảnh cường giả. Tiểu tử, ngươi dám đùa nghịch chúng ta. Không đợi Phó Tam Đao lấy lại tinh thần, nơi xa một chiếc thần chu gào thét mà tới, một cỗ cuồng bá khí tức hướng về Tiêu Phàm bọn họ mãnh liệt mà tới. Người chưa tới, phẫn nộ thanh âm cũng đã quanh quẩn tại hư không. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy Phi Kiếm môn bị hắn dọa chạy cường giả đi mà quay lại, một mặt phẫn nộ giết tới. Đến vừa vặn, bản tọa chính là U Vân Phủ Lâu Ngoại Lâu phân bộ lâu chủ, diệt giới này người, bản tọa trùng điệp có thưởng. Phó Tam Đao lại tiếp tục nói. Trên mặt hắn tràn đầy đắc ý tiếu dung, hắn cũng phải nhìn xem, tại Tiêu Phàm trong lòng. Rốt cuộc là thiên mộ thần hoa trùng tử trọng yếu, vẫn là giới này tu sĩ mạng trọng yếu. Tiêu Phàm nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt, nếu quả thật có thể làm cái này lựa chọn, Tiêu Phàm sẽ không chút do dự lựa chọn cứu chiến hồn đại lục tu sĩ. Có thể mấu chốt là, nếu đem thiên mộ thần hoa trùng tử cho Phó Tam Đao, đoán chừng chiến hồn đại lục chỉ biết chết càng nhanh. Thậm chí, nơi này cái khác thế lực người đoán chừng cũng phải chết. Phó Tam Đao là tuyệt đối không có khả năng nhường người khác biết rõ chính hắn trên người có thiên mộ thần hoa trùng tử. Giờ phút này, Tiêu Phàm toàn thân đan xen kinh khủng sát ý, hư không đều băng lãnh đến cực điểm. Nhìn xem chiến hồn đại lục tu sĩ đến hàng vạn mà tính ngã vào trong vũng máu, Tiêu Phàm lòng đang rỉ máu. Hắn hận bản thân thực lực quá thấp, không cách nào bảo vệ tốt chiến hồn đại lục, Bắc lão bỏ ra bản thân sinh mệnh đều muốn bảo hộ đồ vật. Hắn bây giờ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn chết đi sao. Phẫn nộ, không gì sánh kịp phẫn nộ. Từng ấy năm tới nay như vậy, Tiêu Phàm cũng đã thật lâu không có qua như thế phẫn nộ rồi.
hắn cũng chưa từng nghĩ như vậy giết một người. Màu đỏ tươi con ngươi nhìn chằm chằm Phó Tam Đao, hắn thiếu chút nữa thì nhìn không được xông đi lên. Bất quá, Tiêu Phàm trong đầu lại là hồi tưởng lên bác lão câu nói kia, không thể hành động theo cảm tính, chỉ có sống sót mới là trọng yếu nhất. Hắn một người cho dù đối mặt tam đại cổ thần tiền kỳ, cũng đồng dạng không sợ, nhưng những người khác tuyệt đối không phải đối thủ, dù là quỷ thiên cừu cùng thần thiên nghiêu đều có chút không bằng. Phu quân, nhìn xem thống khổ vô cùng Tiêu Phàm, Diệp Thi Vũ tâm đều đang chảy máu, khẽ cắn môi, tựa như làm một cái nào đó gian nan quyết định đồng dạng, cắn răng nói, đem thiên mộ thần hoa chủng tử cho bọn họ. Cho bọn họ, Tiêu Phàm bỗng nhiên quay đầu nhìn trước Diệp Thi Vũ, một mặt vẻ khó tin. Không cho bọn họ, chẳng lẽ chúng ta trơ mắt nhìn xem bọn hắn chết sao? Diệp Thi Vũ hai mắt bị hơi nước mông lung, thanh âm có chút nghẹn ngào, mỗi không đành lòng nhìn thấy chiến hồn đại lục người cứ như vậy bị Phó Tam Đao người đổ sát sạch sẽ. Tiêu Phàm con ngươi nhìn chằm chặp Phó Tam Đao, trong mắt tỏa ra cừu hận quang mang, hắn trong lòng âm thầm thề, kiếp này không giết người này, thề không bỏ qua. Tiểu tử, cũng là ngươi nữ nhân thức thời, ngươi không do dự một hơi thời gian, khả năng liền có trên vạn người muốn chết. Phó Tam Đao cười gằn nói. Hai đại cổ thần cảnh, 30-40 thiên thần cảnh cường giả xuất thủ, tùy tiện một bàn tay che xuống, cho dù chiến thần cảnh cũng chưa hẳn có thể chịu nổi, huống chi những người khác đâu. Nhưng những người khác tất cả dừng tay, Tiêu Phàm khẽ cắn môi, đưa tay vung lên, hắn lòng bàn tay đột nhiên nhiều hơn một mai bạch sắc hạt đậu. Bạch sắc hạt đậu tản ra một cỗ bàng bạc sinh cơ, cùng một cỗ huyền diệu khí tức, phía trên càng là lượn lờ từng tia bạch sắc vầng sáng, cho người ta một loại mười phần mông lung cảm giác. Dừng tay, Phó Tam Đao nhìn thấy Tiêu Phàm trong tay bạch sắc hạt đậu, một tiếng quát nhẹ, thanh âm không lớn, nhưng lại quỷ dị truyền khắp cả phiến thiên địa. Lâu ngoại lâu cùng cái kia mấy đại thế lực tu sĩ nhao nhao đình chỉ thế công, cũng không tiếp tục xuất thủ. Phu quân, đem chủng tử cho ta. Diệp Thi Vũ đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm không hiểu nhìn xem Diệp Thi Vũ, hắn không biết Diệp Thi Vũ vì sao muốn đòi hỏi thiên mộ thần hoa chủng tử, bất quá đối với Diệp Thi Vũ, hắn lại là phát ra từ nội tâm tín nhiệm. Trong thiên hạ như thế nào liền Diệp Thi Vũ đều tin tưởng không được, cái nào còn có ai có thể tin tưởng đâu. Phó Tam Đao cũng không có phản đối, một cái chiến thần cảnh tu sĩ mà thôi, nơi nào sẽ vào hắn pháp nhãn đây này, người như vậy, giết nàng chỉ là một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Tiêu Phàm đem thiên mộ thần hoa chủng tử đặt ở Diệp Thi Vũ trong tay, Diệp Thi Vũ tiếp nhận thiên mộ thần hoa, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng quyết tuyệt. Diệp Thi Vũ khẽ cắn môi, lóe trên người phía trước, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm liếc mắt, trong mắt có chút một tia giãy giụa, nhu tình nói, phu quân, bảo trọng. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thi Vũ bỗng nhiên đem trong tay chủng tử nhét vào trong miệng, một ngụm nuốt xuống dưới, động tác nhanh chóng, liền Tiêu Phàm cùng Phó Tam Đao đều không kịp phản ứng. Thi Vũ, ngươi làm gì? Tiêu Phàm nghe được Diệp Thi Vũ nói, sắc mặt đại biến, hắn cũng không phải trách cứ Diệp Thi Vũ nuốt thiên mộ thần hoa chủng tử, mà là Diệp Thi Vũ lời nói nhường Tiêu Phàm vô cùng lo lắng. Hắn muốn tiến lên, nhưng mà căn bản không đến gần được Diệp Thi Vũ mảy may, ngược lại bị một cỗ cường đại lực lượng đẩy lui mấy bước. Trong đầu hắn trong nháy mắt hồi tưởng lên Diệp Thi Vũ trước đó lời nói, luôn cảm giác nàng trong lòng có cái gì sự tình gạt bản thân. Chỉ là Diệp Thi Vũ không nói, hắn Tiêu Phàm cũng không rõ ràng mà thôi. Hỗn trướng, người dám nuốt thiên mộ thần hoa chủng tử. Phó Tam Đao cũng là giận tím mặt, đưa tay một chưởng trực tiếp đánh xuống tới, đáng sợ uy thế ép tới cả phiến thiên địa đều mãnh liệt run rẩy lên. Người dám, Tiêu Phàm thấy thế, lực lượng toàn thân bộc phát ra, cũng không dám lại có bất luận cái gì chù trừ. Hắn không biết, nếu như Diệp Thi Vũ chết ở trước mặt mình, bản thân có thể hay không nổi điên. Tiêu Phàm tốc độ đầy đủ nhanh, nhưng so với Phó Tam Đao vẫn là hơi có không bằng, đối phương dù sao cũng là cổ thần cảnh tiền kỳ cường giả, hoàn toàn không còn cùng một cấp độ. Tiêu Phàm chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy Phó Tam Đao trưởng cương chặt chẽ vững vàng đánh vào Diệp Thi Vũ trên người, Tiêu Phàm cả người đều dường như nổi điên một dạng. Oanh, đáng sợ tiếng vang chấn động đến màng nhĩ mọi người phát run, nhưng Tiêu Phàm kinh hãi là, Phó Tam Đao một trưởng vậy mà không có thể gây tổn thương cho đến Diệp Thi Vũ. Thậm chí, hắn so Tiêu Phàm cũng không tốt gì, đồng dạng bị một cỗ đại lực tung bay, chấn động đến hắn toàn thân run rẩy không thôi.
mắt thấy sắp tới tay Thiên Mộ thần hoa chủng tử, lại bị một cái chiến thần cảnh tu sĩ ăn, cái này khiến hắn như thế nào không giận đâu. Mấu chốt là, nuốt mai này chủng tử thì cũng thôi đi, cùng lắm thì giết Diệp Thi Vũ lấy đi ra thì thôi, như thế thời gian ngắn, người nào cũng không có khả năng luyện hóa. Thế nhưng là, vượt quá hắn ngoài ý muốn là, hắn đường đường cổ thần cảnh cường giả, lại bị một cái chiến thần cảnh tu sĩ phát ra khí thế đánh bay. Nếu như không phải chân thực nhìn thấy, Phó Tam Đao tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Tiêu Phàm cũng là không khỏi kinh hãi, kinh ngạc nhìn xem Diệp Thi Vũ, hắn không biết Diệp Thi Vũ tại sao bỗng biến như thế cường đại. Chỉ thấy Diệp Thi Vũ mi tâm, có một đạo bạch sắc thủy tinh chi hoa, chán phóng vô lượng bạch sắc quang mang, thánh khiết, sáng chói, toàn bộ hư vô đều bị cỗ lực lượng này chiếu cùng tên như ban ngày. Bạch sắc quang mang tản ra một cỗ bàng bạc lực lượng, bao phủ toàn thân hắn, chính là cỗ lực lượng này, liền cổ thần cảnh Phó Tam Đao đều không làm gì được. Đây là, thần Thiên Nghiêu cùng quỷ Thiên Cừu nhìn nhau, cũng nhao nhao lộ ra vẻ kinh hãi, con người lấp lóe không ngừng. Cho ta giết, giết sạch bọn họ, Phó Tam Đao gần như dùng gào thét thanh âm giận dữ hét. Diệp Thi Vũ lẳng lặng đứng ở đó, không nhúc nhích, mặt như băng xương nhìn xem Phó Tam Đao. Bạch sắc quang mang như là sóng nước từ hắn trên người tuôn ra, đem hắn lực lượng toàn bộ đều ngăn cản ở ngoài. Chiến hồn đại lục tu sĩ mờ mịt nhìn xem thiên khung, tại chờ đợi Phó Tam Đao mệnh lệnh, nhưng mà, bọn họ căn bản nghe không được Phó Tam Đao thanh âm. Phạm ta chiến hồn đại lục người, Chu, thật lâu, Diệp Thi Vũ lạnh lùng phun ra một câu, không mang bất kỳ biểu lộ gì, giờ phút này nàng trên người phát ra khí thế, nghiễm nhiên siêu việt thiên thần cảnh một dạng. Nghe được Diệp Thi Vũ nói, chiến hồn đại lục những cái kia từ bên ngoài đến tu sĩ ở vào bản năng run rẩy lên, tựa như gặp được cái gì kinh khủng sự tình. Sau đó Diệp Thi Vũ trong tay kết xuất từng đạo rườm rà thủ ấn đánh ra, lít nha lít nhít phủ văn hướng về chiến hồn đại lục bao phủ tới, đem toàn bộ thế giới bao phủ ở bên trong. Thi Vũ, Tiêu Phàm lo lắng nhìn xem Diệp Thi Vũ, hắn trong lòng có loại mãnh liệt bất an. Phu quân! Diệp Thi Vũ nhu tình cười một tiếng, dường như chỉ có nhìn thấy Tiêu Phàm lúc, nàng trên mặt băng xương mới có thể hòa tan. Thoại âm rơi xuống, cả phiến thiên địa đều mãnh liệt run rẩy lên, Tiêu Phàm thế mà hướng về phía dưới nhìn lại, lại là nhìn thấy chiến hồn đại lục hư không run rẩy kịch liệt. Ngay sau đó, Nam vực phương hướng, lại có một mảnh rộng lớn đại lục hiện ra, cùng Nam vực rất nhanh dung hợp cùng một chỗ, tựa như phiến kia đại lục vốn chính là thuộc về Nam vực một dạng. Thiên địa lao ngục, Tiêu Phàm con người hơi hơi co rụt lại, hắn không nghĩ đến, Diệp Thi Vũ có thể giải phong ra thiên địa lao ngục, nguyên bản hắn coi là chỉ có hắn mới có thể làm được, bởi vì giải phong phương pháp là Lâu Ngạo Thiên giao cho hắn. Diệp Thi Vũ không có để ý tới, đưa tay vung lên, chỉ thấy thiên địa lao ngục Tu La Sơn chung quanh trong biển máu, đột nhiên từng đạo cột nước trùng thiên mà lên. Một thoáng thời gian, từng đạo lưu quang từ huyết hồ bên trong sông ra. Lắc mình một cái liền biến mất không thấy gì nữa, lần nữa lúc xuất hiện, đã là tại Diệp Thi Vũ trước người. Đó là bốn khối thạch bi, tản ra vô cùng cổ xưa lại tang thương khí tức, Tiêu Phàm thế nhưng là lại cực kỳ quen thuộc, trực tiếp kinh hô mà ra, phong thiên cánh cửa. Nhưng hắn càng thêm kinh ngạc là, tại Diệp Thi Vũ phía sau, đột nhiên xuất hiện lóe lên cự đại môn hộ, chính là Diệp Thi Vũ chiến hồn, phong ấn chi môn. Sau một khắc, quỷ dị sự tình xảy ra. Chỉ thấy bốn phiến phong thiên cánh cửa đột nhiên xuất vào phong ấn chi môn bên trong, cả hai hoàn mỹ hòa thành một thể. Tiêu Phàm trợn mắt há hốc mồm nhìn xem cái kia phong ấn chi môn chiến hồn, cái kia phong thiên cánh cửa luyện tâm tử luyện chế à, làm sao cùng Diệp Thi Vũ phong ấn chi môn dung hợp đâu. Nhìn xem cái kia phong ấn chi môn, Tiêu Phàm mí mắt một trận cuồng loạn, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, phong ấn chi môn bên trong, tản ra một cỗ vô cùng bàng bạc mà đáng sợ khí tức. Cho người nhìn mà phát khiếp. Bên trong dường như phong ấn một cỗ cổ lão thế giới, cho dù là Tiêu Phàm, liếc mắt nhìn một cái, cũng lờ mờ có chút kiêng kỵ. Phong Thiên thần tộc, ngươi là Phong Thiên thần tộc, Phó Tam Đao trước tiên kinh hô mà ra, nhìn về phía Diệp Thi Vũ ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Phong Thiên thần tộc, Quỷ Thiên Cừu cùng Thần Thiên Nghiêu nghe vậy, con người cũng bỗng nhiên co rụt lại, tựa như nhớ ra cái gì đó. Phong Thiên thần tộc, Tiêu Phàm cau mày, tiểu ma nữ không phải hồn tộc à, làm sao biến thành phong thiên thần tộc? Cái gì phong thiên thần tộc,
hắn căn bản không rõ ràng, bất quá hắn có thể từ Phó Tam Đao cùng Thần Thiên Nghiêu bọn họ thần sắc nhìn ra, cái này Phong Thiên thần tộc tuyệt đối không đơn giản. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng không để ý cái này Phong Thiên thần tộc phải chăng cường đại, chỉ là lo lắng Diệp Thi Vũ an nguy mà thôi, Tiêu Phàm không được cho phép Diệp Thi Vũ ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Phong Thiên, một tiếng khẽ kêu đem Tiêu Phàm suy nghĩ kéo trở về, lại là nhìn thấy tiểu ma nữ trên người chán phóng vô lượng bạch mang, bạch sắc quang mang giống như xiềng xích đồng dạng hướng về thiên địa tứ phương gào thét mà đi. Sau một lát, chiến hồn đại lục hoàn toàn bị bạch sắc thần liên khóa ở trong đó, thời không tại thời khắc này đều dường như dừng lại một dạng. Ngươi, đáng chết, Diệp Thi Vũ sắc bén con ngươi nhìn về phía Phó Tam Đao, trong mắt đều là vô tình vẻ. Trong bàn tay, mấy đầu bạch sắc thần liên xông thẳng Phó Tam Đao mà đi. Phó Tam Đao thần hồn run rẩy dữ dội, cái thứ nhất suy nghĩ liền là chạy trốn, hắn dù sao cũng là cổ thần cảnh cường giả, tốc độ tự nhiên không chậm. Diệp Thi Vũ tốc độ xem như rất nhanh, nhưng vẫn như cũ đầy nửa nhịp, bạch sắc thần liên vẻn vẹn xuyên thủng Phó Tam Đao đầu vai, mấu chốt thời điểm Phó Tam Đao thi triển ra toàn bộ khí lực, bay ra tinh không cổ lộ nhập khẩu. Nhưng hắn chạy trốn, Quỷ Thiên Cừu lông mày nhíu lại, ánh mắt lộ ra lo lắng thần sắc. Bất quá Tiêu Phàm lại không quan tâm Phó Tam Đao sinh tử, hắn trong mắt chỉ có Diệp Thi Vũ, trên người sát ý chậm rãi thu liếm, thần sắc cũng khôi phục bình tĩnh. Thi Vũ, Tiêu Phàm nhẹ giọng gọi nói, hắn không nghĩ Diệp Thi Vũ xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Phu quân, Diệp Thi Vũ thanh âm có chút suy yếu, sắc mặt tràn đầy nụ cười nhàn nhạt. Ngay sau đó, quỷ dị sự tình xảy ra, chỉ thấy Diệp Thi Vũ thân thể đột nhiên chậm rãi biến hư ảo lên, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất một dạng. Không, ngươi không thể chết, Tiêu Phàm hai mắt lần nữa biến điên cuồng lên. Phu quân, tha thứ ta tự tác chủ trương, Diệp Thi Vũ thân thể nhanh chóng hư hóa, nàng dù là có thiên ngôn vạn ngữ, giờ phút này cũng không nói ra được đến rồi. Trong bàn tay, một vệt sáng hướng về Tiêu Phàm bay vụt mà tới, Tiêu Phàm buông tay một chiêu, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một mai ngọc phù. Ông một thoáng thời gian, Diệp Thi Vũ thân thể cũng hoàn toàn biến mất, hóa thành cuồn cuộn hồn lực hướng về chiến hồn đại lục mãnh liệt mà đi, chỉ có một đạo thanh âm tại hư không quanh quẩn. Phu quân, phạm ta chiến hồn đại lục người, đáng chém. Tiêu Phàm nghe vậy, vẻn vẹn nắm lấy trong tay ngọc phù, màu đỏ tươi con ngươi liếc nhìn lấy chiến hồn đại lục cái kia ngũ đại thế lực người, sát khí phun ra. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm phất phất tay, hư không đột nhiên lần lượt từng bóng người lấp lóe, chính là bị Tiêu Phàm đưa vào Tu La Điện Lăng Phong cùng Quan Tiểu Thất bọn họ. Phạm ta chiến hồn đại lục người, giết không tha. Tiêu Phàm đằng đằng sát khí nói. Thanh âm bên trong giường như lộ ra một cỗ khó mà hình dung ma lực, cho người nhìn không được tuân theo hắn ra lệnh đi làm. Phạm ta chiến hồn đại lục người, giết không tha. Tu La Điện đám người quát lớn, tức giận ngút trời, sau đó hóa thành từng đạo lưu quang hướng về chiến hồn đại lục bay đi. Chiến hồn đại lục bây giờ thời không đứng im, bất quá cái này chỉ là châm đối trước đó người mà nói, đối với hiện tại xâm nhập Tu La Điện tu sĩ cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Cho dù là thiên thần cảnh, thậm chí cổ thần cảnh, giờ phút này cũng chỉ có bị chém giết phần. Tới chết, bọn họ đều không biết mình là như thế nào chết. Giờ khắc này, Tu La Điện tu sĩ toàn bộ đều đại khoái lòng người, trong đầu vẫn như cũ quanh quẩn Tiêu Phàm câu nói kia, phạm ta chiến hồn đại lục người, giết không tha. Quản ngươi cái gì thái cổ thần giới tu sĩ, quản ngươi cái gì thiên thần cảnh cường giả, giờ phút này đều chỉ có thể trở thành vong hồn dưới đao. Quỷ Thiên Cừu cùng Thần Thiên Nghiêu hai người cũng không có xuất thủ, mà là đứng ở Tiêu Phàm bên người, lẳng lặng nhìn xem phía dưới tất cả. Điện chủ, cái kia hai cái cổ thần cảnh, Thần Thiên Nghiêu con ngươi nhìn chằm chằm một cái nào đó phương hướng, nơi đó đang có hai đạo thân ảnh, chính là đi theo Phó Tam Đao cùng đi hai cái cổ thần cảnh cường giả. Giết không tha, Tiêu Phàm vẫn như cũ lạnh như băng phun ra mấy chữ, nghe nói như thế, cách đó không xa Hàn Lê con ngươi kịch liệt run rẩy. Trong mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Nguyên bản hắn còn coi là bản thân là cao quý cổ thần cảnh, Tiêu Phàm coi như nhường hắn ký kết chủ phó khế ước, cũng nhất định sẽ coi trọng bản thân. Có thể hiện tại nhìn đến, bản thân có vẻ như cũng không phải cỡ nào được coi trọng, liền cổ thần cảnh đều nói giết liền giết, cái này có thể không phải người bình thường có thể làm được a. Thần Thiên Nghiêu, Quỷ Thiên Cừu,
các ngươi đi kết quả tính mạng bọn họ. Tiêu Phàm lại lạnh giọng nói, hắn trong lòng hiện tại kìm nén một ngụm nộ khí không chỗ phát tiết. Cái kia hai đại cổ thần cảnh cường giả nhục thân có thể không phải bình thường cường đại, coi như đứng ở đó, đoán chừng bình thường thiên thần cảnh đều không cách nào giết chết bọn họ. Nơi này có thể giết chết hai người kia người, cũng liền có thể đếm được trên đầu ngón tay, thần thiên nghiêu cùng quỷ thiên cừu liền là trong đó hai cái. Là, điện chủ, hai người nghe vậy, trên mặt lóe qua vẻ vui mừng, sau đó không chút do dự xông tới. Tiêu Phàm nhường bọn họ hai người động thủ, hiển nhiên cũng là chuẩn bị đem hai cái kia cổ thần cảnh cường giả thần cách nhường cho bọn họ, cái này khiến bọn họ như thế nào không kích động đâu. Nếu như là trước đó, có thể nhìn thấy Tu La Điện tu sĩ như thế ngược sát thái cổ thần giới tu sĩ, Tiêu Phàm trong lòng nhất định sẽ thống khoái vô cùng. Nhưng là hiện tại, hắn lại cao không giấy lên được đến, Diệp Thi Vũ không thấy, Tiêu Phàm cảm giác mất đi tất cả. Không có ngươi, lấy được toàn bộ thế giới lại như thế nào? Tiêu Phàm trong lòng chậm chạp nói, gắt gao dắt lấy trong tay Ngọc Phù. Hắn biết rõ, Ngọc Phù bên trong khẳng định lưu lại Diệp Thi Vũ nghĩ cùng hắn nói chuyện nói, chỉ là, người đều chết rồi, cái này lời nói cho bản thân lại có ý nghĩa gì đâu. Tiêu Phàm, lúc này, một đạo thanh âm đem Tiêu Phàm là suy nghĩ kéo trở về, lại là nhìn thấy Đồ Thiên Thương cùng Hình Thánh hai người đi tới. Tiêu Phàm hơi hơi gật đầu, con người đều u ám vô cùng. Không có bất luận cái gì hào quang. Đồ Thiên Thương không biết Diệp Thi Vũ tử vong sự tình, nói ra, Thiên Mộ Thần Hoa chủng tử cũng đã rơi vào trong tay ngươi, chuyện chỗ này, chúng ta cũng hẳn là rời đi. Hy vọng ngày sau tại Thái Cổ Thần Giới còn có thể gặp nhau, cáo từ. Hình Thánh hướng về phía Tiêu Phàm chắp tay một cái, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm liếc mắt, liền hướng lấy nơi xa tinh không cổ lộ cửa ra kích xạ mà đi. Tiêu Phàm căn bản không có để ý hai người nói. Một mực đần độn đứng ở đó, cả người dường như thất thần một dạng. Điện chủ, hai người kia đã bị chúng ta giết. Thần Thiên Nghiêu cùng Quỷ Thiên Cừu mang theo hai cỗ thi thể đi tới Tiêu Phàm trước người, thần sắc kích động nói. Bất quá nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng, hai người lại hơi hơi ngưng tụ. Lúc này, Quỷ Thiên Cừu trước tiên mở miệng nói, điện chủ thế nhưng là lại lo lắng điện chủ phu nhân sinh tử. Kỳ thật điện chủ không cần lo lắng, điện chủ phu nhân là sẽ không chết. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Quỷ Thiên Cừu, hai tay dắt lấy hắn cổ áo, hết sức kích động nói, ngươi nói cái gì? Ta nói, điện chủ phu nhân chỉ là phong ấn phiến thiên địa này, nàng là sẽ không chết. Quỷ Thiên Cừu lại vội vàng giải thích nói, hắn trong lòng lại bổ sung một câu, dù là cùng Tiêu Phàm là địch, cũng tuyệt đối đừng động đến hắn người bên cạnh, bằng không hắn nhất định sẽ nổi điên. Ngươi nói thì Vũ sẽ không chết. Tiêu Phàm u ám con ngươi lại nổi lên một tia thần thái. Điện chủ, ngươi yên tâm, Quỷ Thiên Cừu không có lừa ngươi, phong thiên thần tộc nơi nào có dễ dàng chết như vậy. Lúc này, thần Thiên Nghiêu đột nhiên mở miệng cười nói. Tiêu Phàm thần sắc chậm rãi khôi phục bình tĩnh, trong lòng tảng đá lớn cũng rốt cục để xuống, chỉ cần tiểu ma nữ không chết, cái kia hết thảy đều dễ nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Vội vàng buông ra Quỷ Thiên Cừu cổ áo, có phần có chút không có ý tứ, vừa mới hắn xác thực quá mức kích động. Phong Thiên Thần Tộc, tên như ý nghĩa, bọn họ cái này nhất tộc, am hiểu nhất liền là phong ấn, thậm chí, liền tu luyện đều là dựa vào phong ấn. Thần Thiên Nghiêu nghĩ nghĩ, giải thích nói. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ quái dị, liền tu luyện đều muốn dựa vào phong ấn. Thần Thiên Nghiêu hiển nhiên nhìn ra Tiêu Phàm trong lòng suy nghĩ, lại giải thích nói. Phong Thiên Thần Tộc, dù là tại Thái Cổ Thần Giới, cũng là cực kỳ thần bí chủng tộc, ta cũng chỉ là nghe nói qua. Tin đồn, Phong Thiên Thần Tộc nhất định phải phong ấn tiểu thế giới, rút ra bên trong tiểu thế giới lực lượng mới có thể trưởng thành, cái này cũng là bọn họ phong ấn xưng là Phong Thiên Thần Tộc nguyên nhân một trong. Đương nhiên, cái này tu luyện quá trình dài đằng đẵng, khả năng cần mấy ngàn năm, thậm chí vài vạn năm, bất quá một khi tỉnh lại, tất nhiên sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm hâm mộ trầm tư bên trong lòng lại là âm thầm hạ quyết tâm, đừng nói mấy ngàn năm trên vạn năm, liền là mấy chục vạn năm hắn cũng sẽ chờ. Ngươi còn có một chút không nói rõ ràng, lúc này, Quỷ Thiên Cừu mở miệng nói, ngữ khí có chút ngưng trọng. Chẳng lẽ ngươi biết rõ còn nhiều hơn ta hay sao? Thần Thiên Nghiêu có chút khó chịu nhìn xem Quỷ Thiên Cừu nói,
cái kia ánh mắt tựa như lại nói, lão tử đường đường Tu La đế tộc người, biết rõ làm sao cũng hẳn là nhiều hơn ngươi a. Quỷ Thiên Cừu không có để ý tới Thần Thiên Nghiêu, mà là nhìn về phía Tiêu Phàm, ngưng tiếng nói, phong thiên thần tộc, không đến vạn bất đắc dĩ, bọn họ là sẽ không phong thiên tiểu thế giới. Bọn họ không phải dựa vào phong ấn tu luyện sao? Tại sao lại không phong ấn tiểu thế giới đâu? Tiêu Phàm càng thêm nghi ngờ, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Phong ấn tiểu thế giới cũng không phải dùng để tu luyện, mà là dùng để thuế biến huyết mạch chi lực. Quỷ Thiên Cừu lắc lắc đầu nói, cái này quá trình nguy hiểm trùng điệp, bởi vì một khi hồn hóa thiên địa, vô cùng có khả năng lâm vào vô kỳ hạn ngủ say, rốt cuộc không thể tỉnh lại. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, kể từ đó, chẳng phải là nói rõ Diệp Thi Vũ cũng có khả năng vĩnh viễn ngủ say. Vạn sự vạn vật có lợi thì có hại, phong thiên thần tộc thiên phú yêu nghiệt, tự nhiên cũng phải kinh lịch thường nhân không cách nào so sánh ma luyện, một khi thành công, tất nhiên nhất phi trùng thiên. Quỷ Thiên Cừu hít sâu một cái. Dừng một chút, Quỷ Thiên Cừu lại nói, bất quá, phong thiên thần tộc phong ấn tiểu thế giới, sẽ cùng bọn họ mệnh cách hòa làm một thể, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Tiêu Phàm nghe vậy, lông mày vặn thành một cái chữ xuyên, hắn như thế nào không biết có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục đại biểu cho cái gì. Diệp Thi Vũ vì bảo hộ chiến hồn đại lục, cố ý cùng chiến hồn đại lục hòa làm một thể, có thể tương lai một khi có người công kích chiến hồn đại lục, Diệp Thi Vũ cũng đồng dạng sẽ gặp phải tổn hại, bởi vì hắn mệnh cách cùng toàn bộ thế giới hòa làm một thể. Thế giới bị hao tổn, cũng thì tương đương với nàng mệnh cách bị hao tổn. Một người sống sót còn có thể đào vong, nhưng một cái thế giới muốn đào vong, khả năng liền không phải đơn giản như vậy. Tự ý nào đó đi lên nói, cả hai đã hoàn toàn khóa lại cùng một chỗ, cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, phong thiên thần tộc là tuyệt đối sẽ không phong ấn tiểu thế giới. Cái này tương đối tại bọn hắn nhiều một cái tử huyệt. Nhưng có giải quyết phương pháp, Tiêu Phàm trầm giọng nói, hắn có thể sẽ không để cho Diệp Thi Vũ đặt mình vào nguy hiểm bên trong. Quỷ Thiên Cừu lắc đầu, nói, đây là phong thiên thần tộc bí mật, ta cũng chỉ là ngẫu nhiên tại một bản cổ tịch nhìn lên đến mà thôi, cụ thể như thế nào, chỉ có phong thiên thần tộc bản thân rõ ràng. Tiêu Phàm gật gật đầu, thật sâu thán một hơi. Nhìn thấy Tiêu Phàm còn có chút lo lắng. Quỷ Thiên Cừu lại bổ sung một câu, điện chủ phu nhân nhân từ, sợ chiến hồn đại lục sinh linh đổ thán, cho nên mới lựa chọn hy sinh bản thân, đồng thời phong ấn chiến hồn đại lục, bất quá, điện chủ phu nhân nuốt thiên mộ thần hoa chủng tử, có lẽ sẽ trước thời gian tỉnh lại cũng không nhất định. Tiêu Phàm cau mày, trong lòng 10 phần cảm giác khó chịu, vì chiến hồn đại lục, bác lão chết rồi, hiện tại Diệp Thi Vũ lại nặng ngủ, cái này khiến hắn trong thời gian ngắn không thể nào tiếp thu được. Điện chủ, có lẽ có thể nhìn xem điện chủ phu nhân cho ngươi nhắn lại ngọc phù. Thần Thiên Nghiêu đột nhiên mở miệng nói, chỉ là nói được nửa câu, lại vội vàng ngậm miệng không nói. Cái kia ngọc phù là Diệp Thi Vũ lưu cho Tiêu Phàm, bọn họ những cái này hạ nhân, tự nhiên không tốt nhìn. Tiêu Phàm ngược lại là không có tỵ hiềm, một đạo hồn lực đưa vào ngọc phù bên trong, một thoáng thời gian, một vệt sáng từ ngọc phù bên trong bắn ra. Vọt thẳng vào Tiêu Phàm mi tâm bên trong. Ngay sau đó, tại Tiêu Phàm thần cung bên trong, đột nhiên nhiều hơn một cái bóng mờ, ngoại trừ Diệp Thi Vũ còn có thể là ai đâu. Thi Vũ, Tiêu Phàm kích động nhào đi lên, chỉ là Diệp Thi Vũ tàn niệm chính là hư ảnh, căn bản chạm không tới. Phu quân, để ngươi lo lắng. Diệp Thi Vũ nhu tình cười nói. Thi Vũ, ngươi tại sao ngốc như vậy? Tiêu Phàm đắng chát cười nói, hắn biết rõ. Diệp Thi Vũ mặc dù danh xưng tiểu ma nữ, nhưng hắn nội tâm vẫn là cực kỳ thiện lương. Vì cứu vãn chiến hồn đại lục, Diệp Thi Vũ vẫn là không chút do dự lựa chọn nhường bản thân mệnh cách cùng chiến hồn đại lục hòa làm một thể, phong ấn giới này. Phu quân yên tâm, ta sẽ không có việc. Diệp Thi Vũ nở nụ cười xinh đẹp, giống như một đóa nở rộ mân côi, nói, kỳ thật lần trước ta chỉ muốn nói cho phu quân việc này, ta sợ phu quân lo lắng, cho nên liền một mực gạt ngươi. Phu quân sẽ không trách ta chứ? Tiêu Phàm lắc đầu, một cái nguyện ý hy sinh bản thân cứu kẻ khác người, Tiêu Phàm bảo vệ cũng không kịp, làm sao có thể đi trách cứ nàng đâu. Nhìn thấy Tiêu Phàm không sinh khí, Diệp Thi Vũ cũng lỏng một hơi nói, chắc hẳn phu quân khả năng cũng đoán được ta thể chất a. Phong thiên thần tộc, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, hắn trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút lo lắng. Nghe được cái này mấy chữ,
Diệp Thi Vũ cũng không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn, tại nàng trong lòng, nàng phu quân Tiêu Phàm là không chỗ nào không thể. Ta cũng là đột phá chiến thần cảnh thời điểm mới biết được, nguyên lai ta hồn tộc, vốn liền là phong thiên thần tộc hậu duệ, đáng tiếc huyết mạch cũng đã 10 phần mỏng manh, muốn đột phá, cũng chỉ có thể dựa vào tiểu thế giới tồn tại, phu quân có phải hay không cảm thấy ta ích kỷ đây? Diệp Thi Vũ cúi đầu xuống. Nếu như không đến vạn bất đắc dĩ, nếu như không phải vì cứu vớt chiến hồn đại lục sinh linh, người cũng sẽ không cùng chiến hồn đại lục hòa làm một thể. Tiêu Phàm lắc đầu. Giới này là tàn phá một giới, xác thực không phải tốt nhất lựa chọn, có thể cứu một giới sinh linh, ta cũng cảm thấy đáng giá. Diệp Thi Vũ vui vẻ nói, huống chi, ta còn được đến thiên mộ thần hoa chủng tử. Có phải hay không thiên mộ thần hoa chủng tử đối với người hữu dụng? Hữu dụng nói, ta cố gắng nữa đi tìm kiếm. Tiêu Phàm lo lắng nói. Không cần, Diệp Thi Vũ lắc đầu, một mai chủng tử đã vượt qua, thiên mộ thần hoa cùng ta phong thiên thần tộc có tương tự địa phương, đồng dạng có thể rút ra thế giới chi lực tu luyện, mượn nhờ mai này chủng tử rút ra thế giới chi lực, ta có thể càng nhanh hoàn thành thuế biến tỉnh lại. Ngươi cần bao lâu mới có thể tỉnh lại? Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, đây là hắn lo lắng nhất vấn đề. Nghe nói như thế, Diệp Thi Vũ lắc lắc kiều nộn bờ môi, trần trờ nói, giới này tương đối đặc thù, không có hơn vạn năm, thì Vũ đoán chừng tỉnh không được, nếu như phu quân nhìn thấy ngưỡng mộ trong lòng. Ta chờ ngươi, không đợi Diệp Thi Vũ nói xong, Tiêu Phàm liền cắt đứt nàng lời nói, đừng nói vạn năm, cho dù 10 vạn năm, ta đều sẽ chờ ngươi. Diệp Thi Vũ đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe ra quang mang, biến đỏ bừng, rút tiếng nói, phu quân. Thi Vũ về sau tuyệt đối sẽ không kéo ngươi chân sau. Đồ ngốc, nếu như không phải ngươi, ta cũng cứu không được chiến hồn đại lục sinh linh, làm sao sẽ kéo ta chân sau đâu. Tiêu Phàm lắc đầu cười một tiếng, trong mắt đều là nhu tình. Diệp Thi Vũ thật sâu gật gật đầu, mềm mại nói, có quân như thế, thê cầu gì hơn. Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ hai người lại hàn huyên một ít lời đề, mặc dù tiểu ma nữ chỉ là một đạo tàn hồn. Nhưng Tiêu Phàm lại rất cảm thấy chân quý, bởi vì lần tiếp theo nhìn thấy Diệp Thi Vũ không biết là lúc nào. 1 vạn năm, Tiêu Phàm hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Hắn cho đến bây giờ, cũng liền sống 20 tuổi, tăng thêm làm người 2 đời, cũng không đến 40 tuổi, 1 vạn năm có vẻ hơi khá dài. Đây cũng là Diệp Thi Vũ lo lắng nguyên nhân, nàng không muốn để cho Tiêu Phàm độc chờ mình 1 vạn năm, nếu như Tiêu Phàm gặp gỡ ngưỡng mộ trong lòng người. Không cần chờ nàng, dù sao, cái này đối Tiêu Phàm tới nói có chút tàn nhẫn. Cho nên từ ngay từ đầu, Diệp Thi Vũ liền không có đem mình là phong thiên thần tộc sự tình nói cho Tiêu Phàm, thẳng đến Phó Tam Đao bắt đầu tàn sát chiến hồn đại lục tu sĩ, Diệp Thi Vũ mới dứt khoát làm ra cái này quyết định. Nếu như nàng không xuất thủ, chiến hồn đại lục tất nhiên sẽ sinh linh đổ thán, đây không phải Diệp Thi Vũ muốn thấy được. Bất quá, Tiêu Phàm vì bản thân âu yếm nữ nhân. Đừng nói 1 vạn năm, cho dù 10 vạn năm lại như thế nào, hắn Tiêu Phàm cũng chờ được. Vạn năm đằng sau, ta tới nơi này đón ngươi. Thật lâu, Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Diệp Thi Vũ lắc đầu, nói chiến hồn đại lục một mực tại hư vô bên trong du đãng, vạn năm sau đó không biết đi chỗ nào, phu quân không nhất định tìm tới. Có thể, Tiêu Phàm lo lắng nói. Yên tâm, mặc kệ vạn năm đằng sau, phu quân muốn hay không thì Vũ. Thì Vũ đều sẽ đi tìm ngươi, ta tin tưởng phu quân, vạn năm thời gian, nhất định sẽ danh dương thái cổ thần giới. Diệp Thi Vũ con ngươi kiên định lạ thường nói. Ta chờ ngươi trở về, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu. Đột nhiên, Diệp Thi Vũ cố nhiên tựa như nhớ ra cái gì đó, hơi có vẻ lo lắng nói, đúng rồi phu quân, chiến hồn đại lục sau 3 ngày liền sẽ triệt để phong ấn, cho dù tinh không cổ lộ cũng sẽ triệt để phong cấm. Đến lúc đó cho dù cổ thần cường giả cũng khó có thể phá vỡ, người nhanh mang theo Tu La Điện rời đi. Tiêu Phàm nghe vậy, thần sắc hơi hơi ngưng tụ, hắn mặc dù muốn Diệp Thi Vũ đơn độc cùng một chỗ, hưởng thụ cuối cùng thời gian, nhưng là, hắn không thể quá qua tự tư. Tu La Điện một đám huynh đệ cũng đã có không ít đột phá thiên thần cảnh, bọn họ là không thể nào thời gian dài đợi tại một cái tiểu thế giới. Tiêu Phàm ngược lại là muốn lưu ở tiểu thế giới bên trong chờ Diệp Thi Vũ 1 vạn năm, có thể cuối cùng bị tiểu ma nữ bác bỏ. Lưu lại chiến hồn đại lục, Tiêu Phàm muốn đột phá, cơ hồ là không thể nào, hắn cần càng lớn sân khấu, mà cái này sân khấu, liền là thái cổ thần giới.
Tiêu Phàm biết rõ, lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm, trong vòng 3 ngày, hắn nhất định phải xử lý tốt tất cả, đem một đám tu sĩ mang rời khỏi chiến hồn đại lục. Phu quân yên tâm, ta nhất định mau chóng trở về, sẽ không để cho ngươi đợi lâu. Nhìn thấy Tiêu Phàm còn có chút do dự, Diệp Thi Vũ lại tiếp tục nói. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thi Vũ tàn niệm tức khắc bắt đầu chậm rãi biến mất lên, nàng không nghĩ Tiêu Phàm lãng phí quá nhiều thời gian. Ta sẽ một mực chờ ngươi. Tiêu Phàm nắm đấm nắm chặt, nhìn thấy Diệp Thi Vũ không có việc gì, Tiêu Phàm cũng triệt để lỏng một hơi. Diệp Thi Vũ nhặt hoa cười một tiếng, giống như một đóa nở rộ mân côi, nụ cười này, khuynh quốc khuynh thành, nở rộ tại Tiêu Phàm linh hồn chỗ sâu. Hắn sợ bản thân quên Diệp Thi Vũ cười, cố ý dùng ký ức thủy tinh, đem một sát na này thiếu dung nhớ ở trong đó. Thẳng đến Diệp Thi Vũ tàn niệm biến mất thật lâu, Tiêu Phàm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, tâm thần rời khỏi thần cung bên trong. Điện chủ, thế nào? Thần Thiên Nghiêu nhìn thấy Tiêu Phàm tỉnh lại, vội vàng hỏi. Không có việc gì, Tiêu Phàm lắc đầu, thần sắc khôi phục bình tĩnh, Diệp Thi Vũ sự tình, Tiêu Phàm cũng không chuẩn bị cho bọn họ nói thêm cái gì. Hắn hiện tại muốn làm, liền là đem Tu La Điện mang ra chiến hồn đại lục, tiến về thái cổ thần giới. Hô, một đạo thân ảnh lóe qua, lại là Quân Nhược Hoan đi tới Tiêu Phàm trước mặt, hơi hơi chắp tay nói, điện chủ, cái kia tam đại thế lực chủ chẳng lẽ cũng đã giết sao? Nếu như có thể hàng phục bọn họ, giết, không đợi Quân Nhược Hoan nói xong, Tiêu Phàm trực tiếp khoát tay một cái nói, ngữ khí 10 phần quyết đoán, căn bản không có bất cứ chút do dự nào. Nếu như không phải Thanh Nham lĩnh chúa, Phú Cơ cùng Hắc Long giáp bọn họ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, Tiêu Phàm đối mặt tam đại cổ thần, có lẽ còn có thể đánh cược một lần. Chính là bởi vì bọn hắn nhúng tay, mới bức Diệp Thi Vũ đem chiến hồn đại lục phong ấn, tự thân cũng thừa nhận nguy hiểm rất lớn, Tiêu Phàm lại làm sao có thể buông tha bọn họ đâu. Thế nhưng là, Quân Nhược Hoan còn muốn nói cái gì, dù sao, cái kia tam đại thế lực chủ dù sao cũng là thiên thần cảnh đỉnh phong, nếu như bọn hắn sống sót, đối Tu La Điện khẳng định cũng là cực đại trợ lực. Phạm ta chiến hồn đại lục người, đáng chém. Tiêu Phàm âm thanh lạnh lùng nói, căn bản không có thủ hạ lưu tình ý tứ. Quân Nhược Hoan nghe vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ta biết rõ ý ngươi, nhưng tam đại thế lực chủ chìm nổi, một khi Tu La Điện tiến về chiến hồn đại lục, liền có thể nhường bọn họ phối hợp Tu La Điện, chiếm cứ số lớn bàn. Đột nhiên, Tiêu Phàm thanh âm tại Quân Nhược Hoan bên tai vang lên. Điện chủ. Quân Nhược Hoan hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà sớm liền nghĩ đến, sau đó truyền âm hỏi, điện chủ biết rõ tại sao? Tại sao còn muốn giết bọn họ? Tiêu Phàm con người băng lãnh vô cùng, sát cơ không thèm mảy may che giấu, nói, bởi vì bọn hắn đáng chết. Dừng một chút, Tiêu Phàm băng lãnh con người lại nhìn về phía cách đó không xa Hàn Lê, nói, có lẽ ngươi cảm thấy ta hành động theo cảm tính, nhưng đây không phải còn có phi kiếm môn tứ trưởng lão sao? Phi kiếm môn tứ trưởng lão, Quân Nhược Hoan hiển nhiên không quen biết, nhưng hắn rất nhanh hiểu Tiêu Phàm ý tứ, hơi kinh ngạc nói, phi kiếm môn thuộc về tam lưu thế lực, trưởng lão hẳn là cổ thần cảnh cường giả. Không sai, có hắn tại, đừng nói cái này mấy cái bất nhập lưu thế lực, liền là phi kiếm môn cũng chạy không thoát. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu. Phi kiếm môn trưởng môn Hàn Kiếm cùng mặt khác tam đại trưởng lão cũng đã chết rồi, Hàn Lê là bối phận cao nhất, thực lực mạnh nhất. Phi kiếm môn môn chủ tự nhiên trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Mà Lưu Vân Tông cùng tứ đại bất nhập lưu thế lực chủ cũng đã chết rồi, hơn nữa tứ đại thế lực cường giả cũng đồng dạng chôn xương ở đây, tự nhiên là tan đàn xẻ nghé, căn bản đối Tu La Điện lên không đến bao nhiêu uy hiếp. Hiểu Tiêu Phàm ý tứ, Quân Nhược Hoan cũng sẽ không mở miệng, trong lòng đối Tiêu Phàm cái nhìn lại là xảy ra rất lớn biến hóa. Đừng nhìn Tiêu Phàm mặt ngoài nhìn qua cái gì đều không muốn, nhưng hắn trong lòng có thể thông thấu cực kỳ, cái gì đều tại hắn nắm chắc bên trong. Tiếp xuống tới, Tiêu Phàm đối phi kiếm môn sống sót tất cả mọi người thi triển chủng ma chi thuật, những người này, Tiêu Phàm không giết bọn hắn, liền đã xem như nhân từ. Hơn nữa, một khi đến thái cổ thần giới, những người này có lẽ đều còn có chút tác dụng, cũng coi là phế vật lợi dụng. Thi triển chủng ma chi thuật đã khống chế bọn họ tư tưởng, Tiêu Phàm cũng không sợ bọn họ phản bội, mặt khác còn có thể thuận tiện giám thị Hàn Lê. Hàn Lê cũng bị Tiêu Phàm thủ đoạn cho khiếp sợ đến,
hắn mặc dù chỉ là ký kết chủ phó khế ước, nhưng trong lòng đồng dạng đối Tiêu Phàm phát ra từ nội tâm hoảng hốt. Sau đó Tiêu Phàm mang theo mấy người giáng lâm tại Thiên Thần Phong vị trí, bốn phía thỉnh thoảng có một đạo thân ảnh bay vụt mà đến. Khởi bẩm điện chủ, thiên vực người ngoại lai cũng đã thanh lý hoàn tất. Ảnh Phong cung kính quỳ một chân Tiêu Phàm trước người nói. Khởi bẩm điện chủ, đông vực dị tộc thanh lý hoàn tất. Khởi bẩm điện chủ, linh vực dị tộc thanh lý hoàn tất. Lúc này, lần lượt từng bóng người từ tứ phía bát phương thả đến, chính là Tu La Điện cửu đại Diêm La, phụ trách chém giết cửu vực từ bên ngoài đến tu sĩ. Những người kia bị Diệp Thi Vũ phong ấn, giết chết chỉ là dễ như trở bàn tay sự tình, căn bản không lãng phí bọn họ bao nhiêu thời gian. Một màn này, nhưng đem Hàn Lê cùng Phi Kiếm môn tu sĩ dọa cho phát sợ, bọn họ xem như vui mừng, ngũ đại thế lực, sống sót, chỉ có bọn họ mười mấy người. Hơn nữa bọn họ đều biết rõ, bọn họ sở dĩ có thể sống sót, là bởi vì đều là thiên thần cảnh, đối phương tới nói còn có chút tác dụng. Tiêu Phàm gật gật đầu, ra hiệu đám người đứng dậy, nói truyền bản điện chủ lệnh, hai ngày sau, mang theo riêng phần mình tín nhiệm người, ở đây tập hợp, chuẩn bị rời đi giới này. Tiêu Phàm ra lệnh một tiếng, cửu điện Diêm La cũng nhao nhao bắt đầu công việc lu bù lên, bọn họ đều biết rõ. Tiêu Phàm là chuẩn bị mang theo đám người cùng nhau rời đi giới này. Hai ngày thời gian, cũng không phải rất dài, bọn họ cần chuẩn bị quá nhiều đồ vật, cái khác không nói, bọn họ thân bằng hảo hữu chỉ cần nguyện ý rời đi, bọn họ đều sẽ mang đi. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng sẽ không đem chiến hồn đại lục tất cả mọi người mang theo rời đi, thứ nhất là hắn không biết thái cổ thần giới sâu cạn, một chút chiến thánh cảnh phía dưới tu vi người rời đi, đối bọn họ tới nói cũng không phải chuyện tốt. Dù sao, lâu ngoại lâu phó tam đao thế nhưng là chạy trốn, hơn nữa Tiếu Thương Sinh vô cùng có khả năng cũng không có chết. Dù là tiến về thái cổ thần giới, Tu La Điện cũng đồng dạng sẽ đối mặt cực kỳ cường đại địch nhân, Tiêu Phàm không có khả năng đang chiến đấu bên trong, khắp nơi nghĩ đến bảo hộ một chút thấp giai tu sĩ. Một cái khác phương diện, lại là Diệp Thi Vũ cần hấp thụ chiến hồn đại lục thế giới chi lực đến đột phá cùng thức tỉnh càng mạnh lớn huyết mạch chi lực. Tiêu Phàm nhất định phải nhường chiến hồn đại lục vẫn như cũ bình thường phát triển. Đang lúc đám người bắt đầu bận rộn thời điểm, Tiêu Phàm lại một mình một người đi tới Nam vực Đại Yên Vương Triều, cầm một cái hồ lô rượu ngồi ở một ngôi mộ lẻ loi trước đó. Lão sư, đây là người thích nhất rượu, đồ nhi muốn rời đi, về sau liền không thể tại trước mặt ngài tận hiếu. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, cầm lấy hồ lô rượu đem bên trong rượu nhẹ nhàng vẩy vào trước mộ bia. Cái này phần mộ chủ nhân, không phải kẻ khác, chính là Tiêu Phàm cái thứ nhất lão sư Túy Ông. Hắn càng nghĩ, rời đi giới này còn là không chuẩn bị đem Túy Ông thi cốt mang theo, thái cổ thần giới có quá nhiều không ổn định nhân tố, Tiêu Phàm cũng không muốn Túy Ông trên trời có linh thiêng không được an bình. Nếu như ta nói có biện pháp cứu hắn, người có nguyện ý hay không thử nghiệm một chút không? Đột nhiên, một đạo thanh âm tại cách đó không xa vang lên. Ngay sau đó một đạo áo đen thân ảnh chậm rãi đi tới. Tiêu Phàm bỗng nhiên quay đầu, lấy hắn bây giờ thực lực, vậy mà không có phát hiện người tới, chỉ bằng vào điểm này, liền đủ để chứng minh đối phương cường đại. Bất quá, làm Tiêu Phàm thấy rõ ràng người tới lúc, lại là lộ ra vẻ kinh ngạc, bật thốt lên mà ra, Lô Chiến tiền bối. Không sai, người tới chính là Lô Chiến, Tô Họa dùng bản thân mệnh đổi trở về Lô Chiến mệnh. Lô Chiến bây giờ nhìn qua muốn tuổi trẻ rất nhiều, nhưng Tiêu Phàm vẫn là nhận đi ra. Để cho Tiêu Phàm kinh ngạc là, Lô Chiến trên người khí thế vậy mà vô cùng cường đại, cũng đã đến gần vô hạn thiên thần cảnh. Lô Chiến ngay từ đầu không phải chiến thánh cảnh à, ngắn ngủi một năm không đến thời gian, vậy mà đạt đến bây giờ cảnh giới, hắn đến cùng đã trải qua cái gì? Lô Chiến tiền bối, người nói có biện pháp cứu lão sư. Tiêu Phàm hít sâu một cái. Hồi tưởng lên Lô Chiến trước đó lời nói, thần sắc khá là kích động. Ta chỉ nói là có biện pháp, cũng không nhất định thành công. Lô Chiến đi đến trước mộ bia ngừng lại, lấy ra Tiêu Phàm trong tay hồ lô rượu, cũng đổ một chút. Biện pháp gì, Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi hỏi, chỉ cần có một chút xíu cứu Túy Ông hy vọng, Tiêu Phàm đều sẽ không từ bỏ. Lô Chiến chậm rãi ngồi xuống, nhìn về phía Tiêu Phàm nói, người có nghe nói qua cửu u địa ngục. Cửu U địa ngục, Tiêu Phàm lắc đầu, kiếp trước cửu U hắn ngược lại là nghe nói qua, nhưng này chỉ là thần thoại, cũng không có coi là chuyện to tát.
Chẳng lẽ cái này cả hai ở giữa còn có cái gì liên hệ hay sao? Cửu U địa ngục, tồn tại ở vạn giới bên ngoài, không có người biết rõ hắn cụ thể vị trí, nhưng là người chết rồi, linh hồn sẽ bị một loại lực lượng dắt hướng cửu U địa ngục, chỉ cần linh hồn đầy đủ cường đại, liền có thể lấy thần tu phương thức tồn tại. Lô Chiến hít sâu một cái nói. Tiêu Phàm nghe vậy, thần sắc hơi hơi khẽ động, nói, chiếu ý ngươi, chỉ cần tìm tới cửu U địa ngục, liền có thể tìm được sư phụ linh hồn. Không sai, Lô Chiến nhẹ gật đầu. Mạng người nghiên cứu tất cả giải tán, còn có thể sống xuống dưới. Tiêu Phàm cau mày. Cái này ta không rõ ràng, nhưng cửu U địa ngục hẳn là thực tồn tại. Lô Chiến lắc đầu. Tiêu Phàm rơi vào trầm tư bên trong, tùy ông hắn nghĩ cứu, hắn phụ thân Tiêu Trường Phong hắn cũng đồng dạng muốn cứu, thế nhưng là, muốn tìm tới cái này cửu U địa ngục, có vẻ như cũng không phải cái gì sự tình đơn giản. Hắn trước kia chỉ biết rõ, người chết như đèn diệt, mệnh cách tất cả giải tán, tức chính là thần linh cũng không cách nào cứu sống. Có thể Lô Chiến hiện tại nói cho hắn biết, mệnh cách nát, cũng đồng dạng còn có thể còn sống sót, liền nhường hắn như thế nào tin tưởng. Ta biết rõ ngươi sẽ không dễ dàng tin tưởng, nhưng ta tin tưởng vững chắc không thể nghi ngờ, ta lúc ấy mặc dù hôn mê, nhưng Tô Họa lại đã nói với ta việc này, thiên nhân tộc từng có thể tự do ra vào cửu U địa ngục. Lô Chiến hít sâu một cái nói. Tiêu Phàm trầm mặc, hắn biết rõ Lô Chiến sẽ không ở việc này bên trên nói đùa, bởi vì Lô Chiến cũng đồng dạng muốn phục sinh vợ hắn Tô Họa. Chờ ta trở lại Thái Cổ Thần Giới, lại thăm dò tìm cửu U địa ngục tin tức. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, chỉ cần có thể cứu túy ông cùng hắn phụ thân, vô luận hy vọng cỡ nào xa vời, hắn đều muốn thử nghiệm một phen. Tìm kiếm cửu U địa ngục sự tình giao cho ta, ngươi chỉ cần biến đủ mạnh. Lô Chiến lắc đầu nói, người bình thường muốn đi vào cửu U địa ngục, cơ hồ là không thể nào sự tình, chỉ có cường đại thực lực, mới có thể tiến nhập nơi đó. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, sau đó lại nói tránh đi, tiền bối biết rõ ta sẽ đến nơi này. Ngươi là một cái giảng nghĩa khí, có hiếu đạo người, trước khi đi, khẳng định trở về bái tế Gia Cát lão đầu. Lô Chiến nhẹ gật đầu nói. Dứt lời, Lô Chiến quay người liền chuẩn bị rời đi, bất quá mới vừa đi ra mấy bước, Tiêu Phàm lại kêu lên, tiền bối, đây là truyền âm ngọc phù, có cửu U địa ngục tin tức tùy thời liên hệ ta. Sau đó một mai truyền âm ngọc phù ném tới, Lô Chiến thu hồi truyền âm ngọc phù, nói Tiêu Phàm, nguyên bản ta chuẩn bị cùng chiến hồn đại lục cùng tồn vong, thật không nghĩ đến, ngươi có hai cái tốt nữ nhân, cứu được chiến hồn đại lục, ngươi không nên phụ lòng các nàng. Thoại âm rơi xuống, Lô Chiến cũng không quay đầu lại rời đi, chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Tiêu Phàm nghe được không hiểu ra sao, cái gì gọi là ngươi có hai cái tốt nữ nhân, cứu chiến hồn đại lục có vẻ như cũng chỉ có Diệp Thi Vũ một cái này nữ nhân a, làm sao có hai cái đâu. Lắc đầu, Tiêu Phàm thu liếm tâm thần, không sao cả đem Lô Chiến lời nói thả ở trong lòng. Lão sư, đồ nhi bất hiếu. Tiêu Phàm ánh mắt đột nhiên tại rơi tại phía trước phần mộ phía trên, trong bàn tay, hắn dưới chân cả ngọn núi đều trong nháy mắt biến mất. Đã có cứu túy ông hy vọng, Tiêu Phàm tự nhiên muốn đem túy ông hài cốt mang đi, lưu tại nơi này, nhưng là muốn trên vạn năm. Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện, ngoại trừ chờ đợi bản thân âu yếm nữ nhân bên ngoài, lại có mục tiêu mới cùng động lực. Nơi này cách Thương Sinh Thần Quốc cũng gần, vừa vặn tìm một cái thiếu thiên tà cùng Cổ Nhược Trần. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị nhường thiếu thiên tà xem như âm thầm lực lượng đối phó giả cửu U bọn họ. Thật không nghĩ đến, kết quả là vậy mà không dùng đến hắn lực lượng. Ý nghĩ vừa dứt, nhưng Tiêu Phàm kinh ngạc là, nơi xa lại có hai đạo thân ảnh bay vụt mà tới, mấy hơi thở thời gian liền xuất hiện ở Tiêu Phàm phụ cận. Tiếu Thiên Tà, Cổ Huynh, ta đang nghĩ ngợi đi tìm các ngươi đâu. Hai người còn không có mở miệng, Tiêu Phàm lại trước tiên mở miệng nói. Người vừa tới không phải là kẻ khác, chính là Tiếu Thiên Tà cùng Cổ Nhược Trần. Đồng thời hơi hơi thi lễ nói, công tử Tiêu Huynh. Cổ Nhược Trần nghe được Tiếu Thiên Tà xưng hô Tiêu Phàm là công tử, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn biết rõ Tiếu Thiên Tà cùng Tiêu Phàm ở giữa là quan hệ hợp tác, thật không nghĩ đến Tiếu Thiên Tà cũng đã thần phục Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thần sắc ngược lại là 10 phần bình tĩnh, nhìn về phía hai người nói, hai ngày sau ta chuẩn bị mang theo Tu La Điện rời đi, muốn nghe xem các ngươi ý tứ. Ta theo lấy công tử. Tiếu Thiên Tà không chút do dự nói.
Vạn Bảo Các cũng không muốn mất đi Tiêu huynh cái này đồng bạn hợp tác. Cổ Nhược Trần ý vị thâm trường cười cười nói. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, cái này ngược lại là tại hắn dự kiến bên trong, nói, đã như vậy, cái kia đều trở về chuẩn bị một phen, hai ngày hậu Thiên Thần Phong gặp. Tiêu Phàm cáo biệt Tiếu Thiên Tà cùng Cổ Nhược Trần, liền bắt đầu ở Chiến Hồn Đại Lục đi dạo lên, tại rời đi trước đó, hắn muốn đem Chiến Hồn Đại Lục lại nhìn một lần. Lấy hắn bây giờ tốc độ, cho dù đem cửu vực cùng Tứ Hải đi dạo một lần, cũng căn bản không cần bao lâu thời gian. Trong lúc đó, Tiêu Phàm đi một chuyến các đại cổ tộc, chuẩn bị đem 9 cái Diêm La Ngọc Phù thu thập lại, hắn luôn cảm giác cái kia 9 cái Ngọc Phù không chỉ là cửu điện Diêm La tiêu chí đơn giản như vậy. Nhưng mà, nhưng Tiêu Phàm kinh ngạc là, khi hắn chạy tới các đại cổ địa thời khắc, lại là phát hiện, có tốt mấy đại cổ tộc đều sớm đã người đi nhà trống. Nhất là Mộ Dung gia tộc cùng Hoàng Phủ gia tộc, càng là một tên cũng không để lại, tựa như đã sớm làm xong đào vong chuẩn bị. Tiêu Phàm trong lòng hơi có chút ngưng trọng, hắn cố nhiên không nghĩ tới tìm những cái này cổ tộc báo thù, nhưng là, những cái này cổ tộc rời đi, lại làm cho hắn trong lòng bịt kín một tầng bóng ma. Luôn cảm giác có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh. Diệp gia, Chiến gia, Lăng gia, Hoàng Phủ gia tộc, Mộ Dung gia tộc, còn có chưa bao giờ thấy qua Bắc Thần gia tộc, cái này lục đại gia tộc đều rời đi, Chiến Hoàng Thiên cùng Diệp Khuynh Thành cũng đều rời đi. Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Dừng một chút, hắn lại âm thầm trầm ngâm nói, bất quá còn tốt, Sở gia, Tô gia, Độc Cô gia tộc lại nguyện ý gia nhập Tu La Điện, chỉ ít luyện dược sư, chú tạo sư. Liệp hồn các còn có thể tồn tại, đồng dạng có thể tăng tốc Tu La Điện phát triển. Về phần thương hội, hiện tại cùng Vạn Bảo Các hợp tác, trong thời gian ngắn cũng có thể giải quyết cái này nhược điểm. Mặt khác, có thể cho Vô Song Thánh Thành Diệp ra cùng Lăng ra mở một cái thương hội, cùng Vạn Bảo Các giao dịch. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cũng đã đối Tu La Điện phát triển có đại khái ý nghĩ, bằng vào hắn một người phát triển, là tuyệt đối không đủ để chống lên Tu La Điện. Hắn Tiêu Phàm muốn làm. Chính là người đó đến gây sự, toàn bộ đánh ngã lại nói, về phần sự tình khác, liền hẳn là giao cho những người khác, dù sao thuật nghiệp hữu chuyên công. Về phần ly khai đây chút gia tộc, có lẽ sẽ có uy hiếp, bất quá binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, thái cổ thần giới lâu ngoại lâu đều phải tội, còn sẽ lo lắng những cái này cổ tộc sao. Tiêu Phàm trong lòng an ủi bản thân. Mặc dù nói như vậy, nhưng Tiêu Phàm cũng biết rõ. Những cái này cổ tộc đều không phải an phận chủ, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Bất chi bất giác, Tiêu Phàm đột nhiên đi tới Bắc Vực, khi hắn dừng lại bước chân thời khắc, một đạo huyết quang lấp lóe, trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm trước mặt, cung kính quỳ lại nói, chủ nhân. Phệ hồn, cỗ này thân thể ngươi còn thích hợp, Tiêu Phàm cười cười nói, hai người không phải kẻ khác, chính là đã khống chế giả cửu u thân thể phệ hồn. Hồi bẩm chủ nhân. Cái này thân thể mặc dù cường đại, nhưng cuối cùng không bằng ta bản thân đột phá. Phệ hồn chi tiết nói. Tiêu Phàm hài lòng cười một tiếng, phệ hồn có thể nhìn thấu điểm này, không để cho hắn thất vọng, dù là hắn có thể ký sinh tại kẻ khác thể nội, nhưng nếu như gặp gỡ khắc tinh đâu. Vô luận như thế nào, tự thân thực lực, mới là đặt chân căn bản. Ta tin tưởng ngươi sẽ đi đến tầng thứ cao hơn, Tiêu Phàm ra hiệu phệ hồn đứng dậy. Lại hỏi, huyết ma bộ lạc huyết ma quân đâu? Phệ hồn nghe vậy, ý niệm khẽ động, hư không đột nhiên xuất hiện lần lượt từng bóng người, một cỗ bàng bạc huyết ma chi khí bao phủ mà ra, toàn bộ hư không đều kịch liệt rung động. Tiêu Phàm nhìn lướt qua, ánh mắt lộ ra một tia ngạc nhiên, những người này, vậy mà toàn bộ đều là cửu biến chiến thần trở lên tu vi, khó trách đã từng huyết ma quân cho người nhìn mà phát khiếp. 3000 huyết ma quân, đủ để quét ngang Chiến Hồn đại lục. Tuyệt đối không phải nói đùa. Bất quá, Tiêu Phàm lại là liếc mắt liền nhìn ra những người này không thích hợp địa phương, ngưng tiếng nói, bọn họ đều bị người đã khống chế. Không phải khống chế, mà là bị sinh sinh luyện chế thành khôi lỗi. Phệ hồn lắc lắc đầu nói. Khôi lỗi, Tiêu Phàm kinh ngạc, hắn biết rõ huyết ma quân một khi xuất thủ, tất nhiên dũng cảm tiến tới, bách chiến bách thắng, nhưng từ không nghĩ tới. Huyết ma quân vậy mà hoàn toàn bị luyện chế thành khôi lỗi. Bất quá ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, chỉ có luyện chế thành khôi lỗi, bọn họ mới không sợ hãi, chưa bao giờ lui lại, chỉ biết rõ giết chóc. Phệ hồn gật gật đầu nói, giả cửu u sớm tại tranh đoạt Tu La Vương truyền thừa trước đó, liền tiến về Thái Cổ Thần Giới, sáng lập huyết ma bộ lạc,
cũng dụ dỗ số lớn chiến thần cảnh tu sĩ gia nhập, đem chiến thần cảnh đỉnh phong toàn bộ đều luyện chế thành khôi lỗi, tổ kiến huyết ma quân. Huyết ma quân là Dạ Cửu U lớn nhất ỷ vào, về sau Dạ Cửu U, Dạ Cửu Thiên cùng Tiếu Thương Sinh ba người liên thủ, nhưng mà lọt vào Dạ Cửu Thiên đánh lén, Tiếu Thương Sinh bị thí thần sáng tạo, Dạ Cửu U thần thể cũng bị tháo thành tám khối. Lại về sau liền là Dạ Cửu U ma thể mang theo huyết ma quân phản sát Dạ Cửu Thiên, Dạ Cửu Thiên không địch lại đằng sau, tu luyện âm dương luân hồi quyết, tách ra tiêu thần võ. Tiêu Phàm không nghĩ đến trong đó còn có dạng này duyên cớ, hắn mặc dù nhường thí thần thôn phệ Dạ Cửu U linh hồn, nhưng đối với trí nhớ lại không có cụ thể dò xét, ngược lại không bằng phệ hồn như thế rõ ràng. Có cái này 3000 khôi lỗi, Tu La Điện muốn đặt chân thái cổ thần giới hy vọng cũng lớn rất nhiều. Tiêu Phàm quét 3000 khôi lỗi một cái. Mặc dù một bộ chiến thần cảnh đỉnh phong khôi lỗi hắn cũng đã không để trong lòng, nhưng mấu chốt là, dạng này khôi lỗi thế nhưng là nhiều đến 3000 chúng. Thêm cùng một chỗ có lẽ không thể đối chiến thiên thần cảnh cường giả, nhưng đối phó chiến thần cảnh quân đội, tuyệt đối là đánh đâu thắng đó. Dù là những cái kia bất nhập lưu lưu vân tông, cũng không có khả năng nắm giữ nhiều như vậy chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh. Chỉ cần chủ nhân ra lệnh một tiếng, máu chảy đầu rơi, sẽ không tiếc. Phệ hồn vội vàng nói ra. Tốt, kẻ khác vuốt mông ngựa cũng coi như xong, người phệ hồn cũng học xong vuốt mông ngựa. Tiêu Phàm bĩu môi nói. Phệ hồn hậm hực cười một tiếng, lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên đưa tay ném cho hắn một cái mặt nạ, không chỉ cho nên nhìn xem Tiêu Phàm, không biết Tiêu Phàm là có ý gì. Đem cái này 3000 huyết ma quân thu nhập không gian bí cảnh, mang lên cái này mặt nạ, thu liễm khí tức cùng ở bên cạnh ta, không muốn bại lộ bản thân. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Cái này mặt nạ chính là lúc trước Phúc Bá đưa cho hắn, Tiêu Phàm một mực chưa từng dùng tới, không cần tận lực liền có thể ẩn tàng người khí tức. Tiêu Phàm cũng không phải sợ phệ hồn khí tức tiết lộ, mà là sợ đám người nhận ra Dạ Cửu U đến, cho nên vẫn là cải biến một cái tốt. Là chủ nhân, phệ hồn tự nhiên sẽ không phản kháng Tiêu Phàm mệnh lệnh, cầm mặt nạ đeo tại trên mặt. Đi thôi, Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra một câu, cực tốc hướng về thiên thần phong bay đi. Chiến hồn đại lục sự tình xử lý không sai biệt lắm, nên chuẩn bị đồ vật Tiêu Phàm cũng đã đều chuẩn bị xong, có thể mang đi người, hắn Tiêu Phàm cũng toàn bộ đều đưa vào tiểu thiên địa bên trong. Bây giờ tiểu thiên địa cũng đã đơn giản quy mô, cho dù Tiêu Phàm chết rồi, tiểu thiên địa cũng sẽ không sụp đổ, nhưng bọn họ sinh tồn ở trong đó, không thể so với chiến hồn đại lục kém. Huống hồ, những ngày qua, Cửu Âm Thần Long cùng Nhạc Nhân tộc cũng đang tiểu thiên địa bên trong kiến tạo một tòa chu vi đi đến hơn vạn bên trong rộng lớn thành trì, đủ để dung nạp hàng trăm triệu tu sĩ. Thời gian chậm rãi xói mòn, hai ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, làm Tiêu Phàm chạy tới thiên thần phong thời khắc, thập điện Diêm La toàn bộ đều tề tựu, mặt khác còn có vạn bảo các một đám tu sĩ. Về phần Tu La Sơn cùng Thương Sinh Thần Quốc cường giả, đều lựa chọn gia nhập Tu La Điện. Cái này cơ hồ chỉ là thần thiên nghiêu ra lệnh một tiếng sự tình mà thôi. Tất cả mọi thứ cũng đã chuẩn bị ổn thỏa, bọn họ liền chờ lấy Tiêu Phàm đến. Giờ phút này, thiên thần phong phía dưới, lơ lửng từng chiếc to lớn thần chu, phía trên đứng đấy lít nhít bóng người, đại bộ phận người đều ánh mắt ngốc trệ, hiển nhiên vẫn như cũ bị phong ấn ở trước đó một khắc kia, nhất định phải chờ đến 3 ngày sau mới có thể tỉnh lại. Công tử đây này, ước định sắp tới lúc rồi, Tiếu Thiên Dương có chút nóng nảy nói. Yên tâm đi, công tử nói đến liền sẽ làm được. Kiếm La cười nói, hắn cũng đã trở thành Tiêu Phàm trung thành nhất người sùng bái. Đến rồi, đột nhiên, Thanh Phong lão tổ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, những người khác cũng không hẹn mà cùng nhìn lại. Chân trời, một đạo hắc ảnh cực tốc lướt qua, mọi người căn bản bắt không đến bóng đen kia tốc độ. Làm mọi người lấy lại tinh thần thời khắc, lại là nhìn thấy, chân trời lăng không đứng đấy hai đạo thân ảnh, người cầm đầu là một cái áo bào đen thanh niên, hắn đứng chắp tay, giống như một tôn thần linh đồng dạng, không thể nhìn thẳng. Tại áo bào đen thanh niên sau lưng, còn đứng một cái mang theo mặt nạ huyết bào nam tử, rất nhiều người đều có thể cảm nhận được hắn trên người cường đại, nhưng lại không cách nào nhìn thấu hắn tu vi. Áo bào đen thanh niên không phải kẻ khác. Chính là từ Bắc Vực chạy đến Tiêu Phàm. Bái kiến điện chủ, Tu La Điện một đám thanh tỉnh tu sĩ thấy thế, nhao nhao quỳ xuống. Mọi người đứng lên,
Tiêu Phàm khoát khoát tay, một chỉ bắn ra, 10 đạo lưu quang trong nháy mắt từ hắn trên người bắn ra, rơi vào thập đại diêm la lòng bàn tay. Đồng thời, Tiêu Phàm thanh âm vang lên lần nữa, đây là ta mấy ngày nay luyện chế không gian bí cảnh, tu la điện tu sĩ tạm thời tại bên trong dàn xếp. Vâng, Ảnh Phong đám người gật gật đầu, bọn họ mặc dù cũng đã đột phá đến thiên thần cảnh, nhưng là có thể làm không đến Tiêu Phàm như vậy, tùy ý liền có thể luyện chế không gian bí cảnh. Hơn nữa, cái này không gian bí cảnh bắn vào bọn họ mi tâm thời khắc, liền cùng bọn họ trong nháy mắt có một loại kỳ diệu liên hệ, liền luyện hóa đều không cần thiết. Mấy người ý niệm khẽ động, từng chiếc thần chu thế mà biến mất, đám người chuẩn bị tiến về thái cổ thần giới, tự nhiên không thể mang theo nhiều người như vậy giáng lâm. Sau một lát, hư không chỉ còn lại thập đại diêm la, còn có Lăng Phong, Quan Tiểu Thất, Tiểu Kim, Trọc Thiên Hồng, Thần Thiên Nghiêu, Quỷ Thiên Cửu, Hàn Lê, Quân Nhược Hoan, Cổ Nhược Trần, Dịch Bằng, Kiếm La, Tiếu Thiên Dương, Thanh Phong Lão Tổ, Xích Vân Lão Tổ mười mấy người. Những người khác không phải là bị Tiêu Phàm an trí tại Tiểu Thiên Địa, liền là bị thập điện diêm la đưa vào không gian bí cảnh bên trong. Có thể lưu lại, toàn bộ đều là thiên thần cảnh cường giả. Tiêu Phàm hít sâu một cái, ngẩng đầu nhìn một cái này quen thuộc thế giới liếc mắt, hắn không biết, lần tiếp theo lúc nào mới có thể trở về. Thật lâu, Tiêu Phàm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn thoáng qua đám người nói, cần phải đi. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm đạp chân xuống, cuồn cuộn hỏa diễm mãnh liệt cuộn trào ra, hóa thành một mảnh hỏa hải, nâng lên Tiêu Phàm, chính là hồn thiên tinh hỏa toa. Đám người thấy thế, nhào nhào bước lên hồn thiên tinh hỏa toa, Tiêu Phàm ý niệm khẽ động, hồn thiên tinh hỏa toa bỗng nhiên hướng về chân trời bay đi, mấy cái lắc mình liền tiến vào hư vô bên trong. Dùng hồn thiên tinh hỏa toa hoành độ hư không, vậy chờ tốc độ cho dù thiên thần cảnh đều hơi có không bằng. Sư thúc, chờ đã. Đột nhiên, Bắc Thần Phong mở miệng nói. Tiêu Phàm nghe vậy, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng thao túng hồn thiên tinh hỏa toa ngừng lại, lại là nhìn thấy Bắc Thần Phong đưa tay vung lên, trước người đột nhiên xuất hiện một đạo gầy còm thi thể. Bắc Thần Phong, người xác định, Tiêu Phàm hít sâu một cái nhìn về phía Bắc Thần Phong nói. Đây là gia gia nguyện vọng, không phải sao? Bắc Thần Phong hai mắt đỏ bừng, hốc mắt lại hơi nước đảo quanh, nói trước kia ta ngang bướng, thường xuyên không nghe hắn lời nói, làm hắn tức giận, hiện tại hắn chết rồi, nếu như ngay cả hắn nguyện vọng đều không thể hoàn thành, thẹn là người tôn. Tiêu Phàm như thế nào không phải nghĩ như vậy chứ? Bắc lão trong đó một cái nguyện vọng liền là nghĩ chôn ở vô ngần hư vô bên trong, nếu như là trước đó, hắn tự nhiên sẽ không vi phạm. Thế nhưng là trước đó, Lô Chiến tới tìm hắn, nói cửu u địa ngục sự tình, Tiêu Phàm còn ôm lấy một tia hy vọng, nếu như tương lai có cơ hội tiến vào cửu u địa ngục, có lẽ có thể tìm tới Bắc lão linh hồn cũng không nhất định. Bất quá nghe được Bắc Thần Phong nói, Tiêu Phàm lại không biết như thế nào mở miệng, việc này hắn hiện tại đều không có bất luận cái gì manh mối, nói ra Bắc Thần Phong cũng sẽ không tin tưởng. Đúng rồi. Ta có thể cho lão sư di thể liền phiêu phù ở chiến hồn đại lục chung quanh hư vô bên trong, dùng một đạo lực lượng dẫn dắt như vậy đủ rồi, vạn nhất tương lai có thể cứu lão sư, chỉ cần tìm tới chiến hồn đại lục, liền có thể tùy tiện tìm tới hắn di thể. Tiêu Phàm thầm nghĩ đến. Sau đó âm thầm bóp một cái pháp quyết, đi đến Bắc lão bên người, hướng về phía mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái, tại đám người nhìn đến, Tiêu Phàm chỉ là không nỡ Bắc lão chôn ở hư không mà thôi. Ngay sau đó, một đạo huyền diệu năng lượng ba động tản ra, xông thẳng chiến hồn đại lục mà đi, một màn này, không có người nào nhìn ra. Sau đó Tiêu Phàm cùng đám người hướng về phía Bắc lão di thể thật sâu lại tam bái, Bắc lão vì chiến hồn đại lục mà chết, đáng giá đám người như thế tôn trọng. Bắc Thần Phong liền nhẹ nhàng đẩy, Bắc lão di thể chậm rãi hướng về trong hư vô phiêu tán mà đi. Sư thúc, đi thôi. Bắc Thần Phong hít sâu một cái nói. Trong mắt hơi nước trong nháy mắt bốc hơi. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, không bỏ nhìn Bắc lão liếc mắt, liền thao túng hồn thiên tinh hỏa toa, cực tốc hướng về nơi xa tinh không cổ lộ cửa ra lao đi, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Làm Tiêu Phàm bọn họ thân ảnh hoàn toàn biến mất lúc, bọn họ vị trí địa phương, lại là nhiều một cái áo bào xanh thân ảnh, đó là một cái nam tử trung niên. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, có lẽ có thể thông qua dung mạo kia cùng trên người hồn lực khí tức phân biệt nhận ra. Ai, Gia Cát lão đầu chết rồi,
người Bác lão đầu lại muốn ta tới thu thập cục diện rối rắm. Thanh bào trung niên nam tử thật sâu thở dài một hơi. Một thoáng thời gian, hắn mở ra bàn tay, lòng bàn tay đột nhiên nhiều hơn một mai bạch sắc tinh thể. Tinh thể bên trong tản ra một cỗ huyền diệu khí tức, hình thành từng đạo vòng xoáy. Thanh bào trung niên nam tử chậm rãi buông ra bàn tay, cái kia bạch sắc tinh thể đột nhiên trôi nổi mà lên, chậm rãi hướng về Bác lão thi thể vị trí bay đi. Làm bạch sắc tinh thể rơi vào Bác lão mi tâm thời khắc, đột nhiên quang mang lóe lên, liền trực tiếp biến mất. Ngay sau đó, càng thêm quỷ dị sự tình xảy ra. Chỉ thấy Bác lão cái kia nguyên bản cũng đã chết đến không thể lại chết thi thể vậy mà bắt đầu phồng lên lên, tản ra vô cùng bàng bạc sinh cơ. Thanh bào trung niên nam tử đứng ở đằng xa, lặng lặng nhìn xem một màn này, trong mắt cũng lộ ra một tia ngạc nhiên. Sau một lát, Bác lão thi thể lại xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa, ngay từ đầu là một cái ông già gầy nhom, nhưng mà hiện tại, lại biến thành huyết khí sung túc nam tử trung niên bộ dáng. Khô bại tóc trắng cũng biến thành đen nhánh như mực, tản ra nhàn nhạt huỳnh quang, mười phần đoạt người nhãn cầu. Lại qua mấy tức thời gian, Bác lão bỗng nhiên mở ra hai mắt, hai đạo thần quang giống như thần binh lợi kiếm đồng dạng, đem hư không đều cho cắt ra. Tỉnh, thanh bào trung niên nam tử đột nhiên khẽ mỉm cười nói. Hề lão quỷ, còn tốt ngươi không khiến ta thất vọng. Bác lão thu liễm ánh mắt, tất cả khí tức nội liếm. Nhìn về phía thanh bào trung niên nam tử cười nói. Nếu như Tiêu Phàm nghe nói như thế, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, cái này thanh bào trung niên nam tử, lại là biến mất mấy năm hề lão. Giờ phút này hề lão, cũng đã không chỉ là chiến thần cảnh tiền kỳ, tức chính là Tiêu Phàm, đoán chừng cũng nhìn không thấu hắn thực lực. Sớm biết rõ, ta liền không nên để ngươi tỉnh lại. Hề lão tức giận nói. Ngươi nếu là như thế người, ta cũng sẽ không tìm ngươi. Bác lão cười ha ha, ánh mắt như điện, nhìn hề lão tê cả da đầu. Đừng như thế nhìn ta, trên đời này, người nào ở trước mặt ngươi, đều không có bí mật có thể nói. Hề lão vội vàng lui ra phía sau mấy bước, bất quá lại nói trở về, ngươi lãng phí một bộ thời không phân thân đáng giá không? Đáng giá, Bác lão nhìn xem tinh không cổ lộ cuối cùng, không chút nghỉ ngợi nói, nơi đó chính là Tiêu Phàm bọn họ phương hướng rời đi. Sau đó trong mắt lại lóe qua một vòng sắc bén ánh sáng, ngưng tiếng nói chuyện chỗ này, ta cũng nên đi làm ta làm sự tình. Thoại âm rơi xuống, Bác lão đưa tay vung lên, hư không một trận vặn vẹo, sau đó hóa thành một đạo quang môn, Bác lão cùng hề lão hai người bỗng nhiên bước vào trong đó. Mà tất cả những thứ này, Tiêu Phàm bọn họ tự nhiên là không biết, giờ phút này, Tiêu Phàm một chuyến cũng đã đi tới tinh không cổ lộ cửa ra vị trí. Thái cổ thần giới cũng đã gần ngay trước mắt. Sư thúc, thế nào? Bắc Thần Phong nhìn thấy Tiêu Phàm tại đột nhiên ngừng thân hình, cau mày quay đầu nhìn về phía sau lưng vô ngần hư vô không gian, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Những người khác cũng là nghi hoặc không thôi, Tiếu Thiên Dương cười cười nói, công tử, biết rõ ngươi không nỡ, về sau lại trở về nhìn xem chính là, cái này tinh không cổ lộ nhập khẩu sắp khép kín, chúng ta vẫn là ra ngoài đi. Tiêu Phàm trầm mặc không nói. Đáy mắt chỗ sâu lại là lóe qua một vòng lăng lệ ánh sáng. Vừa mới một sát na kia, hắn lờ mờ bắt được một đạo bạch sắc thiểm quang, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng Tiêu Phàm lại là thấy được. Hắn thao túng hồn thiên tinh hỏa toa, còn một mực chú ý đến cảnh vật chung quanh đâu. Nhưng khi hắn cố ý đi xem thời điểm, hậu phương lại là cái gì đều không có, chẳng lẽ bản thân thực nhìn hoa mắt. Tiêu Phàm khẽ nhả một ngụm chọc khí. Lần nữa nhìn về phía trước, đưa tay vung lên, hồn thiên tinh hỏa toa biến mất, một đạo nhàn nhạt sóng ánh sáng ngăn khuất đám người trước người. Hiển nhiên, chỉ cần vượt qua sóng ánh sáng màng mỏng, liền có thể thông hướng trong truyền thuyết thái cổ thần giới. Đi thôi, Tiêu Phàm thở dài một hơi, dưới chân khẽ động, thân thể bỗng nhiên xuyên qua sóng ánh sáng, lần nữa lúc xuất hiện, đã là tại một mảnh tiệm tân thiên địa. Lăng Phong Quan Tiểu Thất cùng Tiểu Kim đám người nhao nhao cùng lên, toàn bộ đều xuất hiện ở Tiêu Phàm bên cạnh, ngoại trừ Trọc Thiên Hồng, Thần Thiên Nghiêu, Quân Nhược Hoan cùng Quỷ Thiên Cửu bên ngoài, những người khác toàn bộ đều lộ ra vẻ tò mò. Thật là nồng nặc thần linh chi khí, Quan Tiểu Thất hít sâu một hơi nói. Quả nhiên không hổ là đại thế giới, Lăng Phong cũng từ đáy lòng cảm thán nói. Tất cả mọi người không khỏi hít sâu mấy khẩu khí, so với chiến hồn đại lục. Thái cổ thần giới thần linh chi khí đơn giản quá nồng đậm,
nếu như dùng để tu luyện, tốc độ so với chiến hồn đại lục tuyệt đối nhanh không chỉ gấp mấy lần. Tiêu Phàm lại không có quan tâm tất cả những thứ này, hắn con ngươi liếc nhìn lấy phía trước thiên địa, cảm thụ được phiến thiên địa này khác biệt. Nơi xa dãy núi chập trùng, ngẫu nhiên có man thú ở trong rừng gào thét, chấn động đến hư không đều run rẩy kịch liệt, bất quá quỷ dị là, không gian chỉ là nhộn nhạo từng đạo không gian gợn sóng, cũng không có đến vỡ vụn cấp độ. Đại thế giới không gian bích lũy thực không phải bình thường cường đại, cho dù cổ thần cũng chưa hẳn có thể đánh vỡ a. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm. Không chỉ như vậy, liền đại địa trọng lực đều muốn cường đại hơn mấy chục lần, đám người mặc dù có thể phi hành, nhưng đối thần lực tiêu hao lại càng lớn hơn rất nhiều. Tự ý nào đó đi lên nói, bọn họ thực lực là bị áp chế, bất quá, cái này đối chiến đấu có vẻ như cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Dù sao, bị áp chế không chỉ là bọn họ, thái cổ thần giới người cũng đồng dạng sẽ bị áp chế. Điện chủ, thái cổ thần giới trọng lực hẳn là chiến hồn đại lục 50 lần tả hữu, thần lực tiêu hao khả năng lớn một chút, mọi người thích ứng một cái. Thần Thiên Nghiêu nói ra. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn thích ứng năng lực cũng khá, rất nhanh liền không có ảnh hưởng quá lớn. Quân Nhược Hoan, người quen thuộc nơi này, cho mọi người giới thiệu một cái. Tiêu Phàm ánh mắt đột nhiên tại rơi vào Quân Nhược Hoan trên người. Ngoại trừ Thần Thiên Nghiêu bên ngoài, những người khác trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, nhao nhao nhìn về phía Quân Nhược Hoan, khó trách Tiêu Phàm đem hắn mang theo trên người. Là, điện chủ, Quân Nhược Hoan nhẹ gật đầu, nơi này là, Hồng Hộc, lời nói chưa mở miệng, đột nhiên một đạo tiếng hét lớn vang lên, cùng mà tới là một đạo kinh hồng kiếm khí, đem hư không đều chiếu sáng vô cùng, đám người chỉ cảm giác da thịt có chút đau nhức. Đám người còn không có lấy lại tinh thần thời khắc. Một đạo thân hình từ Tiêu Phàm bên cạnh lóe qua, đồng dạng một kiếm hướng về không trung nổi giận chém đến. Ầm ầm, hư không kịch liệt run rẩy, đáng sợ lực lượng bao phủ hư không, kiếm khí ngang dọc, gào thét tứ phương. Lăng Phong bọn họ lông mày hơi nhíu, thần sắc khác nhau nhìn xem phía trước, mấy tức đằng sau, kiếm khí tiêu tán, hư không lúc này mới khôi phục bình tĩnh, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở hư không. Phó Tam Đao, Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Hắn biết rõ Phó Tam Đao chạy trốn không phải cái gì tốt sự tình, chỉ là không nghĩ đến cái này Phó Tam Đao đến nhanh như vậy, mà lại còn tìm tới mấy cái giúp đỡ ở lại đây chờ bọn họ xuất hiện. Bất quá ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, Phó Tam Đao không có đạt được Thiên Mộ Thần Hoa cùng chủng tử, tức thì bị Diệp Thi Vũ sáng tạo, hắn không báo thù này, mới kỳ quái đâu. Hơn nữa cự ly Diệp Thi Vũ xuất thủ, cũng đã đi qua vài ngày thời gian. Phó Tam Đao dù sao cũng là lâu ngoại lâu phân bộ lâu chủ, cổ thần cảnh cường giả, tìm đến mấy cái giúp đỡ tự nhiên không phải quá khó sự tình. Vừa mới một kích kia, mặc dù là đánh lén, xuất thủ không có như thế lăng lệ, nhưng tuyệt đối có thể tùy tiện chém giết thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả. Nếu như không phải Hàn Lê xuất thủ kịp thời, Tiêu Phàm bọn họ bao nhiêu phải bị một chút tổn thất, dù sao, bọn họ nơi này, đại bộ phận đều là thiên thần cảnh tiền kỳ mà thôi. Mấy ngày thời gian, Hàn Lê cũng đã khôi phục được cổ thần cảnh tu vi, ngăn lại một kích kia tự nhiên là không nói chơi. Tiểu tử, đem đồ vật giao ra đến. Phó Tam Đao lạnh lẽo con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, một cánh tay kéo tủng xuống tới. Lan, Tiêu Phàm lạnh như băng phun ra một chữ, ngữ khí mười phần bá đạo, cường thế, cái gì lâu ngoại lâu phân bộ lâu chủ, hắn Tiêu Phàm có thể không để trong lòng. Hiện tại, bên cạnh hắn nhưng không có cái gì có thể làm cho Phó Tam Đao uy hiếp, Hàn Lê một người đối phó hắn như vậy đủ rồi. Về phần bên cạnh hắn người, Tiêu Phàm mang theo Phệ Hồn, Thần Thiên Nghiêu cùng Quỷ Thiên Cừu, liền đủ để đối phó bọn hắn. Huống chi, Phó Tam Đao cần Thiên Mộ Thần Hoa chủng tử, đã bị Diệp Thi Vũ nuốt, Tiêu Phàm coi như muốn cầm cũng cầm không ra. Phó Tam Đao nơi nào sẽ nghĩ đến mình bị một cái tiểu bối trách mắng. Hắn thế nhưng là lâu ngoại lâu phân bộ lâu chủ A, lửa giận hoàn toàn không đánh một chỗ đến. Tiểu tử, người dám trách mắng trả lâu chủ, muốn chết sao? Lúc này, Phó Tam Đao bên cạnh một cái hắc bào lão giả tiến lên một bước, đằng đằng sát khí nhìn xem Tiêu Phàm, trên người tản ra một loại cực kỳ âm lãnh khí tức, cường đại khí thế nhường Tiêu Phàm đều không cấm nhíu mày. Điện chủ cẩn thận, đó là Tam Lưu Tông Môn Thiên Âm Tông trưởng lão, Âm Nguyên lão tổ. Người này dị thường háo sắc, đặc biệt ưa thích thu thập nữ tử nguyên âm tu luyện,
hắn thực lực bất phàm, chính là cổ thần cảnh tiền kỳ tu vi. Quân Nhược Hoan nhìn xem hắc bào lão giả cho Tiêu Phàm giải thích nói. Hắn thanh âm rất nhỏ, nhưng lại không phải truyền âm, ở đây hạng gì nhĩ lực, tự nhiên nghe được nhất thanh nhị sở. Tiểu tử, đã ngươi biết rõ lão tổ, còn không quỳ xuống nhận lấy cái chết. Âm Nguyên lão tổ chẳng những không có dẫn cho là nhục, phản lấy làm vinh hạnh. Cái này chu vi mấy chục vạn dặm bên trong, nhưng không có mấy người dám làm trái hắn ý tứ, tại hắn nhìn đến, đối phương nếu nhận biết bản thân, nghĩ tới là sợ. Bây giờ Phó Tam Đao muốn cầu cạnh hắn, hắn tự nhiên muốn biểu hiện tốt một chút, dù sao Thiên Âm Tông cùng Lâu Ngoại Lâu so sánh, vẫn có rất lớn chênh lệch. Nếu như có thể cho Phó Tam Đao báo thù, nhưng Phó Tam Đao thiếu bản thân một cái nhân tình, đó là không còn gì tốt hơn sự tình. Nghĩ vậy, Âm Nguyên lão tổ trên mặt không khỏi lộ ra một tia đắc ý tiếu dung, nhưng mà, tiếp xuống tới một câu, liền nhường hắn sắc mặt trong nháy mắt cứng ngắc ở nơi đó. Lão đồ vật, người tốt nhất có bao nhiêu xa lăn bao xa, nếu không đừng trách ta liền ngươi cũng làm thịt. Tiêu Phàm nghe được Quân Nhược Hoan nói, nhàn nhạt gật gật đầu, cũng không có đem cái này Âm Nguyên lão tổ đặt ở trong lòng, ngược lại nổi giận nói, tựa như giết chết Âm Nguyên lão tổ, chỉ là bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Lăng Phong cùng Chọc Thiên Hồng đám người cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, bọn họ nguyên bản coi là Tiêu Phàm sẽ điệu thấp một chút, dù sao mới đến. Có thể bọn họ không nghĩ đến, Tiêu Phàm vẫn như cũ như thế bá đạo cùng cường thế, cái gì cổ thần cường giả, hoàn toàn không có bị hắn để ở trong mắt. Âm Nguyên lão tổ giận không thể át, tức giận cả người bốc ra hắc vụ cuồn cuộn, âm trầm đến cực điểm, nổi giận mắng, danh con, ngươi chán sống rồi. Bị một cái nho nhỏ thiên thần cảnh mắng, cái này khiến Âm Nguyên lão tổ như thế nào không giận đâu. Trước đó hắn còn chỉ là vì nịnh nọt Phó Tam Đao nghĩ giết chết Tiêu Phàm, nhưng mà hiện tại, chính hắn liền muốn giết Tiêu Phàm hả giận. Vừa dứt lời, Âm Nguyên lão tổ liền một ngón tay nhô ra, một vệt sáng bắn ra, so sánh lợi kiếm đều muốn sắc bén cùng lăng lệ. Đi đến cổ thần cảnh, chuyên tu thần thông, hắn đối thần thông lĩnh ngộ, tự nhiên không phải thiên thần cảnh tu sĩ có thể so sánh. Đám người nhìn thấy Âm Nguyên lão tổ nói xuất thủ liền xuất thủ, sắc mặt hơi đổi một chút, bọn họ đều là thiên thần cảnh không thể nghi ngờ, nhưng là không có người nào tự tin có thể cùng cổ thần cảnh một trận chiến. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm bên người một đạo thân ảnh lướt đi, giống như một chuôi trường kiếm ra khỏi vỏ, một trường hướng về đạo kia lưu quang đánh tới. Oanh, hư không khí lãng cổ động. Bành trướng năng lượng ba động đánh thẳng vào tứ phương, đám người lui mấy bước, chỉ có Tiêu Phàm đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Hàn Lê, Âm Nguyên lão tổ mặt âm trầm nhìn xem đối diện ngăn cản hắn người kia, vừa mới hắn lực chú ý chỉ ở Tiêu Phàm trên người, căn bản không nhìn thấy Hàn Lê tồn tại. Liền bằng ngươi cũng muốn đối phó công tử, trừ phi ngươi Thiên Âm Tông toàn bộ đến còn không sai biệt lắm. Hàn Lê cười lạnh nói. Cùng Tiêu Phàm ở chung được mấy ngày. Hàn Lê biết rõ Tiêu Phàm là dạng người gì, nếu như bản thân còn không chủ động điểm, đôi kia Tiêu Phàm tới nói bản thân liền không có bất kỳ giá trị gì. Đối với không có giá trị địch nhân, Tiêu Phàm cho tới bây giờ là sẽ không thủ hạ lưu tình. Trước đó tam đại thế lực chủ cái chết, liền là tốt nhất chứng minh, những người kia nhưng có không ít là thiên thần cảnh cường giả, có thể Tiêu Phàm liền do dự đều không do dự một cái liền giết hết. Hiện tại, hắn Hàn Lê dù sao cũng là cổ thần cảnh, đối Tiêu Phàm tới nói còn có rất lớn tác dụng, nếu như có thể làm cho Tiêu Phàm hài lòng, có lẽ Tiêu Phàm sẽ hủy bỏ chủ phó khế ước cũng nói không chừng. Hừ, Âm Nguyên lão tổ lạnh rên một tiếng, hắn tự nhiên không năng lực xuất động toàn bộ Thiên Âm Tông cường giả, dù sao hắn chỉ là một cái trưởng lão mà thôi. Hàn Lê, cùng ta Lâu Ngoại Lâu là địch, người nghĩ phi kiếm môn hủy diệt hay sao? Phó Tam Đao mở miệng uy hiếp nói. Hắn một bước tiến lên, cổ thần cảnh tiền kỳ khí thế tản ra. Hàn Lê khịt mũi coi thường, cực kỳ khinh thường nói, ta nghe nói Lâu Ngoại Lâu chỉ là tìm hiểu tình báo, tiến hành bảo vật giao dịch địa phương, lúc nào cũng bắt đầu tranh quyền đoạt thế, diệt nhân tông cửa. Phó Tam Đao nghe vậy, sắc mặt vô cùng âm trầm, Hàn Lê nói rất đúng, Lâu Ngoại Lâu mặc dù cường đại, nhưng đồng dạng không tham dự thực lực tranh chấp, chỉ phụ trách kiếm tiền. Nếu như phía trên biết rõ hắn Phó Tam Đao vì tranh đoạt bảo vật diệt nhân tông cửa, đoán chừng hắn cái này lâu chủ chi vị cũng không cần làm nữa. Phó lâu chủ, hai chúng ta cổ thần cảnh,
diệt bọn họ những người này cũng không phải nhiều khó khăn sự tình. Âm Nguyên lão tổ ngực kìm nén một ngụm nội ý, tùy thời đều có thể bộc phát. Phó Tam Đao không nói, âm lãnh con người tại Tiêu Phàm bọn họ một đám người trên người lóe qua, thần sắc có chút âm tình bất định. Tiêu Phàm bên cạnh đám người thần sắc ngưng tụ, đề phòng nhìn xem Phó Tam Đao, Âm Nguyên lão tổ nói không sai, đối phương có hai đại cổ thần cảnh, còn có hai cái thiên thần cảnh đỉnh phong. Thật muốn chiến đấu, bọn họ những người này tuyệt đối lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Tiêu Phàm lại là thần sắc đạm nhiên, nghiền ngẫm nhìn xem Phó Tam Đao, thật lâu, hơi không kiên nhẫn nói tốt, các ngươi có thể lăn. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Âm Nguyên lão tổ kém chút nổi giận, bản thân đường đường cổ thần cảnh, lại bị một cái thiên thần cảnh tu sĩ trách mắng, cái này khiến hắn như thế nào nuốt xuống khẩu khí này. Ta để ngươi lăn, không nghe thấy sao? Tiêu Phàm thần sắc đột nhiên lạnh lẽo, lạnh giọng nói, Phó Tam Đao đúng không? Ngươi hiện tại nếu như còn có thể phát huy ra cổ thần cảnh lực lượng, còn cần như thế do dự sao? Ngươi, Phó Tam Đao con ngươi hơi hơi co rụt lại. Ngươi cánh tay phải cùng một nửa lực lượng không cách nào sử dụng, tối đa cũng liền so thiên thần cảnh đỉnh phong mạnh một chút mà thôi, ta muốn giết ngươi, cũng không khó. Tiêu Phàm thần tình lạnh nhạt nói. Phó Tam Đao thế nhưng là bị Diệp Thi Vũ phong ấn lực lượng đánh trúng, nếu như không phải hắn trốn được nhanh. Đoán chừng cả người đều sẽ bị phong ấn, bây giờ chỉ là phong ấn một nửa lực lượng, hắn đã coi như là vui mừng. Phó Tam Đao nghe được Tiêu Phàm nói ra hắn vấn đề, sắc mặt dị thường khó nhìn lên. Mọi người thấy Phó Tam Đao sắc mặt, cũng biết rõ Tiêu Phàm nói đúng, tức khắc lỏng một hơi, lấy bọn họ thực lực, đối phó đối diện bốn người, cũng không phải nhiều khó khăn sự tình. Âm Nguyên lão tổ không khỏi quay đầu nhìn về phía Phó Tam Đao, trong mắt đều là vẻ hỏi thăm. Tốt, ta không có thời gian cùng các ngươi lãng phí, các ngươi có thể lăn. Tiêu Phàm khoát khoát tay, liền cùng tại xua đuổi một bầy kiến hôi một dạng. Cái kia tư thế, nhưng Âm Nguyên lão tổ cùng Phó Tam Đao mười phần khó chịu, nhưng hai người cũng đồng dạng không thể làm gì, muốn giết Tiêu Phàm, bằng vào bọn họ thực lực còn chưa đủ. Nếu như không phải Tiêu Phàm kiêng kỵ lâu ngoại lâu, chỗ nào sẽ bỏ qua bọn họ, giết chết Phó Tam Đao đối với Tiêu Phàm tới nói cũng không có cái gì chỗ tốt. Ngược lại khả năng nhóm lửa thân trên. Lâu ngoại lâu cố nhiên không tham dự thế lực tranh đoạt, nhưng bọn họ cũng đồng dạng sẽ không cho phép chính mình người bị người khác giết chết. Cái thế giới này, cuối cùng hay là thực lực phi tôn. Nếu như Tiêu Phàm bọn họ chỉ là vừa mới đột phá thiên thần cảnh liền đi tới thái cổ thần giới, có lẽ xác thực chỉ có bị bọn họ nghiền ép phần. Nhưng là hiện tại, Tu La Điện thực lực, sớm đã xưa đâu bằng nay. Dù là đối mặt một hai cái cổ thần cảnh cường giả, cũng không e ngại. Bất quá, tại Tiêu Phàm trong lòng, Phó Tam Đao sớm đã là một cái người chết, chỉ là chết nhanh chậm vấn đề mà thôi. Tiểu tử, ngươi đừng đắc ý, qua đoạn thời gian, hy vọng ngươi còn có thể đắc ý. Phó Tam Đao lạnh rên một tiếng, quay người liền chuẩn bị rời đi. Phó Lâu Chủ, Âm Nguyên lão tổ nhìn thấy Phó Tam Đao nhận túng, vẫn như cũ có chút không cam lòng. Chúng ta đi, Phó Tam Đao khẽ cắn môi, cũng không quay đầu lại liền quay người rời đi. Danh con, ngươi cho bản tổ chờ lấy. Âm Nguyên lão tổ lạnh rên một tiếng, mang theo cái kia hai cái thuộc hạ vội vàng đi theo. Một trận chiến này cuối cùng vẫn là không đánh lên, bất quá Tiêu Phàm bọn họ biết rõ, sự tình còn sẽ không cứ như vậy kết thúc. Phó Tam Đao coi như bản thân không chiếm được thiên mộ thần hoa chủng tử. Cũng khẳng định sẽ không để cho Tiêu Phàm bọn họ giữ tại trong tay. Chỉ cần đem tin tức này phát ra ngoài, đoán chừng không cần bao lâu, liền sẽ có nhiều người hơn đến. Công tử, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Kiếm La lo lắng nói. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn một cái sau lưng tinh không cổ lộ cửa ra cũng đã rất nhỏ, đoán chừng không dùng đến một ngày liền sẽ hoàn toàn biến mất. Để tránh những người khác len lén lẻn vào chiến hồn đại lục. Chỉ ít cái này một đoạn thời gian, bọn họ là không thể nào rời đi nơi này. Sau đó Tiêu Phàm lại nhìn lướt qua cảnh vật chung quanh, nơi này chỗ sâu một mảnh man hoang sơn mạch, thần linh chi khí mười phần tràn đầy, mặc dù tại thái cổ thần giới tới nói, không coi là tu luyện thánh địa. Nhưng là, nơi này cũng có một cái chỗ tốt, kia chính là tương đối vắng vẻ, người bình thường rất ít có thể đến, nếu như Tu La Điện xây ở chỗ này, vậy cũng sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Tu La Điện, cũng nên quang minh chính đại xuất hiện. Tiêu Phàm híp híp hai mắt,
hít sâu một cái nói. Đưa tay vung lên, từng đạo lưu quang hiển hiện, tại đám người trước người cách đó không xa, từng tôn to lớn thạch nhân xuất hiện, cung kính quỳ lạy tại trên mặt đất, bái kiến công tử. Nhạc nhân tộc, Quân Nhược Hoan cùng Thần Thiên Nghiêu đám người thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không đúng, là cổ nhạc tộc, Quỷ Thiên Cửu lắc đầu, cũng đồng dạng khó nén trong lòng vẻ kinh ngạc. Cổ nhạc tộc, không biết so nhạc nhân tộc muốn cường đại gấp bao nhiêu lần, huyết mạch chi lực hoàn toàn không còn cùng một cấp độ. Tiêu Phàm giải trừ bọn họ thể nội huyết mạch chớ chú, huyết mạch chi lực đang tại chậm rãi sống lại, mặc dù cự ly chân chính cổ nhạc tộc còn có nhất định cự ly, nhưng cái này chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chủ yếu nhất là, cái này chủng tộc, Di Sơn đảo Hải Ổn chiếm thượng phong, hơn nữa, bọn họ cái này nhất tộc am hiểu nhất liền là đổi núi đổi dãy cùng rèn đúc cơ quan, dù là tại Thái Cổ Thần Giới, cũng là cường đại một cái chủng tộc. Nhạc Nhất Sơn, trong vòng 7 ngày, ta muốn một tòa chu vi vạn dặm thành trì xuất hiện ở nơi này, có hay không vấn đề? Tiêu Phàm nhìn xem Nhạc Thạch thản nhiên nói. Công tử yên tâm, trong vòng 7 ngày, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Nhạc Nhất Sơn gật gật đầu, hắn liền sợ Tiêu Phàm không cần bọn họ, hiện tại cho bọn họ nhiệm vụ, tự nhiên không có bất cứ chút do dự nào. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn một cái Phó Tam Đao bọn họ phương hướng rời đi, híp hai mắt nói, Hàn Lê, Quỷ Thiên Cửu, Thần Thiên Nghiêu, các ngươi đi theo ta. Lại nói Phó Tam Đao cùng Âm Nguyên Lão Tổ rời đi, sau nửa canh giờ, hai người tại ngoài vạn dặm một ngọn núi ngừng lại, Phó Tam Đao sắc mặt âm trầm đáng sợ. Âm Nguyên trưởng lão, lần này đã làm phiền ngươi. Phó Tam Đao hít sâu một cái, bình phục một cái trong lòng lửa giận. Phó lâu chủ nói chuyện này, có thể tìm tại hạ hỗ trợ, là ở dưới vinh hạnh. Âm Nguyên lão tổ lắc lắc đầu nói, chỉ là cái kia tiểu tử, quá khoa trương một chút, không cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái, ta khẩu khí này liền nuốt không đi xuống, cũng vừa vặn nhường bọn họ minh bạch, đại giới tu sĩ, không phải một chút tiểu giới người có thể vũ nhục. Âm Nguyên lão tổ vốn coi là giết một nhóm tiểu thế giới tu sĩ, chỉ là dễ như trở bàn tay sự tình. Dù sao, từ nhỏ thế giới phi thăng Thái Cổ Thần Giới, bình thường đều chỉ là vừa mới đột phá thiên thần cảnh mà thôi, đừng nói một cái, liền là một nhóm, cũng chỉ là trong nháy mắt gạt bỏ sự tình mà thôi. Có thể vượt quá hắn dự liệu là, đối phương vậy mà không chỉ có thiên thần cảnh đỉnh phong, còn có cổ thần cảnh giúp đỡ. Từng ấy năm tới nay như vậy, Âm Nguyên lão tổ đều không chạm qua vách tường, lại càng không cần phải nói bị một cái thiên thần cảnh dày, không giết Tiêu Phàm, hắn trong lồng ngực khẩu khí kia liền nuốt không đi xuống. Yên tâm, bản lâu chủ sẽ không bỏ qua bọn họ. Phó Tam Đao lạnh giọng nói, cao cao tại thượng hắn cũng đồng dạng không có khả năng nuốt xuống khẩu khí này. Hô, đúng lúc này, nơi xa hai đạo thân ảnh bay vụt mà tới, chính là Âm Nguyên lão tổ hai cái cấp dưới. Âm Nguyên lão tổ nhường bọn họ hai người tại cái kia chú ý Tiêu Phàm bọn họ một chuyến phương hướng, không nghĩ đến bọn họ liền nhanh như vậy đã trở về. Như thế nào, bọn họ về phương hướng nào chạy trốn? Âm Nguyên lão tổ ngưng tiếng nói, trong mắt lộ ra nồng đậm ngoan sắc. Bọn họ không có trốn, trong đó một cái hạ nhân thuộc nói ra. Ta liền biết rõ, bọn họ nhất định sẽ trốn hướng U Vân Phủ. Âm Nguyên lão tổ nhe răng cười một tiếng. Đột nhiên thần sắc cứng lại, kinh dị nói, người nói cái gì, bọn họ không có trốn. Là, bọn họ không có chạy trốn, hơn nữa, cái kia cấp dưới có vẻ hơi lúng túng nói. Thêm gì nữa, bọn họ có vẻ như chuẩn bị tại cái kia kiến tạo một tòa thành trì. Cấp dưới tiếp tục nói, trên mặt hắn cũng tận là vẻ không tin, nhưng sự thật liền là như thế, đối phương chẳng những không có chạy trốn, ngược lại chuẩn bị kiến tạo một tòa thành trì. Thật đúng là thật can đảm, Âm Nguyên lão tổ cười lạnh nói, còn chuẩn bị tại vậy chờ lấy chúng ta giết đến tận môn sao. Người xác định bọn họ là chuẩn bị kiến tạo một tòa thành trì. Phó Tam Đao tay trái nâng cầm lên, rơi vào trầm tư bên trong, đáy mắt chỗ sâu lại là lóe qua một vòng tinh quang. Hồi phó lâu chủ, thuộc hạ nhìn thiên chân vạn xác. Cái kia cấp dưới 10 phần khẳng định nói. Bọn họ rời đi thời khắc, cái kia núi sông biến ảo. Cũng đã đơn giản một tòa thành trì quy mô, chỉ là còn cần đầy đủ thời gian tinh điêu tế chắc mà thôi. Âm Nguyên trưởng lão, Phó Tam Đao đột nhiên nhìn về phía Âm Nguyên lão tổ, khẽ mỉm cười nói, bọn họ kiến tạo một tòa thành trì, đoán chừng là muốn thành lập bản thân thế lực, bất quá, một cái thế lực muốn thành lập,
có thể không phải đơn giản như vậy. Âm Nguyên lão tổ nghe vậy, ánh mắt hơi hơi sáng lên nói, không sai, tức chính là bất nhập lưu thế lực, cũng nhất định phải đi qua U Vân Phủ tán thành, chúng ta có lẽ giết không chết bọn họ, nhưng U Vân Phủ có thể a. Việc này giao cho ta lập tức trở về một chuyến U Vân Phủ, chắc hẳn lấy ta thân phận, vẫn là có thể đưa đến một chút tác dụng. Phó Tam Đao khẽ mỉm cười nói. Vừa vặn, quay đầu ta cũng có thể thông chi một chút thuộc một chút bất nhập lưu thế lực, cùng phụ cận mấy cái tam lưu thế lực đi xem kịch vui, phi kiếm môn, có lẽ cũng không tất yếu tồn tại. Âm Nguyên lão tổ nhe răng cười nói. Phi kiếm môn môn chủ cũng đã chết rồi, xác thực không có tồn tại cần thiết, thậm chí, phi kiếm môn cấp dưới 4 không chừng nhập lưu thế lực, cũng không tất yếu tồn tại. Phó Tam Đao nhẹ gật đầu, tà cười nói. Vừa nghĩ tới Tiêu Phàm bọn họ chẳng mấy chốc sẽ hủy diệt, Phó Tam Đao trong lòng liền cực kỳ thoải mái. Lão Tổ, nếu như chúng ta có thể lấy được phi kiếm môn địa bàn, vậy ta Thiên Âm Tông tất nhiên trở thành chu vi mấy chục vạn dặm bên trong 3 vị trí đầu tam lưu tông môn. Âm Nguyên Lão Tổ một cái hạ nhân thuộc khẽ mỉm cười nói. Ha ha, không sai, không sai. Âm Nguyên Lão Tổ nhẹ gật đầu, sau đó hướng về phía Phó Tam Đao chắp tay một cái nói, Phó Huynh. Cái kia tại hạ trước hết trở về thông chi tông chủ, tốt tiếp thu phi kiếm môn cùng cái này một đám thế lực, ta Thiên Âm Tông, nhất định mượn nhờ Phó Huynh đại ân. Âm Nguyên lão tổ liền đối Phó Ba Đao xưng hô cũng thay đổi, từ Phó Lâu chủ biến thành Phó Huynh, cũng coi là kéo gần lại cả hai quan hệ. Vậy liền sau một tháng, lại đến nơi này, Phó Tam Đao gật gật đầu nói. Âm Nguyên lão tổ cáo biệt Phó Tam Đao, liền mang theo hai cái cấp dưới rời đi. Đắc tội ta Phó Tam Đao, nhưng là muốn bỏ ra đẫm máu đại giới. Phó Tam Đao âm lãnh con người quét nơi xa liếc mắt, quay người liền hướng về một cái khác phương hướng rời đi. Phó Tam Đao cũng đã không kịp chờ đợi nghĩ đến diệt Tiêu Phàm bọn họ, tự nhiên sẽ không ở chỗ này lưu lại. Tốc độ của hắn rất nhanh, nửa canh giờ liền xuất hiện ở hơn vạn bên trong bên ngoài, hắn con người không phải liếc nhìn lấy bốn phía, luôn cảm giác bị người nào tập trung vào một dạng. Bất quá khi hắn linh hồn chi lực phát ra đằng sau, lại là cái gì đều không có phát hiện. Chẳng lẽ là ta ảo giác? Phó Tam Đao trong miệng tự lẩm bẩm, cau mày. Không phải là ảo giác, làm Phó Tam Đao chuẩn bị lần nữa khởi hành thời khắc, một đạo đột ngột thanh âm vang lên, ngay sau đó, một dải lụa xẹt qua hư không, đột nhiên hướng về Phó Tam Đao nổi giận chém mà tới. Người nào? Phó Tam Đao sắc mặt hơi đổi một chút, đưa tay chính là một trưởng nghênh đón. Cùng đạo kia tấm lụa đụng vào nhau, thân hình không khỏi lùi lại mấy trăm trượng, rơi vào một ngọn núi đỉnh. Hắn băng lãnh con người nhìn chằm chằm phía trước, muốn thấy rõ ràng rốt cuộc là người nào, đột nhiên, hắn con người bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt khó coi nói tiểu tử, là ngươi. Không phải liền là ta sao? Người đến là một cái áo bào đen thanh niên, chính một mặt đạm nhiên nhìn xem Phó Tam Đao, ngoại trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai đâu. Phó Tam Đao rời đi trước đó uy hiếp, hắn còn rõ mồn một trước mắt, Tu La Điện mới đến, tự nhiên không có khả năng trải qua được lâu ngoại lâu trả thù. Tiêu Phàm tự nhiên không thể nào để cho Phó Tam Đao rời đi, dù sao, Thiên Mộ Thần Hoa sự tình có thể lớn có thể nhỏ. Chỉ cần Phó Tam Đao đem tin tức này thả ra, cho dù không có đoán chừng cũng biến thành có, đến lúc đó tất nhiên không thể thiếu rất nhiều phiền phức. Tiêu Phàm có thể không phải một cái chờ đợi phiền phức giáng lâm vừa muốn lấy đối mặt người, phiền phức tốt nhất là tiêu diệt tại cái nôi bên trong, đây cũng là hắn phục sát Phó Tam Đao nguyên nhân. Sở dĩ theo tới nơi này, là hắn vì tránh đi Âm Nguyên lão tổ, dù sao, phục sát Phó Tam Đao sự tình, cũng là không nên bị người khác biết. Tiểu tử, liền bằng ngươi cũng muốn giết ta, Phó Tam Đao tự nhiên một cái liền đoán được Tiêu Phàm ý đồ đến. Bất quá! Tiêu Phàm chỉ là một cái thiên thần cảnh hậu kỳ tu sĩ mà thôi, hắn Phó Tam Đao nếu muốn trốn, cho dù cổ thần cảnh cũng chưa hẳn có thể giết chết được hắn. Dù sao, giết chết một người, thế nhưng là cần ưu thế tuyệt đối, Tiêu Phàm tại Phó Tam Đao trước mặt, nhưng không có cái gì ưu thế tuyệt đối. Lại tăng thêm ta đây, đột nhiên, lại có một đạo thanh âm từ Phó Tam Đao sau lưng vang lên, nơi đó một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới, chính một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Phó Tam Đao. Phó Tam Đao thấy thế, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cắn răng nói, Hàn Lê. Coi như tăng thêm ngươi, cũng đồng dạng không giết chết được ta. Cái kia lại tăng thêm chúng ta đây. Đồng thời,
hắn hai bên lại đi tới hai đạo thân ảnh, cường đại khí tức trong nháy mắt khóa chặt Phó Tam Đao. Hai người này không phải kẻ khác, chính là Quỷ Thiên Cửu cùng Thần Thiên Nghiêu, tăng thêm Hàn Lê, chính là một cái cổ thần cảnh cùng hai cái thiên thần cảnh đỉnh phong, đồng dạng, Tiêu Phàm cũng không yếu với thiên thần cảnh đỉnh phong, thậm chí càng mạnh. Hiện tại còn giết không chết ngươi sao? Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, trong mắt đều là vẻ tự tin. Phó Tam Đao sắc mặt khó xử đến cực điểm, nếu như hắn là cổ thần cảnh tiền kỳ, coi như Tiêu Phàm bọn họ bốn người, cũng đồng dạng giết không chết hắn, thậm chí, hắn có lẽ còn có thể phản sát một hai người. Nhưng là hiện tại, hắn thực lực bị phong ấn, tối đa cũng liền so thiên thần cảnh đỉnh phong hiếu thắng một chút, xa xa không đi đến cổ thần cảnh cấp độ. Tiêu Phàm bốn người vây giết hắn, hắn muốn chạy thoát, có lẽ thật đúng là không thể nào. Bất quá, Phó Tam Đao có thể đi đến bây giờ cảnh giới, cũng là đã trải qua không ít giết chóc mới sống sót, tự nhiên sẽ không như thế nhận túng. Hắn băng lãnh con người để phòng liếc nhìn lấy bốn phía, muốn tìm kiếm yếu kém nhất đột phá khẩu. Giết, Tiêu Phàm thật không nghĩ qua cho hắn cơ hội, phất phất tay, một thoáng thời gian, Hàn Lê, Quỷ Thiên Cửu cùng Thần Thiên Nghiêu ba người đồng thời đánh giết mà ra, chỉ có Tiêu Phàm lẳng lặng đứng ở cái kia không nhúc nhích. Phó Tam Đao thấy thế, lách mình liền hướng lấy Tiêu Phàm vị trí kích xạ mà đến, hắn nghĩ sâu tính kỹ thật lâu, cuối cùng lựa chọn từ Tiêu Phàm vị trí phương hướng phá vây. Dù sao, Tiêu Phàm vẻn vẹn chỉ là thiên thần cảnh hậu kỳ mà thôi, là bốn người bên trong thực lực yếu nhất. Chỉ cần có thể lách qua Tiêu Phàm, hắn liền có rất lớn cơ sẽ sống xuống dưới, dù sao, một cái bán bộ cổ thần cảnh muốn chạy trốn, người bình thường là không thể nào ngăn được. Thần Thiên Nghiêu cùng Quỷ Thiên Cửu nhìn thấy Phó Tam Đao vậy mà lựa chọn phóng tới Tiêu Phàm, hai người trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Khinh thường điện chủ, nhưng là muốn bỏ ra giá rất lớn. Thần Thiên Nghiêu lắc đầu nói, một mặt đáng thương nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn trên người thương thế đã bị Tiêu Phàm chữa cho tốt, rốt cục ổn định ở tại thiên thần cảnh đỉnh phong, nhưng hắn vẫn như cũ không phải Tiêu Phàm đối thủ, đủ để có thể thấy được Tiêu Phàm cường đại. Quỷ Thiên Cửu mặc dù không biết Tiêu Phàm chân chính chiến lực, nhưng hắn cũng rõ ràng Tiêu Phàm là không thể nhục. Không đợi hai người suy nghĩ nhiều, Phó Tam Đao cũng đã đi tới Tiêu Phàm trước người, kích động toàn thân thần lực, một quyền hung hăng hướng về Tiêu Phàm đập tới. Chết đi, Phó Tam Đao nhìn thấy Tiêu Phàm không có bất luận cái gì phản kháng, tức khắc lộ ra vẻ dữ tợn, quyền cương rồi đấy, hư không đều hô hô rung động. Cũng ngay tại Phó Tam Đao sắp tới gần Tiêu Phàm thời khắc, Tiêu Phàm đột nhiên quỷ dị biến mất, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, lần nữa lúc xuất hiện, đã là tại Phó Tam Đao trước người, một quyền đập ầm ầm ra. Bịch một tiếng nổ vang, Tiêu Phàm nắm đấm hung hăng nện ở Phó Tam Đao trên lồng ngực, oa một tiếng, Phó Tam Đao trong miệng phun ra từng ngụm máu tươi. Trong cơ thể càng là truyền đến từng đợt phá toái thanh âm, không biết gãy mất bao nhiêu xương cốt, ngũ tạng lục phủ gần như toàn bộ nát. Hắn thân thể càng là giống như đạn pháo một dạng bay ngược mà ra, con người kém chút chừng đi ra, một mặt kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn không phải thiên thần cảnh hậu kỳ à, làm sao sẽ như thế cường đại? Cái kia sức mạnh thân thể, vậy mà so cổ thần cảnh còn muốn cường đại? Đừng nói Phó Tam Đao không tin, nơi xa Hàn Lê, Quỷ Thiên Cửu cùng Thần Thiên Nghiêu ba người đều không tin. Phó Tam Đao mặc dù bị phong ấn tu vi, nhưng hắn nhục thân vẫn là chân thật cổ thần cảnh A, thiên thần cảnh chuyên tu nhục thân, hắn nhục thân sớm cũng đã siêu việt bất hủ cấp độ. Tiêu Phàm bây giờ còn chỉ là thiên thần cảnh hậu kỳ, sức mạnh thân thể cũng liền tương đương với đệ tam trọng bất diệt cảnh mà thôi. Có thể cái này nhục thân lại đem Phó Tam Đao đánh phế đi, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đám người tuyệt đối sẽ cho rằng đây là thiên phương dạ đàm. Điện chủ nhục thân, đoán chừng so cổ thần tiền kỳ còn mạnh hơn. Thần Thiên Nghiêu hít một hơi lạnh, hắn biết rõ Tiêu Phàm rất mạnh, nhưng không nghĩ đến sẽ như thế biến thái. Hàn Lê cùng Quỷ Thiên Cửu cũng ngẩn người tại chỗ, hoàn toàn bị Tiêu Phàm một kích này cho khiếp sợ đến. Còn lo lắng cái gì, đem hắn đánh cho tàn phế lại nói. Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, thần sắc bình tĩnh như thường, tựa như là một kiện không có ý nghĩa sự tình một dạng. Là, điện chủ, Thần Thiên Nghiêu ba người đột nhiên lấy lại tinh thần. Lần nữa đem Phó Tam Đao vây quanh ở trung ương. Thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Ba người bắt đầu điên cuồng công kích, Phó Tam Đao bị Tiêu Phàm một quyền đánh nát nửa cái mạng,
đừng nói phản kháng, cho dù nghĩ chạy trốn cũng không có khí lực. Không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, Phó Tam Đao liền co quắp mềm ở trên mặt đất, giống như thịt nát đồng dạng, cơ hồ chỉ còn lại một hơi. Không chỉ nhục thân bị thương, liền hắn linh hồn đều nhận lấy rất lớn bị thương. Dám tính toán công tử, tự tìm cái chết. Thần Thiên Nghiêu nhe răng cười một tiếng, một quyền giận oanh mà ra, muốn nhất kích tất sát Phó Tam Đao. Tốt, chưa kịp Thần Thiên Nghiêu xuất thủ, Tiêu Phàm đột nhiên nhạt quát một tiếng, lắc mình một cái liền xuất hiện ở Phó Tam Đao vị trí hư không, thần sắc lạnh lùng nhìn xem Phó Tam Đao. Giờ phút này Phó Tam Đao toàn thân máu thịt be bét, lại không mảy may nhân dạng, hắn trợn to mang huyết hai mắt, đằng đằng sát khí nhìn xem Tiêu Phàm nói, có gan ngươi hãy giết ta, lâu ngoại lâu sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lúc này còn nghĩ uy hiếp ta, Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, ầm một tiếng, một cước hung hăng dẫm ở Phó Tam Đao lồng ngực bên trên, cuối cùng lại phun ra mấy ngụm máu tươi. Thần Thiên Nghiêu ba người khóe miệng giật một cái, Tiêu Phàm nhường bọn họ dừng tay, có thể chính hắn ra tay lại một chút cũng nghiêm túc, Phó Tam Đao hiện tại trạng thái, đoán chừng cũng đã tiếp nhận không được Tiêu Phàm mấy cước. Ta nếu giết ngươi, ngoại trừ cái kia Âm Nguyên lão tổ bên ngoài, không ai sẽ tìm ta phiền phức, ngươi có tin không? Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng nói, khịt mũi coi thường nói. Phó Tam Đao trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, há miệng muốn nói, vừa đến miệng lời nói cuối cùng vẫn là nuốt xuống dưới. Thần Thiên Nghiêu, ba người các ngươi người đi nơi xa chờ ta theo Phó lâu chủ có chút việc muốn nói. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói, cái kia Tiếu Dung, nhìn Phó Tam Đao tê cả da đầu. Là, điện chủ, Thần Thiên Nghiêu ba người nhẹ gật đầu. Bọn họ không biết Tiêu Phàm muốn như thế nào đối phó Phó Tam Đao, bất quá cuối cùng vẫn là quay người rời đi sau một lát, Tiêu Phàm nhìn thấy Thần Thiên Nghiêu ba người đi đủ xa, đưa tay vung lên, một vệt sáng bao phủ hắn và Phó Tam Đao. Nói đi, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, Tiêu Phàm chân từ Phó Tam Đao lồng ngực bên trên rời, thần sắc thản nhiên nói. Tha ta chết, ta lại cũng không đề cập tới Thiên Mộ Thần Hoa sự tình, cũng sẽ không tìm ngươi phiền phức. Phó Tam Đao cắn răng nói. Ngươi liền nói với ta những cái này. Tiêu Phàm một mặt cười nhạt nhìn xem Phó Tam Đao, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết nói, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ đáp ứng không? Sẽ không, Phó Tam Đao nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu nói, bất quá, ta dù sao cũng là lâu ngoại lâu phân bộ lâu chủ, có thể cho ngươi mang đến không ít lợi ích. Tiêu Phàm không lên tiếng nữa, mà là đạm mạc lắc đầu. Chúng ta có thể làm bạn, ngươi cần gì? Vô luận là tài nguyên, vẫn là tin tức, ta đều có thể bằng ưu đãi giá cả cho ngươi. Ta không chết, đối với ngươi có chỗ tốt, ta nguyện ý thần phục ngươi, làm ngươi chó. Phó Tam Đao nhìn thấy Tiêu Phàm không ngừng lắc đầu, thần sắc càng ngày càng lo lắng, hắn hiện tại chỉ muốn nịnh nọt Tiêu Phàm, có thể trốn qua một kiếp. Đáng tiếc, Tiêu Phàm không phải tốt như vậy đối phó, vẫn như cũ lắc lắc đầu nói, ta người này, không thích đem mệnh giao cho kẻ khác trưởng khống. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm trong con ngươi lóe qua một vòng lục quang, trong nháy mắt chui vào Phó Tam Đao mi tâm bên trong. Phó Tam Đao toàn thân kịch liệt run rẩy, không ngừng giãy giụa lấy, Tiêu Phàm sắc mặt cũng trở nên có chút trắng bệch, trên trán rịn ra không ít mồ hôi. Nửa chén trà nhỏ thời gian sau, Phó Tam Đao thân thể mới khôi phục bình tĩnh, một vệt sáng từ Phó Tam Đao mi tâm bắn ra. Nguy hiểm thật, không hổ là cổ thần cảnh linh hồn, cho dù bị thương nặng cũng không phải ta có thể tùy tiện dung chuyển. Tiêu Phàm trong lòng ngưng tiếng nói. Hắn vừa mới đối Phó Tam Đao thi triển chủng ma chi thuật, thiếu chút nữa thì nhận lấy phản phệ, cũng may hắn và thí thần đồng thời thi triển linh hồn thiên phú áp chế, lúc này mới hoàn toàn đã khống chế Phó Tam Đao linh hồn. Ngươi đối ta làm cái gì? Phó Tam Đao kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm, hắn cảm giác mình tại Tiêu Phàm trước mặt, hoàn toàn không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 104.